vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 42. Thời gian tiếp theo, Sở Trần tiếp tục công việc trước khi ra nước ngoài, tu bổ những đồ cổ không trọn vẹn mà Liễu Như Nhạn cất giữ. Công việc này nhiệm vụ nặng nề, độ khó cũng cao, Sở Trần dùng một buổi chiều, mới chỉ tu bổ một tấm cổ đồ không trọn vẹn. Quá tốn đầu óc, Sở Trần cảm thán, một buổi chiều mới tu bổ một tấm, thật khó khăn. Liễu Như Nhạn liếc Sở Trần một cái, một buổi chiều một tấm liền kêu khỏ, mình mấy năm qua mới tu bổ mấy tấm tính là trình độ gì. Trình độ tu bổ tranh cổ của Sở Trần quả thật khiến Liễu Như Nhạn chấn động. Đúng rồi, tôi có thể mang mấy bức tranh cổ còn lại về tu bổ không? Sở Trần thăm dò hỏi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Liễu Như Nhạn siêu tầm những cổ đồ không trọn vẹn này, bất kỳ một tấm nào lưu truyền ra ngoài, đều có thể khiến cho giới thư họa chấn động. Nhưng, cô lại không chút do dự, trực tiếp nói, nơi này còn có 8 bức cổ đồ, người mang về đi. Dựa theo chúng ta nói, tôi tu bổ xong những cổ đồ này, tỷ liền nói cho tôi biết tung tích của 9 sư phụ. Sở Trần ôm 8 bức cổ đồ vào trong ngực, tất nhiên rồi, Liễu Như Nhạn gật đầu, chỉ có điều, tu bổ những cổ đồ không trọn vẹn này, một tấm độ khó còn hơn một tấm. Tuy rằng Sở Trần dùng thời gian một buổi chiều tu bổ xong một bức trong đó, nhưng 8 bức còn lại, Liễu Như Nhạn phỏng đoán cẩn thận, Sở Trần ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể tu bổ xong. Mạn Mạn, Thiên Thiên, tiễn Sở Trần trở về đi. Liễu Như Nhạn phân phó, tạm biệt Liễu Như Nhạn. Sở Trần cầm tranh cổ, được chị em Liễu ra đi ra ngoài. Khi đi ngang qua vòng đá, không có gì bất ngờ, Phạm Đông Lâm vẫn còn đó. Chẳng qua, Phạm Đông Lâm đã rút ra từ bài học lần trước, không dám động thủ với Sở Trần nữa. Nhưng khi Phạm Đông Lâm nhìn thấy Sở Trần cầm một đống tranh trong tay, ánh mắt trực tiếp đỏ lên. Luận Sở Trần làm sao có được thánh nữ coi trọng, chính mình vất vả, mỗi ngày si thủ, cũng không cách nào gặp thánh nữ một lần. Nhưng Sở Trần kia, tới 2 lần, lần đầu tiên liền cùng thánh nữ ở chung một chỗ, lúc này trở về, càng là được thánh nữ ban thưởng. Bách Hoa cùng ai mà không biết thánh nữ si mê tranh vẽ, thánh nữ ban tranh cho Sở Trần, đó tuyệt đối là ban thưởng cấp bậc cao nhất. Mắt thấy Sở Trần sắp đi ra khỏi cửa lớn Liễu gia, Phạm Đông Lâm cắn răng, vò tới phía Sở Trần, chờ một chút. Liễu Thiên Thiên xoay người, Liễu Mi nhíu lại, Phạm Đông Lâm, anh lại muốn làm gì? Tôi cảnh báo anh đừng làm bậy. Phạm Đông Lâm đi tới trước mặt Sở Trần, sửa sang lại trang phục của mình một chút, cúi đầu thật sâu với Sở Trần, Sở tiên sinh, thực xin lỗi, lúc trước là tôi không đúng, mạo phạm anh. Sở Trần sửng sốt, tên này vừa rồi rõ ràng vẫn là một bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống mình, hiện tại thái độ đột nhiên chuyển 180 độ. Phạm Đông Lâm, đừng dở trò gian. Liễu Thiên Thiên tiếp tục cảnh cáo, tôi là thành thật xin lỗi Sở tiên sinh. Phạm Đông Lâm cúi đầu, thần thái thành khẩn, Sở tiên sinh, để bày tỏ lời xin lỗi của tôi muốn mời Sở tiên sinh ăn một bữa cơm. Liễu Mạn Mạn không nói gì nhìn Phạm Đông Lâm, cô đoán được ý đồ của Phạm Đông Lâm, không gì khác hơn là nhìn Sở Trần có thể tiếp cận thánh nữ, muốn học chút chiêu từ trên người Sở Trần. Sở Trần lắc đầu, cơm liền miễn đi, tôi còn có việc, đi đây. Sở Trần cầm bức tranh xoay người đi ra ngoài, Phạm Đông Lâm còn muốn đuổi theo, Liễu Thiên Thiên khẽ búng móng tay của mình một chút. Ánh mắt mang theo ý cảnh cáo nhìn chằm chằm Phạm Đông Lâm. Phạm Đông Lâm cứng rắn dừng bước, nhìn theo Sở Trần rời đi, còn vẫy tay thật xa, Sở tiên sinh đi từ từ a. Sau khi lên xe, Liễu Thiên Thiên một bên thắt dây an toàn, một bên oán hận mở miệng, tiện nhân này, mỗi ngày đều giống như ruồi nhặng, đuổi cũng không đuổi được, tôi sẽ đi, tên phía trước lái xe như thế nào. Sở Trần yên lặng thắt dây an toàn, tiểu độc nữ lái xe trên đường. Sở Trần lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. Lại nhìn thấy tin nhắn của Giang Khúc Phong. Ta không ở Dương Thành. Sở Trần sửng sốt, không rõ vì sao Giang Khúc Phong đột nhiên gửi một tin nhắn như vậy. Suy nghĩ một chút, vẫn trả lời một câu, tôi đang ở Dương Thành. Một phút sau, trùng hợp, ta cũng ở Dương Thành. Giang Khúc Phong trả lời. Khóe miệng Sở Trần giật giật. Tâm cơ này, Giang Khúc Phong rút ra bài học bỏ lỡ kinh thành, cố ý nói trước một câu mình không ở Dương Thành. Hắn chỉ sợ mình nói một câu, ta ở Dương Thành, Sở Trần trả lời một câu, tôi lại đi kinh thành. Giang Khúc Phong lại gửi tới một tin nhắn, cùng nhau ăn cơm, ta có việc thương lượng với ngươi. Sau khi hẹn địa điểm ăn cơm với Giang Khúc Phong, Sở Trần nói vị trí cụ thể nói cho tiểu độc nữ. Đường Dương Thành tuy rằng phức tạp, nhưng tiểu độc nữ ngay cả dẫn đường cũng không cần, rõ ràng là tài xế lâu, sau khi nghe được Sở Trần báo địa điểm,
trực tiếp một cước chân ga phóng đi. Không quá 20 phút, tiểu độc nữ đã lái xe đến địa điểm ăn cơm, hơn nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cướp được chỗ đậu xe trước một chiếc xe. Thế nào, Liễu Thiên Thiên đắc ý nhìn thoáng qua Sở Trần. Cô cũng không phải là một người chỉ biết chơi độc, mình nắm giữ nhiều kỹ xảo. Sở Trần giơ ngón tay cái lên, tuy rằng có chút nóng nảy, nhưng kỹ năng lái xe quả thật rất giỏi. Giang Khúc Phong đã đặt trước phòng riêng. Khi nhìn thấy Sở Trần dẫn theo chị em Liễu ra đẩy cửa phòng đi vào, thần sắc Giang Khúc Phong nhanh chóng lướt qua một tia kinh ngạc, chợt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Trần, lại khuôn mặt mỉm cười đứng lên, ý bảo hai cô gái ngồi. Phong ca, muốn ăn cái gì? Sở Trần cầm lấy thực đơn. Rất nhanh, điện thoại Sở Trần đặt trên mặt bàn cũng rung lên. Giang Khúc Phong, cá mú hấp, ngỗng nướng, thịt heo nướng sốt mật ong, một nồi Phật nhảy tường, gọi cho hai cô gái món tổ yến. Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Khúc Phong. Xem ra, Giang Khúc Phong là khách quen ở đây. Sở Trần sau khi gọi xong món ăn của Giang Khúc Phong, lại thêm hai món, cuối cùng gọi một món rau xanh. Phong ca, người tìm ta thương lượng chuyện gì? Chờ đồ án, Sở Trần hỏi Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong cúi đầu đánh chữ. Ánh mắt chị em Liễu ra liếc nhau một cái. Cách hai người giao tiếp thật kỳ lạ. Tin nhắn của Giang Khúc Phong rất nhanh gửi tới, về đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần nhìn về phía Giang Khúc Phong, thần sắc mang theo nghi vấn. Giang Khúc Phong cũng tận mắt nhìn thấy thực lực của đạo tặc Hỏa Yến, nếu như bắt được đạo tặc Hỏa Yến mà nói, chỉ biết bị đánh. Còn muốn bắt, Sở Trần hỏi, nhị thúc phái những người khác tới rồi sao? Trong lòng Sở Trần có loại cảm giác kháng cự khó hiểu. Giang Khúc Phong tiếp tục nhắn, cái đó ngược lại không có, nhiệm vụ bắt đạo tặc Hỏa Yến đã hủy bỏ. Người từng đến Hương Sơn, biết chuyện đang xảy ra trên Hương Sơn đi, hiện tại không chỉ là thế lực các quốc gia, mà ngay cả giới võ giả cũng đang lùng bắt đạo tặc Hỏa Yến. Nếu như chúng ta có thể đuổi kịp những người này, tìm được đạo tặc Hỏa Yến, để cho cô ta gia nhập cục đặc chiến, cô ta nói không chừng sẽ đáp ứng. Sở Trần hiểu được, nhiệm vụ bắt đạo tặc Hỏa Yến biến thành chiêu mộ đạo tặc Hỏa Yến. Chỉ là, tính tình Liễu tỷ tỷ, chưa chắc sẽ đáp ứng. Sở Trần buông tay, thế giới lớn như vậy, đi đâu tìm đạo tặc Hỏa Yến đây? Giang Khúc Phong trả lời, cho nên ta tìm ngươi thương lượng, ta không có biện pháp. Sở Trần, tại sao anh nghĩ tôi có cách? Mặc dù anh đoán đúng, nhưng tôi chọn không nói với anh. Sở Trần lắc đầu, tôi cũng không có biện pháp. Lúc này, người phục vụ đã bưng thức ăn lên. Giang Khúc Phong buông điện thoại xuống. Điều này có nghĩa là cuộc trò chuyện kết thúc. Án trước đi, nửa tiếng sau, Giang Khúc Phong thần sắc toát ra cảm giác thỏa mãn, ợ một cái. Cầm lấy điện thoại, trước mắt không có cách nào cũng không vội, ta sẽ đến kinh thành, chú ý tình huống của Hương Sơn, bọn họ có lẽ có cách tìm ra đạo tặc Hỏa Yến, ta đi trước. Nhìn thân ảnh Giang Khúc Phong rời khỏi phòng riêng, Sở Trần giật mình. Không phải hắn vừa mới từ kinh thành trở về sao? Liền hỏi mình về chuyện thương lượng, sau đó lại đi tới kinh thành. Nhưng rõ ràng có thể nói trực tiếp trên điện thoại, người cố tình muốn ăn trực đi. Khóe miệng Sở Trần giật giật, không hổ là tao Phong, phong cách làm việc này, độc đáo, người bên ngoài muốn học cũng không nghĩ tới. Sau khi Sở Trần tính tiền, quyết định đóng gói rau xanh còn lại trở về cho Tống Thu, vừa mới trở lại biệt thự Tống ra, xuống xe liền nghe thấy tiếng kêu rên của Tống Thu, anh rể, em chờ anh thật khổ a. Mục đích của Tống Thu rất đơn giản, trận pháp động tiên biến mất. Hắn hy vọng anh rể có thể bố trí một cái. Sau khi trải nghiệm một lần, muốn thử lại lần nữa. Hắn đã nghiện cảm giác này. Sở Trần dùng một hộp rau xanh đóng gói trở về đưa cho Tống Thu. Những người trẻ tuổi phải làm đến nơi đến chốn, không thể luôn luôn dựa vào động tiên. Sở Trần nói, trở về dung nhập những gì cậu học được hôm nay, chiều ngày mai, tôi lại bố trí cho cậu một lần nữa. Tống Thu tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng dưới uy quyền của anh rể, vẫn là mang rau xanh trở về. Sở Trần trở lại biệt thự, cùng Tống Nhan đánh một cái thẻ, xoay chuyển 8 bức tranh cổ không trọn vẹn đi ra khỏi cọc hoa mai, đồng thời mang theo bút mực, khiêng một cái bàn ghế. Bắt đầu bố trí động tiên, anh muốn lợi dụng ưu thế động tiên, tu bổ 8 bức tranh cổ không trọn vẹn. Ở trong động tiên, trạng thái cả người sẽ bị vây vào một loại cấp độ cực hạn, bất luận là tu hành, hoặc là làm bất cứ chuyện gì khác, đều có hiệu quả làm ít công to. Đây cũng là nguyên nhân Sở Trần quyết định mang 8 bức tranh cổ không trọn vẹn về Tống gia. Một giờ trôi qua, động tiên đã bố trí xong, Sở Trần mang theo 8 bức tranh cổ đi vào. Cố nén kích động tu luyện, Sở Trần ở trung tâm trận pháp khoanh chân ngồi xuống,
chậm rãi mở ra một bức tranh cổ không trọn vẹn trong đó. Quả nhiên, dưới loại trạng thái này, mỗi một chi tiết của bức tranh cổ này đều nhanh chóng hiện ra trong mắt Sở Trần. Sở Trần nhắm mắt lại, trong đầu đã bắt đầu phác họa bức tranh cổ này. Đồng thời, về thông tin liên quan đến bức tranh cổ này, Sở Trần cũng sớm tìm hiểu rõ ràng từ tư liệu Liễu Như Nhạn thu thập được. Thuận buồm xuôi gió, rất nhanh, bức tranh cổ không trọn vẹn đầu tiên đã được tu bổ xong. Chỉ dùng không đến thời gian một tiếng, đôi mắt Sở Trần lướt qua một đạo vui mừng, quả nhiên có hiệu quả. Ở Liễu gia nửa ngày mới thành công tu bổ một bức tranh cổ trong đó, mà ở trong động tiên, không cần một giờ là có thể hoàn thành. Điều này cũng trực tiếp nói lên tính chân quý của động tiên. Tuyệt đối có thể khiến mỗi người trong giới võ giả đều nhắm mắt làm ngơ. Tiếp tục bước thứ hai, bước thứ ba, 4 giờ chiều ngày hôm sau. Sở Trần cảm thấy hài lòng cầm 8 bức tranh cổ đã được tu bổ xong đi ra khỏi trận pháp động tiên. Hiệu quả của động tiên có chút ngoài dự liệu của Sở Trần, anh vốn dự định dùng thời gian mấy ngày hoàn thành 8 bức họa này. Tống Thu đứng ở trước mặt, trông mong nhìn Sở Trần. Tiểu Thu, cậu đến rất đúng lúc. Sở Trần vừa muốn mở miệng, Tống Thu lập tức xoay người, hiểu rồi, em lái xe. Là một người công cụ thành thục, chúng ta nên học cách tự làm việc. Không ngoài dự liệu của Tống Thu, mục đích của anh rể vẫn là Liễu Gia Dương Thành. Nhìn Sở Trần cầm 8 bức tranh đi về phía bên kia đường, Tống Thu vội vàng một cước đạp chân ga. Không thể lãng phí thời gian, nhanh chóng trở về luyện công. Tống Thu tràn đầy khí chí, hắn muốn chờ đợi và nỗ lực để cải thiện bản thân, đợi sau khi nhập ngũ, ở trong quân nổi bật khiến ai nấy đều kinh ngạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bảo vệ cửa Liễu Gia thấy Sở Trần tiến vào, thần sắc giật mình, ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn theo Sở Trần đi vào. Cửa này là cửa phụ Liễu Gia, cửa chính Liễu Gia là y quán. Trước vòm đá, Phạm Đông Lâm xa xa đã nhìn thấy Sở Trần tiến vào, vừa giận vừa mừng, phức tạp vô cùng. Tức giận chính là anh lại tới, còn mang bức tranh thánh nữ đưa cho anh đến, điều này khiến Phạm Đông Lâm nghĩ đến, bức tranh không phải là thánh nữ đưa cho Sở Trần, mà là để cho anh mang về thưởng thức, điều này càng khiến Phạm Đông Lâm ghen tị. Dù sao như vậy có nghĩa là hai bên có thể ngươi tới ta lui, tiếp tục gặp mặt. Vui chính là, mình lại có cơ hội lãnh giáo Sở Trần, làm thế nào để cỏ được trái tim của thánh nữ. Sở tiên sinh, tôi đến giúp anh. Phạm Đông Lâm giở trò, chính mình giúp Sở Trần nâng bức tranh, là có thể lấy thân phận thư đồng của Sở Trần đi gặp thánh nữ. Không cần đâu, Sở Trần mỉm cười cự tuyệt. Mắt thấy Sở Trần sắp qua vòng đá, Phạm Đông Lâm cắn răng, lớn tiếng hô, Sở tiên sinh. Xin chỉ giáo. Sở Trần nghi hoặc nhìn Phạm Đông Lâm. Phạm Đông Lâm thở dài một hơi, Sở tiên sinh, anh cũng biết, tôi đối với thánh nữ vừa thấy đã ái mộ, sĩ ý của tôi đối với thánh nữ không ít hơn nữ hiệp phái Nga Mi ở bến Phả Phong Lăng, nhưng thánh nữ chưa bao giờ gặp đàn ông, duy chỉ có Sở tiên sinh ngoại lệ, kính xin Sở tiên sinh chỉ giáo, làm sao có thể gặp thánh nữ một lần. Khóe miệng Sở Trần khẽ giật giật, không thể tưởng tượng được người này còn là một lão văn thanh. Nữ hiệp Nga Mi ở bến Phả Phong Lăng đều lôi ra. Tôi thấy anh một lần gặp thánh nữ là lỡ cả đời a. Sở Trần ho một tiếng, nghiêm mặt nói, anh không phải nói thánh nữ chưa từng thấy đàn ông sao? Anh có muốn thay đổi suy nghĩ hay không? Nếu anh không phải đàn ông, nói không chừng thánh nữ liền gặp anh. Phạm Đông Lâm ngạc nhiên, Sở Trần đã đi vào. Chốc lát, Phạm Đông Lâm mới phản ứng lại, ôi, Sở lão cẩu, hoàn toàn là nói bậy. Càng khiến Phạm Đông Lâm tức giận chính là, hắn vừa rồi lại trong nháy mắt động tâm. Sở Trần đi tới hậu hoa viên. Trong chòi nghỉ mát, Liễu Thiên Thiên đang cắn đầu bút, vẻ mặt sầu não. Lại bắt đầu làm bài. Đó là một hình phạt đối với cô. Mặc dù trong lòng cô cũng thừa nhận, sau khi tử vong đặc huấn, như vậy, độc thuật của cô quả thật sẽ có tiến triển rất lớn. Nghe được thanh âm bước chân, Liễu Thiên Thiên ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên vui mừng. Sở Trần, anh làm sao lại tới đây? Sở Trần giơ tay lên 8 bức tranh, tôi đến trả lại tranh, Liễu tỷ tỷ đâu? Liễu Thiên Thiên ngẩn ra, khó có thể tin nhìn Sở Trần, anh từ bỏ điều trị. À không, anh đã từ bỏ việc tu bổ những bức tranh cổ xưa. Trong mắt Liễu Thiên Thiên, Sở Trần cũng không phải là người dễ bỏ cuộc, ngày hôm qua không phải tốn cả buổi chiều, thành công tu bổ một bức họa mà. Tôi đã tu bổ xong hết rồi. Sở Trần mỉm cười, Liễu Thiên Thiên tỏ vẻ không tin. Trong một đêm đã tu bổ xong 8 bức cổ đồ không trọn vẹn, quả thực hoang đường. Mặc dù tôi không biết vẽ, tôi không phải là một kẻ ngốc. Liễu Thiên Thiên liếc Sở Trần một cái,
ngược lại không vạch trần Sở Trần, anh đợi một chút, cô vừa mới hái không ít cánh hoa trở về, hiện tại hẳn là đang tắm. Thánh nữ đang tắm, Sở Trần theo bản năng nhìn về phía phòng Liễu Như Nhạn. Trong đầu không tự chủ được toát ra một bức tranh, rèm che lụa mỏng, cổ kính, cánh hoa rơi xuống nước, mỹ nhân như ngọc, mái tóc búi lên, vai hơi lộ ra, ngón tay ngọc xanh mướt, xẹt qua mặt nước, từng trận sóng bọt, hấp dẫn lòng người. À, chẳng lẽ anh còn có thể nhìn thấu sao? Liễu Thiên Thiên thấy Sở Trần lại nhìn phòng cô, nhịn không được hỏi một câu, vẫn dùng bình luận thống nhất toàn quốc, đàn ông đều không phải thứ tốt. Sở Trần ngồi đối diện Liễu Thiên Thiên, nhìn thoáng qua đề hóa học trên bàn đá, a, làm đề sao, thật vất vả. Liễu Thiên Thiên, phải biết những gì nên nói và không nói những gì không nên nói. Đó là cố ý đâm cô. Liễu Thiên Thiên nắm chặt bút trong tay, phảng phất biến nó trở thành Sở Trần, hận không thể bẻ gãy nó. Sở Trần ngẩng đầu nhìn lướt qua, sao không thấy Mạn Mạn. Hôm nay chị tôi đang ở trong phòng khám. Liễu Thiên Thiên nói, cô tắm, bình thường phải hơn nửa giờ, anh có muốn đi ra ngoài xem một chút hay không? Tôi nói cho anh biết, mỗi lần chị ngồi chẩn đoán, thế nhưng có không ít người mộ danh mà đến. Nữ thần y Liễu thì cũng không phải hư danh. Sở Trần nghi hoặc đánh giá Liễu Thiên Thiên, sao cô lại tích cực như vậy? Đương nhiên, với tư cách là chủ nhà, tôi không thể để anh đến thăm một mình. Liễu Thiên Thiên rốt cục nói ra mục đích của mình, tôi liền cố mà làm, dẫn anh đi tham quan y quán Liễu gia chúng tôi một chút. Cô là lười biếng cố gắng làm. Sở Trần nhìn thấu không nói toạc, anh cũng muốn đi tham quan y quán Liễu gia một chút. Liễu Thiên Thiên dẫn theo Sở Trần đi ra cửa vòm đá, Phạm Đông Lâm giật mình, nhanh như dập tê không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Liễu Thiên Thiên cùng Sở Trần đã đi về phía xa xa. Trang viên Liễu gia chiếm diện tích rất lớn, tuy rằng nằm ở ven đường, nhưng bên trong có càn khôn, nơi thánh nữ Liễu Như Nhạn ở chính là một biệt viện phía sau trang viên, một đường đi về phía trước, vài phút sau mới đi tới sảnh chính Liễu gia, đại sảnh hơn 300 mét vuông chính là quy mô của y quán Liễu gia. Đã phân biệt hết mấy khu vực, có hiệu thuốc, khu vực chờ đợi, phòng khám cũng là một phòng riêng biệt. Sở Trần cùng Liễu Thiên Thiên đi tới tham quan, lúc đi tới phòng Liễu Mạn Mạn, Sở Trần nhìn thoáng qua bên trong, Liễu Mạn Mạn một thân áo trắng, phong thái tuyệt mỹ vẫn như cũ, đang bắt mạch cho một bệnh nhân. Đây là một trung y quán. Sở Trần trở lại đại sảnh, ánh mắt đại khái nhìn lướt qua, cảm khái, trung y quán quy mô lớn như Liễu gia, đã rất hiếm thấy. Liễu gia chúng tôi bồi dưỡng ra bác sĩ trung y, mỗi người đều có chân tài thực học. Liễu Thiên Thiên kiêu ngạo nói, anh xem, khu vực chờ đợi nhiều ghế dựa như vậy cơ hồ đều là ngồi đầy người. Một trung y quán có thể để cho nhiều bệnh nhân như vậy xếp hàng, đó cũng là một loại công nhận đối với chúng tôi. Sở Trần gật gật đầu, thuận miệng nói một câu, nhưng, theo quan sát vừa rồi của tôi, bác sĩ trung y các người nơi này quả thật dốc lòng chẩn đoán, nhưng cũng hao phí quá nhiều thời gian, nếu như có thể nâng cao chút hiệu suất, vậy sẽ càng tốt. Chàng trai, cậu nói đúng. Một bên vừa vặn có một lão nhân ra đi qua, cảm thán nói, ta chính là xếp hàng gần 2 giờ, mới được khám bệnh. Nếu như không phải y thuật cao minh của y quán Liễu gia, bộ xương già này của tôi cũng không muốn chờ lâu như vậy. Sau khi lão nhân ra rời đi, Liễu Thiên Thiên lườm anh một cái, chúng tôi đương nhiên cũng biết vấn đề này, tháng này còn có thêm 2 bác sĩ khám bệnh, nhưng thật sự không có biện pháp, trung y khám bệnh chú ý tỉ mỉ, không có khả năng giống như cưỡi ngựa xem hoa liền xem xong, đó là vô trách nhiệm đối với bệnh nhân của chúng tôi. Sở Trần cũng hiểu, gật gật đầu, không mở miệng nữa. Liễu Thiên Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, tò mò đánh giá Sở Trần vài lần, Sở Trần, anh có biết y thuật không? Trong ấn tượng của Liễu Thiên Thiên, Sở Trần tinh thông kỳ môn thuật, tinh thông võ đạo, tinh thông trận pháp, tinh thông cầm kỳ thư họa. Cho cô một cảm giác toàn năng. Hôm nay thật vất vả mới đến được địa bàn nhà cô, Liễu Thiên Thiên muốn khiêu chiến một chút điểm yếu của Sở Trần. Sở Trần trả lời, biết một chút. Liễu Thiên Thiên cười, không ngoài dự đoán. Nói như vậy. Đại bộ phận võ giả, đối với y thuật đều sẽ có một chút hiểu biết, dù sao có một số nơi y võ giống nhau. Tuy nhiên, để thực sự áp dụng vào thực tế để chẩn đoán và khám bệnh cho người dân, điều đó đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng phong phú và y học tuyệt vời, không phải là tùy tiện có thể đủ điều kiện. Hơn nữa, bệnh nhân đến y quán Liễu gia khám bệnh, mỗi ngày đều có một vài người mắc bệnh kỳ nan tạp chứng, mộ danh mà đến, chẩn đoán càng khó khăn hơn. Dù sao hiện tại cũng là nhàn rỗi. Không bằng anh cũng đến ngồi khám bệnh. Liễu Thiên Thiên cười tủm tỉm mở miệng, anh xem hôm nay bệnh nhân thật sự quá nhiều, giúp một chuyện a. Muốn đào hố cho Sở Trần.
Sở Trần liếc mắt nhìn Liễu Thiên Thiên một cái, tiểu độc nữ có thể có tâm tư xấu này, không ngoài là muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ của anh mà thôi. Được thôi, Sở Trần đáp ứng, chính mình quả thật cũng có chút ngửa ngáy. Tôi lập tức sắp xếp cho anh. Liễu Thiên Thiên e sợ Sở Trần cự tuyệt, vội vàng đi, rất nhanh, dẫn theo thực tập sinh y quán Liễu ra mang bàn ghế tới, bày ở một bên đại sảnh, sau đó dựng lên một tấm bảng, mặt trên lại còn viết tên Sở Trần, nét mực còn rất mới. Sau khi an bài xong tất cả, Liễu Thiên Thiên vỗ vỗ tay, được rồi, Sở Trần, nơi này của anh chính là cửa sổ tạm thời số 9. Liễu Thiên Thiên cũng mang tới ghế dựa, cắt một đĩa hoa quả, ngồi bên cạnh Sở Trần không xa, yểu điệu thục nữ, an tĩnh ăn dưa. Vị trí này của Sở Trần cũng khiến không ít người quan sát. Sở Trần, bác sĩ mới của Liễu gia y quán sao? Thoạt nhìn còn trẻ như vậy, phỏng chừng là thực tập sinh mới a. Đương nhiên, không phải ai cũng có thiên phú trung y như Liễu Mạn Mạn, gương mặt trẻ tuổi xa lạ như vậy, tôi không thể tin được. Không ít người trong phòng chờ thì thầm. Liễu Thiên Thiên nghe thấy vui mừng, cô đã sớm tiên đoán được cảnh này rồi. Ai bảo Sở Trần lại dám ở trước mặt mình nói hắn sẽ một chút y thuật. Liễu Thiên Thiên ăn một miếng đu đủ, cười tủm tỉm chờ đợi. Rất nhanh, nghe thấy đài phát thanh có thanh âm vang lên, xin mời L162 đến cửa sổ số 9. Cửa sổ số 9, tạm thời chuyển ra, thanh niên Sở Trần. Không ít người đang chú ý bên này, khi tiếng phát thanh hạ xuống, không ít người nhìn xung quanh, không nhịn được cười. Trong lòng đều có cùng một ý niệm trong đầu, không biết tên xui xẻo nào, lại bị phân đến cửa sổ số 9. Qua nửa giờ, không ai đứng lên, Liễu Thiên Thiên nhất thời vui vẻ, quả nhiên gặp lạnh a. Không được không được, tự mình nghĩ cách tìm một chỗ dựa, kiểm tra y thuật của Sở Trần một chút. Trong phòng chờ, một bà lão mặt đầy nếp nhăn đeo kính, trong tay cầm một tờ giấy, lỗ tai bà có chút nghe không rõ, hỏi người thanh niên bên cạnh, xin hỏi, vừa rồi có phải là đọc số của tôi hay không? Người thanh niên cúi đầu nhìn, lập tức nói, đúng vậy, lão nhân gia, bà ở cửa sổ số 9. Bà lão lập tức đứng lên, đẩy xe lăn phía trước, trên xe lăn còn có một ông lão, gầy trơ xương, tinh thần không tốt. Bà lão, cửa sổ số 9 ở bên kia, là cửa sổ tạm thời đặt ra, nhưng, bác sĩ trung y trông khá trẻ. Có người tốt bụng nhắc nhở, bà lão đẩy xe lăn đi qua, không ít ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía này. Liễu Thiên cũng chú ý tới đôi vợ chồng già này, không khỏi sửng sốt một chút, đứng lên, trong lòng sinh ra áy náy. Ông lão thoạt nhìn trạng thái không tốt, Sở Trần người này làm sao ứng phó được, bỏ đi, chờ Sở Trần khám xong, lại dẫn hai vợ chồng già này đến bên chị, để chị khám một chút. Nghĩ như vậy sau đó, gánh nặng trong lòng Liễu Thiên Thiên ít đi một chút, một lần nữa ngồi xuống. Bà lão đã đẩy ông lão đi tới trước mặt Sở Trần. Sở Trần vội vàng đứng lên, hỗ trợ đẩy ông lão đi tới bên cạnh. Chồng tôi bị bệnh thấp khớp trong nhiều năm, bà lão thở dài một hơi. Mở miệng nói, bệnh cũ, nhưng 1-2 năm nay, bệnh tình nặng thêm, rất khó đứng lên, nghe nói trung y đối với phương diện trị liệu này có hiệu quả nhất định, tôi liền muốn đến thử một lần. Sở Trần nghe nói đại khái tình hình, sau đó bắt mạch cho ông lão. Quá trình bắt mạch, không ít người đang theo dõi, trông giống như bắt trước a. Bắt mạch không phải là chuyện, tôi cũng sẽ làm bộ. Y quán Liễu gia không thể qua loa đối đãi với bệnh nhân như vậy. Nhưng nói thật, bệnh khớp nhiều năm nay, một khi đau đến không đứng dậy nổi, vậy đã rất nghiêm trọng, nếu như nói giảm bớt thống khổ một chút không có vấn đề gì, muốn nói một lần nữa đứng lên, khó như lên trời. Liễu Thiên Thiên cũng âm thầm lắc đầu, vốn muốn thử bản lĩnh của Sở Trần, nhưng không nghĩ tới bệnh nhân đầu tiên của Sở Trần lại nghiêm trọng như vậy. Cứ như vậy, cho dù Sở Trần bó tay vô sách, vậy cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Dù sao bệnh nhân này, cho dù là bác sĩ giỏi nhất y quán Liễu gia ra tay, cũng không cách nào lập tức nhìn thấy hiệu quả chữa bệnh. Quá trình bắt mạch đại khái có một phút, ánh mắt Sở Trần cũng đang nhìn chăm chú vào thần thái khuôn mặt ông lão, hỏi một vài chuyện. Ông lão tuy rằng thoạt nhìn gầy trơ xương, nhưng tinh thần không tốt là bởi vì hai chân đau đớn, thân thể và gân cốt còn lại đều coi như là cứng rắn. Sở Trần từ lời nói của ông lão cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của ông. Cùng nhau bạc đầu, ông muốn kề vai đi, chứ không phải bị đẩy đi. Sở Trần ghé mắt nhìn về phía Liễu Thiên Thiên, tôi cần kim bạc. Liễu Thiên Thiên ngẩn ra, Sở Trần lại còn biết thuật châm cứu. Không thể phủ nhận rằng châm cứu là một phương pháp tuyệt vời để điều trị thấp khớp chân. Nhưng điều đó cũng cần kỹ năng châm cứu nhất định. Liễu Thiên Thiên lập tức sai người đi sắp xếp.
Sở Trần ngồi xổm xuống, nhấc quần dài của ông lão lên, hai tay nắm lấy hai chân ông lão một chút. Trong lòng hiểu rõ, vỗ vỗ đầu gối ông lão, mỉm cười nói, ông đây chỉ là vấn đề nhỏ, tôi châm cứu cho ông một vòng, hai chân đau đớn hẳn là có thể giảm bớt hơn phân nửa. Thật sao? Bà lão ở một bên vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt kích động. Lúc này, một người đàn ông trung niên trong phòng chờ đi tới, cau mày, bác sĩ Sở, cậu có biết cái gì gọi là y đức không? Lại lừa gạt hai người già như vậy, tôi thật sự nhìn không được. Sở Trần ngẩng đầu, ông làm sao phán đoán tôi đang lừa gạt hai người già này? Tình huống hai chân của lão tiên sinh này đã thấy rõ, cậu châm cửu một vòng có thể khiến đau đớn giảm một nửa, sao cậu không dứt khoát nói ông ấy còn có thể đứng lên? Người đàn ông trung niên cười lạnh, xem ra, thanh danh y quán Liễu gia đều muốn bại trong tay cậu. Ông là ai? Liễu Thiên Thiên cầm một đĩa dưa đi tới, cau mày, Sở Trần trị liệu có hiệu quả hay không, có liên quan gì đến ông? Tôi là bệnh nhân đến khám bệnh. Người đàn ông trung niên giơ thẻ số trong tay lên một chút, chỉ là y quán Liễu gia khám cho bệnh nhân qua loa như vậy, có chút tức giận mà thôi. Thấy nhiều người, liền tạm thời dựng một cửa sổ, mời một công nhân tạm thời tới đây. Ha ha, cũng chỉ lão nhân gia này có tâm địa thiện lương, không so đo với các người, ngoại trừ bọn họ, tôi thấy toàn bộ phòng chờ, sẽ không có một người sẽ cho Sở Trần này xem bệnh. Lúc này, kim bạc đã đưa đến. Sở Trần không để ý tới người đàn ông trung niên ồn ào này, mà là ánh mắt nhìn về phía hai vị lão nhân, nếu như tin được tôi liền châm cứu cho ông. Bà lão cười cười, chúng ta đương nhiên là tin tưởng y quán Liễu gia mới tới. Người đàn ông trung niên nam tử hừ lạnh, không phải người tốt. Người này sao lại như vậy? Bà lão nhìn không được níu kéo người đàn ông trung niên, trước tiên mặc kệ y thuật của chàng trai này như thế nào, thái độ khám bệnh của cậu ấy đáng giá được khẳng định. Ai không phải từ khi còn trẻ tới đây? Ông dựa vào cái gì đổ lỗi cho người khác? Bà nói rất hay, Liễu Thiên Thiên nói, cháu bảo đảm với ông, cho dù Sở Trần trị liệu hiệu quả không tốt, y quán Liễu gia chúng cháu cũng sẽ phái bác sĩ đến khám bệnh cho ông, y quán Liễu gia sẽ chịu trách nhiệm với mỗi một bệnh nhân chân thành đến khám bệnh. Một câu cuối cùng nói ra, Liễu Thiên Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên một cái. Người đàn ông trung niên khuôn mặt biến ảo một chút, chợt phung tay đứng ở một bên. Ông ta không đi xa, ông ta ngược lại muốn xem, người thanh niên miệng còn hôi sữa này, làm sao có thể châm cửu cho bệnh nhân này. Tôi thấy cậu ta thậm chí không thể cầm kim. Người đàn ông trung niên thầm nghĩ, khi thấy Sở Trần cầm lấy kim bạc run rẩy, người đàn ông trung niên nhìn không được phốc cười ra tiếng, cô xem cậu ta, ngay cả kim cũng cầm không vững. Liễu Thiên Thiên lại ngây ngẩn cả người, nhìn Sở Trần. Ám kình độ châm, đây là một trình độ cao của châm cứu. Toàn bộ y quán Liễu gia, người có bản lĩnh này, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Y thuật của Sở Trần, thật sự chỉ là biết một chút. Khóe miệng Liễu Thiên Thiên khẽ co rút, cô có loại cảm giác mình bị Sở Trần đánh vào mặt. Tên đáng ghét, nhưng mà, khi nhìn thấy đôi vợ chồng già này, Liễu Thiên Thiên lại theo bản năng hy vọng, Sở Trần thật sự có thể giảm bớt thống khổ mà ông lão phải chịu đựng. Xèo, 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 ngay khi người đàn ông trung niên còn đang cười nhạo Sở Trần cầm kim không vững. Sở Trần đã ra tay như gió, nhanh chóng hạ xuống ba cây kim châm. Toàn bộ quá trình, ngay cả vị ông lão kia cũng không kịp phản ứng. Không quá một phút, không chỉ có hai chân, phần còn lại trên người ông lão, đều có kim châm cắm vào. Đùa giỡn, người đàn ông trung niên lại nở nụ cười, hai chân ông lão đều đau, cô xem kim châm của cậu ta, ngay cả bàn tay ông lão cũng cắm vào, đây không phải là làm bậy sao? Ngay cả đạo lý hốt thuốc đúng bệnh cơ bản cũng không hiểu. Liễu Thiên Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Trần, y thuật của cô không tốt, nhưng sinh ra trong trung y thế gia, đối với thuật châm cửu, mưa dầm thấm lâu, cô tuy rằng nhìn không ra thuật châm cứu của Sở Trần cụ thể gọi là gì, nhưng có thể nhận ra, đây là một môn thuật châm cứu cực kỳ cao thâm. Biết một chút, rõ ràng là chịu chút, Liễu Thiên Thiên hừ hừ một chút, con người rơi vào trên người Sở Trần, trong lòng cô đối với năng lực của Sở Trần lại thêm một hạng mục, tinh thông y thuật. Ông lão! Ông nghỉ ngơi 15 phút trước, Sở Trần mở miệng, chợt cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Thiên Thiên, nháy mắt mấy cái với cô. Liễu Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy đu đủ trong miệng không còn thơm. Chủ yếu là người này quá tức giận, bà lão đẩy ông lão sang một bên. 15 phút trôi qua nhanh chóng, trên đài phát thanh vang lên một thanh âm, mời L171 đi tới cửa sổ số 9. Thanh âm vừa dứt, một bác gái trung niên lập tức đứng lên, trực tiếp lắc đầu, không thể nào, tôi cự tuyệt.
sắp xếp cho tôi người khác khám. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Xem đi, chỉ có cặp vợ chồng già này, mới có thể ngốc như vậy, nghe theo chỉ huy đến trước mặt người trẻ tuổi này khám bệnh. Bác xác định muốn A sắp xếp người khác khám. Liễu Thiên Thiên đứng lên. Bác gái trung niên gật đầu. Liễu Thiên Thiên đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Lập tức sắp xếp cho bác gái trung niên. Lúc này, ông lão ngồi trên xe lăn đột nhiên kinh hô một tiếng, rất nhiều ánh mắt nhao nhao nhìn qua. Người đàn ông trung niên càng thốt ra, không phải là xảy ra chuyện chứ. Ngay cả bác gái vừa chuẩn bị tiến vào cửa sổ số 1 cũng theo bản năng dừng bước. Bà lão lo lắng, vội vàng nắm tay ông lão, ông làm sao vậy? Đôi mắt đục ngầu của ông lão mở to vài phần, tinh thần cả người tựa hồ đều lập tức nhấc lên, thanh âm thoáng run rẩy, hai chân tôi, hơi nóng lên, cảm giác đau đớn lại chậm rãi biến mất, lời vừa dứt, toàn trường nhất thời xôn xao. Chú Lục, chú nói là thật sao? Bác gái trung niên đã cự tuyệt tìm Sở Trần khám bệnh tựa hồ quen biết đôi vợ chồng già này, lúc này nhìn không đọc đặt câu hỏi, bệnh thấp khớp của chú đã nhiều năm như vậy, hàng xóm láng giềng đều rõ ràng, kim châm của người trẻ tuổi này thật sự thần kỳ như vậy. Ông lão không để ý trả lời bác gái trung niên, vẻ mặt lại càng thêm kích động, tôi chưa từng cảm giác được thoải mái như vậy, tôi có phải còn có thể đứng lên hay không? Khóe mắt ông lão hơi ướt át nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, vấn đề không lớn. Người phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua thẻ số trong tay mình, do dự một chút, bỏ đi, tôi vẫn không tin được cậu ta. Nói xong, người phụ nữ trung niên trực tiếp đi vào phòng cửa sổ số 1. Đông đảo ánh mắt vẫn là tập trung ở trên người ông lão. Chưa tới 5 phút, Sở Trần đi tới, lấy toàn bộ kim châm trên người ông lão xuống. Lão tiên sinh, ông thử đứng lên xem. Sở Trần nói, Liễu Thiên Thiên há to miệng. Theo bản năng đi tới, sẽ không có châm cửu kỳ diệu như vậy chứ. Bà lão cũng không thể tin, theo bản năng nhìn ông lão. Hai tay ông lão run rẩy chống hai bên xe lăn, hai chân chậm rãi đặt trên mặt đất. Tất cả mọi người nín thở. Ông lão tự hít sâu một hơi, lắc đầu ý bà lão bên cạnh không nên đỡ ông, lập tức tự mình chống xe lăn thong thả dùng sức. Đứng được rồi, wow, đây không phải là thật à. Nếu như đây không phải là phóng đại mà nói. Vậy quả thực chính là thủ đoạn thần tiên. Cả y quán Liễu gia đều oanh động, ánh mắt vô số người tập trung ở chỗ này, thậm chí có một số người ở bên trong khám bệnh đều đi ra, kể cả bác sĩ trung y đang khám bệnh. Liễu Mạn Mạn cũng đi ra, lúc nhìn thấy Sở Trần, thần sắc Liễu Mạn Mạn có chút bất ngờ, lập tức cất bước đi tới. Chị, Liễu Thiên Thiên đi lên kéo tay Liễu Mạn Mạn, chủ động mở miệng, em thấy người xếp hàng quá nhiều, liền tạm thời mở một cửa, để Sở Trần đến giúp một việc. Không nghĩ tới, hắn dùng thuật châm cứu, để cho ông lão phong thấp nhiều năm này một lần nữa đứng lên. Liễu Mạn Mạn nhìn Sở Trần, không thể tưởng được, y thuật của anh lại cao minh như vậy. Sở Trần mỉm cười lắc đầu, hiểu sơ sơ một chút thôi. Liễu Thiên Thiên trợn trắng mắt, Sở Trần nói, một chữ cũng không thể tin. Ông lão thử đi về phía trước vài bước, hai tay không cách nào run rẩy, tôi thực sự đứng được rồi. Ông lão không thể tin được, lớn tuổi, bị bệnh tật tra tấn. Ông lão đã sớm mất đi lòng tin một lần nữa đứng lên, nếu không phải bà lão cố ý muốn dẫn ông đến y quán Liễu gia, ông căn bản sẽ không nghĩ, mình còn có thể một lần nữa đứng lên. Gặp được quý nhân, hốc mắt bà lão đỏ lên, thân thể của bà lão có chút còng lưng, lúc này đi tới trước mặt Sở Trần, đột nhiên quỳ xuống, khóc lớn lên, đa tạ Sở thần y. Sở Trần tay nhanh mắt, không đợi bà lão hoàn toàn quỳ xuống, liền đỡ bà lão một phen, bà lão, không cần cảm ơn, tôi nói. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, đúng bệnh dùng kim, là có thể giải quyết, bà trước tiên đỡ ông lão ngồi trở lại, tôi lại kê một phương thuốc, trở về uống, rất nhanh có thể khỏi. Đa tạ Sở thần y, bà lão lúc này tâm tình vô cùng kích động, Sở Trần ngồi trở về, ánh mắt đảo qua, chợt nhìn về phía Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên phản ứng cũng rất nhanh, giấy bút, nhanh chóng lấy qua đây. Sở Trần kê đơn thuốc cho ông lão xong, vừa muốn giao cho thực tập sinh bên cạnh, lúc này. Một bác sĩ trung niên vội vàng tiến lên, để tôi. Bác sĩ trung niên như lấy được vật quý báu cầm phương thuốc Sở Trần kê ra, vừa nhìn ánh mắt đã phát sáng. Không ít người đều nhận ra thân phận bác sĩ trung niên, một trong những vị thầy thuốc có thâm niên cao nhất trong y quán Liễu gia, Liễu Tông Hạo. Liễu Tông Hạo tự mình đi nhặt thuốc cho ông lão. Lúc này, cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Sở Trần xuất thủ bất phàm. Bác gái trung niên đứng ở cửa sổ số 1 cả người đều bối rối, trong lòng đã dâng lên hối hận nồng đậm, nhịn không được đấm ngực mình một cái.
Người đàn ông trung niên lúc trước đối với Sở Trần châm chọc khiêu khích kia đã sớm không biết tung tích. Tôi mặc kệ, hôm nay tôi liền xếp ở hàng của Sở Thần Y. Tôi ngay từ đầu đã nhìn ra khí độ bất phàm của Sở Thần Y, đáng tiếc vừa rồi không có đọc số của tôi. Sở Thần Y, tôi có nỗi niềm khó nói. Liễu Mạn Mạn nhìn Sở Trần, cười tủm tỉm nói, nếu anh mở y quán ở đối diện y quán Liễu gia, chỉ sợ Liễu gia chúng tôi cũng không làm ăn nổi nữa. Sở Trần cười ha hả, anh cũng không có thời gian này. Lúc này đài phát thanh đã ngừng kêu gọi, bởi vì các bác sĩ trung y của y quán Liễu gia đều đã đi ra. Bọn họ đều tiếc nuối vì không tận mắt nhìn thấy Sở Trần châm cứu. Liễu Tông Hạo mang thuốc của ông lão tới, nhìn cục diện trước mắt, Liễu Tông Hạo cũng có chút khó xử, ánh mắt nhìn về phía Liễu Thiên Thiên. Hắn không biết Sở Trần, đây là bạn Liễu Thiên Thiên dẫn đến. Khụ, Sở Trần, Liễu Thiên Thiên trông mong nhìn Sở Trần. Lên phải thuyền giặc rồi. Sở Trần ngồi xuống, được rồi, tôi khám thêm 2 tiếng nữa. Liễu Thiên Thiên nhất thời vui vẻ. Liễu Mạn Mạn nói với mọi người, Sở Trần là chuyên gia trung y mà y quán chúng tôi mời tới, anh ta còn có thể ngồi khám bệnh 2 tiếng đồng hồ, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi, đọc đến số có thể đi lên. Nói xong, Liễu Mạn Mạn mang một cái ghế ngồi bên cạnh Sở Trần, tôi làm trợ lý cho anh. Không ít người trợn mắt há hốc mồm, Liễu Mạn Mạn lại cam nguyện làm trợ thủ của người này. Nhất là các bác sĩ trung y quán Liễu gia, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại thời điểm này, đài phát thanh bắt đầu đọc lên số tiếp theo. Tuy nhiên, các bác sĩ trung y còn lại cũng không có ý trở về khám bệnh. Bác sĩ Sở, Tông Hạo trần chờ một chút, nhìn không được dè dặt hỏi, 2 giờ này, có tiện để cho các bác sĩ y quán của chúng tôi từ bên cạnh học tập tham khảo không? Đối với y học cổ truyền Trung Quốc, điều này thực sự là một chút cấm kỵ. Nhưng bọn họ thật sự quá tò mò, Sở Trần làm sao dựa vào kim bạc khiến ông lão phong thấp đứng lên. Được. Sở Trần cũng không ngại, đến đây, người đầu tiên được gọi là một thiếu phụ 30 tuổi. Thiếu phụ dáng người đẫy đà, mặt trái xoan, lúc đi tới, sắc mặt có chút đỏ lên. Liễu Mạn Mạn thần sắc quái dị nhìn về phía Sở Trần. Vẻ mặt Sở Trần cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ý bảo thiếu phụ vươn tay ra. Bắt mạch một lát, Sở Trần cầm lấy bút bắt đầu viết đơn thuốc. Mỗi ngày uống một lần vào buổi sáng và buổi tối. Sở Trần mở miệng. Dặn dò vài câu cần chú ý. Thiếu phụ sửng sốt, cô còn chưa mở miệng nói mình là vấn đề gì. Sở Trần vung tay lên, dựa theo tôi nói, về sau sẽ không đau. Mặt thiếu phụ lại đỏ lên, cảm ơn Sở Thần Y. Người tiếp theo, Liễu Thiên Thiên ở một bên nhìn không hiểu ra sao, Sở Trần, tốc độ khám bệnh của anh cũng quá nhanh đi. Kế tiếp là một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, người đàn ông mặc Âu phục cơ hồ là khom lưng ngồi xuống. Vẻ mặt có chút thống khổ, có thể là bệnh nghề nghiệp do ngồi văn phòng nhiều năm, cột sống thắt lưng lại đau, từ hôm trước trở đi, liền đau đến cơ hồ không duỗi thẳng lưng. Sở Trần sau khi bắt mạch, đứng lên, có để bụng tôi cởi áo khoác ra châm cứu không? Không để ý, người đàn ông mặc ấu phục mừng rỡ, hắn vừa rồi tận mắt chứng kiến thuật châm cứu thần kỳ của Sở Trần. Đám người Liễu Tông Hạo càng thêm chờ mong, mới là bệnh nhân thứ hai, Sở Trần lại có cơ hội châm cứu. Sau khi cởi áo cho người đàn ông trung niên mặc Âu phục, ngón trỏ và ngón giữa của Sở Trần đã kẹp một cây kim bạc. Lúc này không ai sẽ chê cười Sở Trần ngay cả kim châm cũng cầm không vững. Các bác sĩ y quán Liễu gia càng nhìn chằm chằm Sở Trần. Bọn họ đều muốn biết, dưới loại tình huống này, Sở Trần sẽ châm cứu như thế nào. Một châm rơi xuống, giống như lúc trị cho ông lão, tốc độ châm của Sở Trần nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Ánh mắt Liễu Mạn Mạn nhìn về phía Liễu Tông Hạo, các bác sĩ Liễu gia ở đây, thâm niên của hắn là sâu nhất. Giờ này khắc này, ánh mắt Liễu Tông Hạo tràn ngập chấn động. Thuật châm cứu, đủ loại, lưu phái rất nhiều, mà thiên hạ đệ nhất châm được công nhận, chính là kim châm độ mệnh thuật của Dược Cốc. Liễu Tông Hạo đột nhiên nhìn Sở Trần, thì ra là truyền nhân của Dược Cốc. Mặc dù là trong Dược Cốc, có thể nắm giữ kim châm độ mệnh thuật đến trình độ lô hỏa thuần thanh như thế. Tuyệt đối cũng chỉ là số ít. Hôm nay chúng tôi đã may mắn mở rộng tầm mắt rồi. Ánh mắt Liễu Tông Hạo nóng bỏng. Rất nhanh, Sở Trần châm cứu xong, nằm sấp trên ghế 15 phút, sẽ có hiệu quả. Không cần 15 phút, giờ này khắc này người đàn ông mặc Âu phục cũng đã cảm giác được đau đớn sau lưng mình đang chậm lại, thần sắc mừng như điên, đa tạ Sở Thần Y. Người thứ ba đi lên vẫn là một người đàn ông trung niên. Sở Thần Y, tôi cảm giác gần đây có chút ý y. Làm việc luôn lực bất tòng tâm.
Người đàn ông trung niên muốn nói lại thôi, còn có một ít khó có thể tin được. Sở Trần rất nhanh hiểu rõ. Trầm ngâm một hồi, Sở Trần nhìn người đàn ông trung niên, ông không ngại, tôi không ngại. Người đàn ông trung niên vội vàng đứng lên, đưa tay cởi thắt lưng của mình. Chờ một chút, Sở Trần chừng hắn một cái, trở về phòng đi, ông không ngại người khác ngại. Không ít phụ nữ ở đây mím môi cười trộm. Sở Trần dẫn người đàn ông trung niên vào phòng, một đám bác sĩ nam theo đó đồng loạt đi vào. Điều trị này, tôi sẽ cho ông biết về quá trình chi tiết. Trong phòng truyền ra thanh âm của Sở Trần, mọi người nhìn vào cửa phòng, tìm vùng bóng tâm lý của người đàn ông trung niên. Tốc độ khám bệnh của Sở Trần cực nhanh, trung bình, không cần 3 phút là có thể khám xong một bệnh nhân. Một giờ sau, bệnh nhân xếp hàng phía sau có chút nóng nảy, sợ mình không kịp. Dù sao, tốc độ của Sở Trần tuy nhanh, nhưng bệnh nhân cũng nhiều. Có một số bệnh nhân bệnh tình tương đối nhẹ, Sở Trần thậm chí chỉ cần một mũi tiêm xuống, liền trực tiếp có hiệu quả tốt. Sở Nhất Trâm, Liễu Thiên Thiên thầm cho Sở Trần một biệt hiệu. Liễu Mạn Mạn cũng từ trong miệng Liễu Tông Hạo biết được, Sở Trần đang thi triển kim châm độ mệnh thuật được xưng là thiên hạ đệ nhất châm. Đây không chỉ là một môn châm cứu thuật, mà còn là tuyệt học trấn phái của Dược Cốc. Là thuật cứu mạng, cũng là kim châm đoạt mạng. Nửa giờ cuối cùng, những người chờ đợi phía sau ngày càng trở nên gấp gáp. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Đám người Liễu Mạn Mạn hai mắt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt biện pháp, đóng cửa y quán, nhưng hiện tại còn có 40-50 bệnh nhân đang chờ đợi. Hơn nữa, đều chỉ cần Sở Nhất Trâm, Sở Thần Y. Liễu Mạn Mạn sâu kín nhìn Sở Trần, một mình anh làm toàn bộ y quán chúng tôi đều thất nghiệp tập thể. Tuy rằng Sở Trần sau đó lại lần nữa tăng tốc độ khám bệnh, nhưng sau 2 giờ kết thúc, vẫn còn có hơn 30 bệnh nhân. Liễu Thiên Thiên có chút ngượng ngùng, hôm nay vốn định hãm hại Sở Trần một chút, lại không nghĩ tới, Sở Trần lại biết chịu chắt y thuật, đánh vào mặt xinh đẹp của cô, nhưng đến bây giờ, cô ngược lại quả thật gài bẫy Sở Trần, Sở Trần vừa ngồi như vậy cũng đã hơn 2 giờ. Thời gian đã đến, Liễu Tông Hạo vừa muốn ngăn cản bệnh nhân tiếp theo đi tới. Bên tai liền nghe thấy Sở Trần hô một tiếng, người kế tiếp. Liễu Mạn Mạn ngẩn ra, chỉ có bọn họ tính toán thời gian, Sở Trần lại căn bản không có nhớ. Đã 2 tiếng rồi, Liễu Mạn Mạn thành thật mở miệng, thêm chút đi, Sở Trần buông tay, cũng không thể để cho người khác chờ không công. Một cô gái trẻ đang bế một đứa trẻ khoảng 1 tuổi trong tay. Sở Thần Y, con của tôi không biết vì sao, ban ngày ngoan, mỗi đêm đều khóc không ngừng. Cô gái trẻ lo lắng. Bây giờ sắc trời cũng tối, đứa trẻ trong ngực cô đang khóc hoa hoa. Sở Trần sau khi chẩn đoán, mỉm cười an ủi, yên tâm, là bệnh khóc đêm, tiêm một mũi là được rồi. Chỉ cần tiêm một mũi, đây cơ hồ trở thành câu cửa miệng 2-3 tiếng đồng hồ của Sở Trần. Sự thực cũng quả thực như vậy. Khi kim châm của Sở Trần đâm vào người đứa bé, tiếng khóc của đứa nhỏ rất lớn, nhưng sau đó, kim châm lấy ra, đứa bé dần dần an tĩnh lại. Đôi mắt nhỏ còn một mực nhìn Sở Trần, người mẹ trẻ rất biết ơn. Thật là thần y, trước đây tôi nghĩ rằng câu chuyện về thần y chỉ là một truyền thuyết phóng đại, hôm nay tôi đã được chứng kiến. Chúng ta đều là người có phúc khí a, nghe nói Sở Thần Y chỉ là hôm nay vừa vặn đến Liễu gia làm khách, mới mời ngồi khám bệnh. Mọi người thật sự không biết Sở Trần là nhân vật gì sao? Hôm nay tôi vẫn cảm thấy cái tên này quen thuộc, điều tra một chút, thiếu chút nữa làm tôi sợ ngây người. Sở Trần là quán quân cuộc thi múa sư toàn quốc thời gian trước, đồng thời còn tu bổ quốc họa thiên cơ huyền đồ, tài năng trẻ văn võ song toàn, còn có, tông nhan cao gần đây, là công ty Sở Trần nghiên cứu chế tạo ra, không chỉ văn võ song toàn, mà còn là thiên kiêu trong giới kinh doanh. Sở Thần Y nhân sinh chính là một cái bắc, Liễu Thiên Thiên thần sắc phức tạp liếc Sở Trần, không nghĩ tới một tâm tư nhỏ của mình hôm nay, lại làm cho Sở Trần nổi danh. Người này sẽ không có điểm yếu sao? Sau khi từng bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị, rất biết ơn rời đi. Bệnh nhân cuối cùng là một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, môi đỏ trang điểm đậm, váy hở vai gợi cảm, sự nghiệp cũng rất rõ ràng. Sở Thần Y, ngực của tôi, mấy ngày nay ngực luôn đau nhức. Thanh âm của người phụ nữ có chút điệu. Sở Trần còn chưa kịp mở miệng, Liễu Mạn Mạn ở một bên đã chủ động nói, loại vấn đề nhỏ này không cần phiền toái Sở Thần Y, cô theo tôi tiến vào, tôi kiểm tra cho cô một chút, đúng rồi. Tôi vừa mới học được thuật châm cứu của Sở Thần Y, tôi đến thử châm cứu cho cô. Người phụ nữ thần sắc ngẩn người, một lúc lâu sau, hừ một tiếng đứng lên xoay người rời đi. Hừ, em đều chú ý tới cô ta.
Liễu Thiên Thiên nói, cô ta là cùng một người phụ nữ khác tới đây khám bệnh, lại còn giả bệnh. Liễu Thiên Thiên nhìn Sở Trần, học theo ngữ khí người phụ nữ, Sở Thần Y, ngực tôi đau, Sở Trần liếc cô một cái, đứng lên, không sao, cô có đau cũng là đau ít. Liễu Thiên Thiên, lão nương liều mạng với anh. Liễu Mạn Mạn kéo Liễu Thiên Thiên rất đúng lúc, dù sao, cô dù có liều mạng thế nào cũng không chiếm được tiện nghi trong tay Sở Trần. Liễu Thiên Thiên nuốt không trôi khẩu khí này. Cái gì gọi là tiểu nhỏ? Cô quả thực muốn kiện Sở Trần phỉ báng. Cô rõ ràng không nhỏ, nhưng loại chuyện này không có cách nào bày ra nói, cũng không thể cho Sở Trần mắt thấy là thật đi. Liễu Thiên Thiên phá lệ chủ động trở lại chòi nghỉ mát ngồi xuống, buổi tối ánh đèn chòi nghỉ mát sáng lên. Làm bài, Liễu Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, một ngày nào đó để cho Sở Trần ở trước mặt tình hoa độc của mình cầu xin tha thứ, hừ. Sở Trần không biết một câu nói của mình kích phát tiểu vũ trụ của Liễu Thiên Thiên, lúc này anh đã đẩy cửa phòng thánh nữ ra. Ánh đèn nhu hòa, phòng thánh nữ cổ kính, hơi thở cổ điển rất nồng đậm, đàn cổ, tranh cổ, giá sách, di tích lịch sử, ở trên bệ cửa sổ còn có một bàn cờ. Trong phòng tràn ngập một chút hương thơm nhàn nhạt, khiến người ta sảng khoái. Trong tay Liễu Như Nhạn đang cầm một bức tranh được Sở Trần tu bổ xong, ngước mắt nhìn thoáng qua Sở Trần, ta rất tò mò, ngươi trong một đêm, tu bổ xong 8 bức họa. Vận khí của tôi vẫn tốt, Sở Trần mỉm cười trả lời, tối hôm qua sau khi trở về, suốt đêm nghiên cứu, bỗng nhiên có cảm giác, trạng thái không tệ, liền tu bổ xong 8 bức họa. Ngươi đây không phải là bỗng nhiên, là lừa gạt, Liễu Như Nhạn mới không tin, 8 bức tranh cổ trong một đêm được tu bổ xong nhất định có nguyên nhân đặc biệt. Chỉ là, Sở Trần cũng không có ý định nói với cô. Ta nghe nói ngươi lại đại xuất danh tiếng. Liễu Như Nhạn nhìn Sở Trần, thật không hổ là đệ tử thân truyền của 9 vị tiền bối kia, ngươi đã học được bản lĩnh của bọn họ. 8 bức tranh Liễu tỷ tỷ đều kiểm tra xong rồi chứ? Sở Trần nói, hiện tại có thể nói cho ta biết, 9 vị sư phụ ta đến tột cùng đi đâu không? Ra biển, Liễu Như Nhạn thu lại bức tranh trong tay lại, kỳ thật, không chỉ có bọn họ, còn có phái Bắc Đẩu. Ba đại cường giả của đại phái chính thống Đạt Ma Sơn cùng với Chiến Long Đảo, đều ra biển rồi. Sở Trần ngẩn ra, nguyên nhân thì sao? Giới võ giả biết bí mật này rất ít người, ta cũng là ngẫu nhiên cơ hội biết được. Liễu Như Nhạn nói, ở nước ngoài, có một tòa đảo vô danh thần bí, toàn bộ phạm vi đảo vô danh đều bị tràng vực bao trùm. Phát hiện thế lực đảo vô danh đầu tiên là Chiến Long Đảo, Chiến Long Đảo vốn là thế lực quanh năm sinh sống ở vùng biển, bọn họ đối với biển cả rất quen thuộc. Nhưng mà, Chiến Long Đảo hao phí sức mạnh rất lớn, đều không có cách nào leo lên đảo vô danh thần bí, bất đắc dĩ, mới chia sẻ sự tồn tại của vô danh đảo cho phái Bắc Đẩu, Đạt Ma Sơn cùng Cửu Huyền Môn, cách một thời gian, cường giả khí tức cảnh của 4 đại siêu thế lực này đều sẽ ra biển, đi tới đảo vô danh. Liễu Như Nhạn buông tay, chẳng qua, cụ thể đảo vô danh có cái gì, ta không biết, chỉ có cường giả khí tức cảnh liên hợp, mới có thể tạm thời phá hư tràng vực đảo vô danh. Tiến vào đảo vô danh. Vì sao tin tức này chỉ có 4 đại thế lực biết? Sở Trần tò mò, Liễu Như Nhạn nhìn anh một cái, đương kim võ giả giới, võ giả khí tức cảnh, chỉ có 4 thế lực này mới có. Một hòn đảo thần bí không người, lại dẫn tới đỉnh phong của toàn bộ giới võ giả. Cái quái gì trên hòn đảo vô danh đó? Thời điểm Nam Cung Quân cùng Sở Trần nhắc tới đóng cửa Cửu Huyền Môn, cho Sở Trần một loại cảm giác, bọn họ vừa đi, là có khả năng gặp phải nguy hiểm. Đảo vô danh tồn tại nguy hiểm đủ để uy hiếp võ giả khí tức cảnh. Sở Trần hận không thể lập tức muốn biết, nhưng, Sở Trần cũng tự biết mình. Khí tức cảnh mới có tư cách lên đảo, anh hiện tại ngay cả võ đạo tông sư cũng không phải. Toàn bộ giới võ giả, cũng chỉ có võ giả 4 đại môn phái có được khí tức cảnh. Nhưng, Sở Trần tự tin, anh có động tiên trận pháp tương trợ, muốn đột phá đến võ đạo tông sư, thậm chí khí tức cảnh, cũng không cần bao lâu. Liễu tỷ tỷ chân không ra khỏi nhà, lại biết chuyện thiên hạ. Sở Trần mỉm cười cảm thán, khuôn mặt Liễu Như Nhạn dịu dàng, thanh âm như nước chảy xuôi qua, rất thoải mái, ta có một người bạn, nói cho ta biết những bí mật này. Bịa đặt, Sở Trần oán thầm một câu, sau khi đại khái hiểu rõ tình huống của 9 vị sư phụ, Sở Trần ngược lại không nghĩ nhiều. Đó căn bản không phải là cấp độ hiện tại anh có thể cân nhắc. Trong tay ta còn có một đám tranh cổ không trọn vẹn. Giúp người giúp đến cùng. Liễu Như Nhạn mở miệng, đương nhiên, sẽ không để cho ngươi làm vô ích, ngươi muốn thù lao gì, tiền mà nói, ta tin ngươi hẳn là hứng thú không lớn. Liễu tỷ tỷ khách khí rồi. Sở Trần nói, còn có bao nhiêu hỏa cổ không trọn vẹn,
giao cho ta làm không công cho tỷ. Liễu Như Nhạn đi đến bên trong phòng, rất nhanh, từ bên trong cầm ra một đống tranh cổ, đặt ở trước mặt Sở Trần. Nhìn ra ít nhất cũng có 2-3 runner oi bức, tình huống bị hao tổn cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, liền giao cho ngươi đi. Liễu Như Nhạn nói, ngươi cũng biết, tác phẩm tranh cổ Trung Quốc nhiều lắm, bị hao tổn càng nhiều, ngươi nếu có bản lĩnh này, biết lắm khổ nhiều, phiền ngươi tu bổ thêm một chút. Sở Trần cảm giác những bức tranh này có chút quen thuộc, tiện tay mở ra một bức trong đó, lập tức liếc Liễu Như Nhạn, Liễu tỷ tỷ, những bức tranh này, bạn ta đã tặng nó cho ta. Liễu Như Nhạn cười tủm tỉm nhìn Sở Trần, đây rõ ràng là những bức tranh cổ mang về từ trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp ở thành phố Riyadh. Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, Sở Trần cũng không có chủ động nói rõ, bắt đầu kiểm tra nhóm tranh cổ này. Khi nhìn thấy một bức trong đó, Sở Trần mới đầu không chút để ý, sau đó có chút nhập thần, một lát sau, phục hồi tinh thần lại, cảm thán, bức tranh cổ này lại ẩn chứa một bộ công phu quyền cước, còn rất không tầm thường. Trước kia trong giới võ giả, không ít võ giả cường đại có sở thích, bọn họ thường thích giấu tuyệt học võ công của mình trong bức tranh, hoặc là dùng phương thức vẽ tranh âm thầm ghi chép một địa điểm, cất giữ tuyệt học võ công của mình. Thứ nhất có thể giữ được tuyệt học võ công của mình không thất truyền, thứ hai biểu hiện ra phong cách công phu này của mình, thứ ba, lưu lại cơ duyên cho người đời sau. Liễu Như Nhạn nói, lúc trước ta đã nói với người phái Thiên Cơ cũng có rất nhiều cách làm tương tự. Kết quả những tuyệt học võ công này đều bị đạo tặc Hỏa Yến cướp. Sở Trần liếc cô một cái, khó trách Liễu Như Nhạn thân kiêm tuyệt học nhiều trường phái, trộm vẽ nhiều, đương nhiên cũng nắm giữ tuyệt học võ công của các đại môn phái. Sở Trần cũng không thể không âm thầm cảm thán thiên phú võ học của Liễu Như Nhạn, người bình thường cả đời cũng luyện không được một môn công phu, cô thân kiêm tuyệt học của nhiều trường phái, đây cũng là biểu hiện thiên phú lớn lao. Trong này lại không có tác phẩm của phái Thiên Cơ. Sở Trần cố ý vô tình cảm thán một tiếng, ta vẫn hướng tới thuật cách không khống chế vật của phái Thiên Cơ. Liễu Như Nhạn nhìn Sở Trần, tiểu tử này thật đúng là một chút tỉnh thần vô ích cũng không có. Thật đúng là trùng hợp, Liễu Như Nhạn rút ra một quyển sách cổ ở góc bàn lót dưới bàn cờ, ta từng từ trong một bức tranh phái Thiên Cơ tìm được một chỗ tu luyện, bên trong ghi chép kỳ môn dị thuật của phái Thiên Cơ, trong đó có thuật cách không khống vật. Sở Trần tiếp nhận, ánh mắt khẽ sáng. Có thuật cách không khống vật, vậy tương đương với anh có thêm một môn thủ đoạn đối địch. Thu nhận, đang lúc trong lòng Sở Trần tính toán tiếp tục làm lông cừu trên người Liễu Như Nhạn, thánh nữ ra lệnh đuổi khách trước, chỉ thấy đôi môi đỏ mỏng của cô khẽ mở ra, phun ra một ngụm hương thơm, thần thái toát ra mệt mỏi, Sở Trần, ta buồn ngủ rồi. Vậy thì tôi quay về trước. Sở Trần nâng 15 bức cổ đồ không trọn vẹn đã chọn xong lên, đúng rồi, Liễu tỷ tỷ, bên ngoài hoa viên có trận pháp hay không? Liễu Như Nhạn lắc đầu, không có. Vậy làm sao được, hôm khác ta lại đây bố trí mấy trận pháp cho Liễu tỷ tỷ, có thể phòng bị đầu trộm đuôi cướp, miễn cho bị người trèo tường tiến vào. Sở Trần cười tủm tỉm nói, trong nhà ta liền bố trí không ít trận pháp, dù cho có một chút gió thổi cỏ lay, ta đều có thể trước tiên phát hiện. Liễu Như Nhạn ngạc nhiên, chợt tức giận, đôi mắt đẹp trừng mắt Sở Trần một cái, ngươi còn không đi. Muốn ta tiễn ngươi không? Không cần. Sở Trần nhanh như chớp chạy trốn. Dù sao lời nhắc nhở của anh đã truyền đạt cho Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn đương nhiên nghe được ý của Sở Trần, không ngoài ý muốn nhắc nhở chính mình, nhà hắn có trận pháp, chính mình tuy rằng tò mò vì sao hắn có thể trong một đêm tu bổ 8 bức cổ đồ không trọn vẹn, nhưng cũng không thể trèo tường đi vào điều tra. Sở Trần hoàn toàn nói trúng tiếng lòng Liễu Như Nhạn, mới làm Liễu Như Nhạn thẹn quá hóa giận, muốn đuổi anh ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi phòng thánh nữ, Sở Trần cũng không vội trở về, gọi điện thoại cho Tống Thu, sau đó đi tới chòi chỉ mát, ngồi đối diện Liễu Thiên Thiên, thật vất vả. Liễu Thiên Thiên, kế tiếp, Sở Trần một mực nhìn chằm chằm Liễu Thiên Thiên làm đề, thỉnh thoảng phốc phốc cười ra tiếng, khiến Liễu Thiên Thiên cảm giác cả người không được tự nhiên. Tên này lại không kiêng nể gì mà cười nhạo mình, nhưng Liễu Thiên Thiên không có biện pháp, đuổi không đuổi được, đánh lại đánh không lại. Sau khi nhận được điện thoại Tống Thu đã tới, Sở Trần cảm thán đứng lên, may mắn cô học chính là độc thuật. Liễu Tiêm Tiêm nghi vấn, vì sao lại nói như vậy? Dù sao cũng là muốn đẩy người vào chỗ chết, tài liệu phối hợp sai không sao, nói không chừng còn có thể tăng độc. Sở Trần như có điều chỉ nhìn thoáng qua đề tài Liễu Thiên Thiên đang làm, xoay người rời đi. Liễu Thiên Thiên hừ một tiếng, búng ngón tay về phía bóng lưng Sở Trần búng chỉ, bột phấn bay về phía Sở Trần. Thân ảnh Sở Trần chợt lóe. Đã đi ra ngoài mấy thước, học tốt toán số lý hóa,
đi khắp thiên hạ cũng không sợ, cố lên. Sở Trần trong nháy mắt biến mất, đây là lần anh rời khỏi Liễu gia nhanh nhất, không chỉ bởi vì bên cửa vòm đá có Phạm Đông Lâm, mà còn bởi vì bên ngoài Liễu gia có không ít người nghe tin mà đến, muốn nhìn thấy phong thái của Sở Thần Y, cùng với cậu Y. Xe của Tống Thu dừng ở cửa phụ Liễu gia, dưới bóng đêm, Sở Trần lên xe nhanh chóng rời đi. Thần sắc Tống Thu mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Sở Trần. Bộ dạng này của anh rể, có chút giống như là trộm con gái nhà người khác bị người ta đuổi giết, thân là một người công cụ có trình độ, Tống Thu ngược lại không hỏi nhiều. Anh rể, trận pháp kia, lại không có hiệu quả rồi. Ánh mắt Tống Thu tràn đầy khát vọng, ngày mai tôi sẽ bố trí thêm một cái nữa, nhưng, vẫn là như cũ, sau khi tôi rời đi, cậu mới có thể đi vào. Còn nữa, Sở Trần ngữ khí dừng một chút, chính trực nói, chuyện trận pháp, tuyệt đối không thể nói cho người khác, một khi để cho người khác biết, sẽ dẫn tới họa sát thân, hiểu chưa? Tống Thu cũng cảm nhận được sự thần kỳ của môn trận pháp này, dùng sức gật đầu, em hiểu, yên tâm đi, anh rể, con người em miệng rất kín. Vốn rất yên tâm, sau khi nghe được những lời này đột nhiên lo lắng. Sở Trần còn chưa mở miệng, điện thoại đột nhiên rung lên. Tin nhắn của Giang Khúc Phong, cẩn thận phái thiên cơ trả thù. Người của phái thiên cơ cư nhiên còn muốn làm yêu. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, Giang Khúc Phong sẽ không vô duyên vô cớ gửi tin nhắn như vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Trần trả lời tin nhắn. Giang Khúc Phong tựa hồ rất hài lòng với thái độ lần này Sở Trần trả lời tin nhắn, đáp lại cũng rất kịp thời. Ngày hôm nay, Huyền Minh trưởng lão phái thiên cơ xuất hiện ở hội giao lưu võ giả Hương Sơn. Trước mặt rất nhiều võ giả môn phái chính thống, khóc LCS kể lể, thống khổ năm tông tội danh của ngươi, khẩn cầu võ giả thiên hạ, giơ cao lá cờ đại nghĩa, diệt trừ kỳ môn bại hoại như ngươi. Phái thiên cơ thật đúng là biết xem xét thời thế, Sở Trần rất rõ, anh vừa mới đắc tội phái Bắc Đẩu đang lo không có lý do trả thù, hiện tại phái thiên cơ xuất hiện cho họ một lý do công khai. Kết quả thì sao? Sở Trần hỏi. Các đại phái chính thống do phái Bắc Đẩu cầm đầu đang liên hợp thương nghị, kết quả cụ thể, ta phỏng chừng, ngươi sẽ bị đánh nhóm, này. Giang Khúc Phong liên tục gửi hai tin nhắn, có muốn xin Thiên Võng Điện bảo vệ một chút hay không? Sở Trần không lập tức đáp lại Giang Khúc Phong, nhắm mắt trầm tư. Mặc kệ bọn họ thương nghị kết quả như thế nào, phái thiên cơ phóng thích ra ác ý, anh nhất định phải nghiêm túc đề phòng. Dù sao đây cũng là kỳ môn đại phái từng tranh phong với cửu huyền môn. Hiện giờ tuy rằng nghèo túng, nhưng tục ngữ nói rất hay, thuyền bể cũng có ba cân đinh, phái thiên cơ nếu toàn lực trả thù, chính mình cũng phải cẩn thận thủ đoạn của bọn họ. Nhất là, chính mình cũng không phải là lẻ loi một mình. Sở Trần bắt đầu suy nghĩ đến sự an toàn của người trong nhà. Tống Tà Dương cùng Tô Nguyệt Nhàn hiện tại mỗi ngày đều ra ngoài làm việc, có thể để Trương đạo trưởng âm thầm bảo vệ. Tống Trường Thanh rất ít khi ra ngoài, Sở Trần trong nhà bình thường bố trí không ít trận pháp. Cũng tương đối an toàn. Tống Nhan, Sở Trần suy nghĩ một chút, ngoại trừ mình bảo vệ ra, còn phải tìm một người có thể bảo vệ cô ở mức độ lớn nhất, trong lòng Sở Trần đã có người lựa chọn. Sở Trần lập tức gọi điện thoại cho Trương Vận Quốc, Tống Thu nghe được nội dung trong điện thoại của Sở Trần, nhịn không được tò mò, anh rể, sao đột nhiên để Trương đạo trưởng đi bảo vệ cha mẹ? Gần đây có thể có một mối nguy hiểm tiềm tàng. Sở Trần nói, không chỉ có Trương đạo trưởng, trong nhà tôi còn phải bố trí thêm mấy trận pháp, còn nữa, tôi dự định thuê một nữ vệ sĩ cho Nhan Nhan, bảo vệ bên người. Sở Trần suy nghĩ một chút, như vậy hẳn là có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Còn nữa không, Tống Thu hỏi, đương nhiên là tăng thực lực của mình. Sở Trần ánh mắt chiến ý dâng lên, đây mới là đạo lý cứng rắn. Tống Thu trầm mặc, tôi không xứng đáng được bảo vệ, yếu đuối, đáng thương, bất lực, sau khi an tĩnh lại trong xe. Sở Trần cũng đột nhiên cảm giác tựa hồ bỏ sót cái gì đó, sau khi lặp lại một lần, Sở Trần khẽ thở ra một hơi, thiếu chút nữa đã quên còn có một người. Ánh mắt Tống Thu sáng ngời, cuối cùng cũng nhớ tới a. Sở Trần trầm giọng nói, mấy năm nay, thím tường vẫn phụ trách sinh hoạt của tôi lo lắng phái thiên cơ sẽ không từ thủ đoạn, ngay cả thím tường cũng không tha. Tiểu Thu, mấy ngày nay cậu ở nhà, cũng phải tùy thời chú ý tình huống của thím tường một chút. Được. Sau khi về đến nhà, Sở Trần hai tay cầm hơn 10 bức tranh cổ không trọn vẹn trở về tổ ấm nhỏ trong biệt thự. Tống Nhan vừa gội đầu, tóc ướt, một thân áo ngủ mềm mại, ngồi trên sofa đọc tạp chí thương giới. Bà xã, Sở Trần đặt bức tranh cổ không trọn vẹn trên mặt bàn, ôm lấy eo nhỏ của Tống Nhan, liếc mắt nhìn đôi đùi trắng như tuyết kia, nói anh thương lượng với em một chuyện.
Trùng hợp như vậy, tôi cũng có chuyện thương lượng với anh. Tống Nhan buông tạp chí xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười tủm tỉm nhìn Sở Trần, tôi nghe nói y quán Liễu Gia Dương Thành có một vị thần y xuất hiện, y thuật cao minh, chấn động Dương Thành, người ta gọi là Sở Nhất Trâm. Biệt danh khó nghe như vậy là ai đặt ra, khóe miệng Sở Trần khẽ giật giật, anh liền nhàm chán tùy tiện giúp một việc, hơn nữa, cái này biệt hiệu này không phù hợp thật, anh đâu chỉ có một châm A. Một bàn tay lớn rơi trên đùi trắng mịn, Tống Nhan mặt đỏ lên, lại không đứng đắn. Tôi nói chuyện nghiêm túc với anh. Tống Nhan nói, chi nhánh dược phẩm Bắc Trần ở Kinh Thành đã bắt đầu chọn địa điểm, chú Hạ và Tiểu Bắc đều nói, muốn hỏi ý kiến của anh. Không cho phép nói tùy tiện. Sở Trần xấu hổ sờ sờ mũi, hai chữ này anh suýt nữa liền nói ra miệng. Kinh Thành không giống những nơi khác nhau, địa thế hiểm nguy. Tống Nhan nói, Tống Nhan cao mặc dù hot, nhưng nếu chọn địa điểm có vấn đề, chính là bước đầu tiên vào Kinh Thành xuất hiện sai lầm thật lớn, đây là tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nhìn ra, Tống Nhan rất quan tâm đến Tống Nhan cao tiến vào Kinh Thành. Sở Trần mỉm cười, được thôi, ngày mai trả lời cho em, anh hỏi thăm bạn bè Kinh Thành một chút tình hình. Tống Nhan gật gật đầu, chuyện của tôi đã nói xong rồi, còn của anh thì sao? Sở Trần lập tức ngồi thẳng người, nghiêm mặt mở miệng, anh dự định thuê cho em một nữ vệ sĩ. Tống Nhan giật mình, thốt ra, anh lại đắc tội với người khác ở bên ngoài. Lời nói này, Sở Trần ho một tiếng, em cũng biết. Cửu huyền môn cùng phái thiên cơ là kẻ thù, đoạn thời gian trước phái thiên cơ lại hết lần này đến lần khác gây rối, cuối cùng tập thể bị giam vào ngục, mà mấy ngày trước, anh ở thành phố Riyadh chấp hành nhiệm vụ, không cẩn thận, gián tiếp giết trưởng môn phái thiên cơ, cho nên, phái thiên cơ có chút tức giận, phỏng chừng lại sẽ tới tìm anh gây phiền toái. Tống Nhan liếc Sở Trần một cái, anh định mời vệ sĩ gì? Tống Nhan hỏi, em cũng đã gặp qua, tiểu độc nữ y quán Liễu gia, Liễu Thiên Thiên. Sở Trần nói, cô ấy một thân có độc thuật, cho dù gặp phải tình huống bất ngờ, cũng có thể kịp thời ứng đối. Mấu chốt nhất chính là, hôm nay anh đến y quán Liễu gia, phát hiện cô ấy cũng rất nhàn rỗi, ngày mai anh sẽ thử mời cô ấy. Sau khi cùng Tống Nhan khanh khanh ta ta một hồi, Sở Trần khiêng bàn ghế liền đi ra ngoài. Bóng đêm tối dần, Tống Nhan cầm bức tranh cùng Sở Trần đi tới, lúc Sở Trần bố trí trận pháp, Tống Nhan ở một bên nhìn. Sở Trần nhẹ nhàng sắp xếp trận pháp. Sau đó đi ra, mang bàn ghế lên, Tống Nhan cầm bức tranh một bước bước vào trong động tiên địa trận. Cảm giác thật kỳ diệu. Tống Nhan đặt bức tranh trên mặt bàn, nhắm mắt cảm thụ, ở chỗ này cảm giác cả người đều sảng khoái rất nhiều. Cái này gọi là động tiên. Sở Trần nói, một vài núi nổi danh Linh Xuyên, có thể cất giấu loại nơi thần kỳ này, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Ở trong động tiên, bất luận là tu hành, hoặc là làm chuyện khác, đều làm ít công to. Ánh mắt Tống Nhan nhìn Sở Trần càng thêm sùng bái. Chồng tôi thật lợi hại. Khó trách anh phải lựa chọn ở chỗ này tu bổ tranh cổ, vật liệu đều đã mang theo đầy đủ, vậy em về ngủ trước đây. Tống Nhan đi lên, ôm Sở Trần, hôn một cái. Sở Trần trở tay ôm lấy eo nhỏ của Tống Nhan, vuốt ve bộ đồ ngủ mềm mại bóng loáng, vuốt ve một độ cong duyên dáng. Bốn mắt nhìn nhau, còn có thần kỳ hơn chính là, ở trong trận pháp tuy rằng có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng đứng ở bên ngoài, cho dù là ở bên cạnh trận pháp, cũng không có cách nào thấy rõ hình ảnh bên trong trận pháp. Sở Trần vang lên bên tai Tống Nhan, đôi mắt đẹp của Tống Nhan mở to, Sở Trần là có ý gì? Bên tai truyền đến một trận hơi nóng, có muốn trải qua niềm vui gấp đôi hay không? Sở Trần tựa hồ muốn cảm nhận hiệu quả của động tiên trận làm ít công to đến cực hạn. Những bức tranh trên mặt bàn lần lượt rơi xuống đất, chiếc bàn chịu tác động mà độ dày của nó không nên chịu. Bàn mang theo độ dày của nó không nên chịu được tác động, buổi sáng, y quán Liễu gia. Liễu Tông Hạo nhìn đám người chật ních trong đại sảnh, vui lại bất đắc dĩ. Hắn rất vui y quán Liễu gia có thể được bệnh nhân tán thành, bất đắc dĩ chính là, hôm nay đại đa số bệnh nhân đều đến tìm sở thần y. Ngày hôm qua sở thần y đi khám bệnh, một tay xuất thần nhập hóa kim châm vì không ít người thoát khỏi bệnh ma giải vò, tin tức vừa truyền ra, hôm nay cửa y quán Liễu gia đều sắp bị dẫm đạp. Tôi muốn treo số của sở thần y. Hôm nay sở thần y sao lại không tới? Bệnh của tôi, cũng chỉ có sở thần y mới có thể trị. Tuy rằng đại đa số mọi người nghe nói sở thần y chỉ là khách mời của y quán Liễu gia, lựa chọn tìm các trung y khác của y quán Liễu gia khám bệnh, nhưng cũng có một số ít người không kiềm chế được thất vọng trong lòng, hô vài câu. Một người đàn ông trung niên lúc này đi vào. Đó không phải là Liễu quán chủ sao? Quán chủ. Mời Sở Trần đến y quán Liễu gia thăm khám đi.
Chủ quán, tôi hơi tức ngực anh. Liễu Tông Hạo bất đắc dĩ mở miệng, đều là tới tìm Sở Trần. Quán Sơ Y quán Liễu gia Liễu Khai Hồng gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua mọi người, trầm giọng mở miệng nói, mọi người yên tâm chớ nóng nảy, tiếng lòng của mọi ngò y chúng tôi đều đã biết, chúng tôi đã liên lạc với Sở Trần, hy vọng có thể mời Sở Trần đến y quán chúng tôi khám bệnh. Đại sảnh nhất thời vang lên một trận vỗ tay. Trước đó, xin mọi người giữ im lặng, không quấy rầy những bệnh nhân khác đi khám bệnh. Hơn nữa, các bác sĩ y quán Liễu gia chúng tôi đều rất ưu tú, tôi tin, bọn họ cũng có thể phục vụ mọi người một cách hiệu quả, đánh bại bệnh tật. Liễu Khai Hồng ở y quán uy vọng rất cao, sau khi ông ta xuất hiện, nói mấy câu, trật tự y quán vững vàng trở lại, Liễu Khai Hồng cùng Liễu Tông Hạo thì đi tới phòng trà phía sau. Anh thật sự đã liên lạc với rồi Sở Trần sao? Liễu Tông Hạo hỏi, kế sách hoãn binh mà thôi. Liễu Khai Hồng buông tay, lập tức trầm giọng nói, đương nhiên, nếu như Sở Trần thật sự có thể đến y quán chúng ta thăm khám, ta tuyệt đối cho cậu ta đãi ngộ tốt nhất mà chúng ta có thể đưa ra. Nói xong, Liễu Khai Hồng nhìn không được thở dài, ông ta từng gặp qua Sở Trần, đó là lúc Sở Trần so tài với 44 đại tông sư lĩnh vực cầm kỳ thư họa, ông ta tận mắt chứng kiến Sở Trần ở trong giới thư họa một trận chiến thành danh. Về sau ông ta biết, Sở Trần vốn là đệ tử cửu huyền môn. Không nghĩ tới, Sở Trần lại còn hiểu được kim châm độ mệnh thuật của Dược Cốc. Dược Cốc thuộc về một bộ phận của cửu huyền môn, chỉ là, giới võ giả biết không nhiều lắm. Thông tục mà nói, Dược Cốc là một cái áo vest nhỏ của cửu huyền môn. Anh, quan hệ giữa Mạn Mạn và Thiên Thiên và Sở Trần tựa hồ cũng không tệ lắm. Liễu Tông Hạo nói, Liễu Khai Hồng rất nhanh đã tìm tới Liễu Thiên Thiên, Liễu Mạn Mạn đang vẽ tranh, trong lúc nhất thời cũng không đi được, sự thật quả thật chứng minh, Liễu Thiên Thiên quá nhàn rỗi. Cha tìm con có việc gì? Liễu Thiên Thiên hấp tấp xông vào. Liễu Khai Hồng pha một ấm trà, Thiên Thiên, nói với con bao nhiêu lần, con gái không thể lúc nào cũng nóng nảy như vậy, phải dè dặt một chút. Con biết giỏi à, Liễu Thiên Thiên đi qua, ấn bả vai Liễu Khai Hồng, cha, con đây không phải là nóng nảy, là hiên ngang, nữ hiệp tư thế oai hùng hiên ngang. Liễu Khai Hồng nói không lại Liễu Thiên Thiên, chỉ có thể chuyển đề tài nói, con quen Sở Trần sao? Con không quen anh ta. Liễu Thiên Thiên một mực phủ nhận. Liễu Khai Hồng, ông ta có cảm giác không thể nói chuyện nữa. Con có thể mời Sở Trần đến nhà chúng ta làm khách hay không? Ta có chút việc thương lượng với cậu ấy. Liễu Khai Hồng nói ra mục đích của mình. Sao cha không tìm chị? Liễu Thiên Thiên nói, tìm cô cũng được à. Đồng tử Liễu Khai Hồng co rụt lại, cô con cũng biết Sở Trần. Liễu Thiên Thiên lúc này mới ý thức được mình nói lỡ miệng. Vội vàng nói, đoạn thời gian trước không phải là chính phủ truyền ra tin tức, Sở Trần tu bổ xong thiên cơ huyền đồ, cô thích thư họa, liền mời Sở Trần tu bổ cổ họa không trọn vẹn. Liễu Thiên Thiên lấy điện thoại ra, được rồi, con hỏi Sở Trần một chút. Một phút sau, Liễu Thiên Thiên cúp điện thoại, cười hì hì, xem ra con cũng có chút thể diện, con mới vừa nói bảo cho anh ta đến, anh ta không nói hai lời liền đáp ứng. Liễu Thiên Thiên tâm tình không tệ. Ít nhất Sở Trần lần này để cho cô ở trước mặt cha tân đắc ý một hồi. Đây chính là Sở Thần y ai nể phục, lão nương hô cái liền đến. Liễu Thiên Thiên đắm chìm trong tâm tình tốt đẹp. 5 phút sau, điện thoại của Liễu Thiên Thiên đột nhiên vang lên. Liễu Tiêm Tiêm giơ điện thoại lên một chút, hiện tại anh ta hẳn là bắt đầu xuất phát, trước khi xuất phát phải nói với con một tiếng. Điện thoại được kết nối. Thanh âm Sở Trần vang lên, tiểu độc nữ, tôi đến chòi nghỉ mát hậu hoa viên rồi. Sao lại bỏ lại một đống bài tập chạy đi, nhanh chóng lại đây, bằng không tôi ở trước mặt Liễu tỷ tỷ khiếu nại cô. Anh bia di chuyên tức thời, Liễu Thiên Thiên trợn tròn mắt. Liễu Thiên Thiên nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thanh thúy ho một tiếng, anh xuất phát đi, được, tôi chờ anh. Nói xong, Liễu Thiên Thiên liền cúp điện thoại, cười với Liễu Khai Hồng, cha, con đã nói rồi, anh ta xuất phát rồi, con đi ra ngoài trước, một giờ sau, con dẫn anh ta tới gặp cha. Nói xong Liễu Thiên Thiên xoay người đi ra ngoài. Liễu Khai Hồng, chủ quán y quán Liễu gia, cung chủ Bách Hoa Cung. Cường giả cấp bậc đỉnh phong của võ đạo tông sư. Ông ta cảm giác rồi lời vừa rồi của Liễu Thiên Thiên đối với ông ta vũ nhục rất mạnh. Điện thoại gần trong gang tấc, ông ta làm sao có thể không nghe thấy. Nhưng ai bảo đó là con gái mình. Liễu Khai Hồng cười cười lắc đầu, rót cho mình một chén trà. Chòi nghỉ mát sân sau. Liễu Tiêm Tiêm bước nhanh trở về. Quả nhiên, Sở Trần người này đang xem bài tập mình đã làm. Sao anh lại nhanh vậy? Liễu Thiên Thiên đi vào chòi nghỉ mát. Liễu gia tiểu thư mời,
đương nhiên không dám chậm trễ, hận không thể mọc một đôi cánh bay tới. Sở Trần cười tủm tỉm nhìn Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên tức giận ngồi xuống, là cha tôi muốn gặp anh, ngày hôm qua anh ngồi khám bệnh ở y quán gây ra chấn động rất lớn, hôm nay cửa y quán sắp bị dẫm nát, đều là tới tìm Sở Nhất Thần y. Sở Trần hoài nghi xưng hô Sở Nhất Trâm này nguồn gốc đến từ tiểu độc nữ trước mắt này. Ý tứ của Liễu quán chủ, hy vọng tôi ngồi khám bệnh lâu dài ở y quán. Sở Trần lắc đầu, tôi cũng bất lực, mặc dù có một thân y thuật, nhưng con đường Sở Trần đi không giống với người khác. Anh có phần còn lại của trách nhiệm của mình, những lời như vậy, anh giữ lại và nói với cha tôi đi. Liễu Thiên Thiên nói, nhưng, anh phải một giờ sau mới có thể đi gặp ông ấy. Sở Trần nghi hoặc, vì sao? Anh chớ quản, Liễu Thiên Thiên trả lời một câu. Ánh mắt Sở Trần nhìn ra bên ngoài, giật mình, Liễu quán chủ muốn ngâm mình trong bồn tắm. Sở thích của hai anh em này rất giống nhau. Liễu Thiên Thiên, nhưng thời gian của tôi là một chút eo hẹp. Sở Trần thở dài một hơi, còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Chỉ một giờ thôi, Liễu Thiên Thiên nói, hoặc là trước 5 phút cũng được. Nhưng không thể mất mặt trước mặt cha. Cô có biết hội giao lưu võ giả Hương Sơn không? Sở Trần hỏi, Bách Hoa Cung có nhận được lời mời không? Biết, không có. Liễu Thiên Thiên trả lời ngắn gọn, suy nghĩ một chút, cảm thấy đáp án của mình tựa hồ có chút có lệ. Nói thêm một câu, trong mắt những đại phái chính thống kia, Bách Hoa Cung cùng môn phái Kỳ Môn các người không giống nhau. Vậy để tôi nói cho cô biết. Sở Trần thở dài một tiếng, ngày hôm qua, phái Thiên Cơ xuất hiện tại Hương Sơn. Sở Trần nói ra nguyên nhân đại khái sự tình. Phái Thiên Cơ, thật sự vô sỉ. Liễu Thiên Thiên oán hận mở miệng, mặc dù tôi không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với loại trả thù gì của phái Thiên Cơ, nhưng tôi muốn bảo đảm an toàn cho gia đình tôi. Sở Trần nói, tôi muốn tìm một nữ vệ sĩ, bên người bảo vệ bà xã Tống Nhan của tôi, cho đến khi sóng gió này qua đi. Vậy cũng không đến là một giờ. Liễu Thiên Thiên hỏi, anh chuẩn bị đi đâu tìm? Tôi cảm thấy co là thích hợp. Sở Trần mở miệng, đáng tiếc, cô có nhiều bài tập phải làm như vậy. Nửa câu đầu tiên của Sở Trần Liễu Thiên Thiên phản xạ có điều kiện muốn hận, để cho cô đường đường tiểu thư Liễu ra đi làm vệ sĩ, vậy làm sao có thể? Nhưng câu nói cuối cùng của Sở Trần khiến cô tim đập thình thịch. Đi làm vệ sĩ, có nghĩa là, không cần phải làm bài tập. Đi theo bên cạnh một chị xinh đẹp, so với cả ngày đối với đề tài nhàm chán vô vị tốt hơn. Nhưng, lúc này đây, Liễu Thiên Thiên không dễ dàng lộ ra niềm vui sướng của mình ra ngoài mặt, chỉ thấy cô cau mày, bắt đầu diễn, cái này, anh cũng biết, cô đối với tôi yêu cầu rất nghiêm khắc, nếu tôi đáp ứng anh, cửa ải cô kia có thể không qua được nếu như tôi đi nói. Liễu tỷ tỷ hẳn là sẽ đáp ứng. Sở Trần đáp lại, tất nhiên là tôi cũng biết, Liễu Thiên Thiên âm thầm nhịn mừng thầm trong lòng, thật lâu sau, phảng phất như cắn răng làm ra một quyết định, cách làm của phái Thiên Cơ, tôi cũng thật sự nhìn không vừa mắt, được rồi, tôi đáp ứng anh. Sở Trần nhất thời bất ngờ, trước khi đến anh đã chuẩn bị tốt trong lòng tiểu độc nữ sẽ miệng lớn như sư tử, dù sao, là anh muốn mời tiểu độc nữ đi bảo hộ Tống Nhan. Nhưng không nghĩ tới, lại thuận lợi như vậy. Vậy thì cảm ơn cô rồi. Khuôn mặt Sở Trần toát ra nụ cười. Bây giờ không nên gấp. Liễu Thiên Thiên nhìn thoáng qua thời gian, còn có 45 phút. Cô ở trong phòng, anh nhanh chóng đi vào, nhớ đúng giờ đi ra. Liễu Thiên Thiên nhìn thấy bức tranh bên cạnh bàn đá, biết Sở Trần lại đưa tranh tới. Khó trách điện thoại của mình gọi qua chưa đầy 5 phút anh ta liền đến. Nhìn bóng lưng Sở Trần đi về phía phòng cô, đồng tử Liễu Thiên Thiên bỗng nhiên mở to vài phần. Không đúng, Sở Trần vừa rồi vừa mở miệng liền chủ động lấy lòng cô, đây rõ ràng là có cầu xin cô. Sở Trần hôm nay vốn là tới mời cô bảo vệ Tống Nhan. Liễu Thiên Thiên cẩn thận hồi tưởng lại một chút, chính mình tựa hồ ngay cả điều kiện cũng không nói ra, liền đáp ứng Sở Trần. Mình đang hạnh phúc cái gì vậy? Liễu Thiên Thiên thuộc loại lúc cãi nhau không cãi nhau được đối phương, sau khi cãi nhau xong sẽ cẩn thận hồi tưởng lại từng một khâu, thống hận người mình lúc ấy không làm gì. Bắt đầu từ lúc Sở Trần đẩy phòng cô đi vào, Liễu Thiên Thiên liền lâm vào trong tự kiểm điểm thật sâu. Lần này chỉ tu sửa được 3 bức tranh cổ, hiệu quả không kém nha. Liễu Như Nhạn ngồi ở một bên bàn cờ, ý bảo Sở Trần đến chơi cờ. Sở Trần cảm thán, không có khả năng mỗi ngày đều có trạng thái tốt như vậy. Liễu Như Nhạn nhìn Sở Trần, trong một đêm lại tu bổ 3 bức tranh cổ, trong nhà Sở Trần nhất định cất giấu bí mật. Cô càng ngày càng tò mò, có nên thăm dò một chút không? Liễu Như Nhạn có chút không cách nào kiềm chế được ý niệm trong lòng mình.
Về phần Sở Trần nhắc nhở, ngay cả trưởng môn Thiên Cơ hao hết tâm tư mài giũa 3 năm kỳ môn kim tỏa trận cũng không làm khó được cô. Liễu tỷ tỷ, tỷ có biết hội võ giả Hương Sơn không? Sở Trần hỏi, không biết, Liễu Như Nhạn vừa chơi cờ, vừa mở miệng, ta đối với chuyện xảy ra bên ngoài, không hề có hứng thú. Sở Trần nhìn thoáng qua gương mặt trái xoan dịu dàng như nước của Liễu Như Nhạn. Mẹ Trương Vô Kỵ nói đúng. Sở Trần nhắc tới hội giao lưu võ giả Hương Sơn, đó là anh đột nhiên ý thức được, hội giao lưu võ giả Hương Sơn tựa hồ có chút lệch khỏi chủ đề, rõ ràng là một hồi trao đổi về thảo luận bắt giữ đạo tặc Hỏa Yến, bởi vì phái Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện, chuyển hướng. Điều này tương đương với, Sở Trần thay Liễu Như Nhạn trúng một đao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Khúc Phong rất nhanh sẽ thông báo cho Sở Trần, kết quả thảo luận của các võ giả chính thống đại phái Hương Sơn. Chiếu tướng, 45 phút trôi qua rất nhanh. Liễu Thiên Thiên sợ sỏ, Trần chậm chạp không đi ra, trước 5 phút đi gõ cửa phòng cô. Liễu Khai Hồng chờ ở phòng trà. Liễu Thiên Thiên cùng Sở Trần sóng vai đi ra khỏi vòm đá. Phạm Đông Lâm trông mong nhìn Sở Trần. Liễu Thiên Thiên thuận miệng hỏi một câu, Sở Trần, anh vừa rồi ở phòng cô làm gì? Hơi nhàm chán, cùng cô đại chiến 300 hiệp. Sở Trần trả lời, đánh cho cô tơi bời, cuối cùng nhận thua. Ngay cả Thiên Nam Kỳ Vương cũng là sư đệ của anh, Sở Trần chơi cờ đương nhiên không kinh ngạc thánh nữ Liễu Như Nhạn. Nhìn bóng lưng hai người, Phạm Đông Lâm trợn mắt há hốc mồm, trong đầu phảng phất như bị trùng kích mãnh liệt. Thật lâu sau, thân thể lảo đảo một chút, Phạm Đông Lâm hít sâu một hơi. Bất kể như thế nào, nỗi si tình của hắn đối với thánh nữ vẫn không thay đổi. Hắn là nam nhân cam nguyện cắt đứt hai xương sườn của mình nấu canh cho thánh nữ. Thất bại nho nhỏ trước mắt này đã kích tính là cái gì? Thánh nữ trước kia chưa bao giờ tới gần đàn ông, sự xuất hiện của Sở Trần cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Phạm Đông Lâm tự nhủ, cuối cùng có một ngày thánh nữ sẽ chán Sở Trần, đó sẽ là cơ hội của mình. Ánh mắt Phạm Đông Lâm tràn ngập kiên nghị. Phòng trà, Liễu Khai Hồng pha một chén trà bách hoa tiên, đại diện cho lễ nghi đón khách quy cách cao nhất của bách hoa cung. Phỏng đoán cẩn thận, hôm nay có ít nhất 200 người là hướng về danh hiệu Sở Thần Y đến y quán Liễu gia. Liễu Khai Hồng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói với Sở Trần mục đích của mình. Tôi hy vọng cậu mỗi tuần có thể dành ra 3 ngày ngồi khám bệnh ở y quán Liễu gia, điều kiện cậu mở. Sở Trần nếm một ngụm trà bách hoa tiên, lắc đầu, thật sự rất xin lỗi, tôi thật sự có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Liễu Khai Hồng quả thật thái độ thành khẩn, ngay cả điều kiện cũng để cho Sở Trần tự mình mở miệng, tương đương với cho Sở Trần một tấm chi phiếu, để Sở Trần tự mình điền một con sổ. Tuy rằng điều này cũng có ý khảo nghiệm Sở Trần, chẳng qua, Sở Trần đối với y quán ngồi khám bệnh thật sự không có hứng thú. Trên đời này người bị thương thật sự quá nhiều, nếu như trùng hợp gặp phải, Sở Trần sẽ không ngồi yên không để ý, nhưng ở y quán ngồi khám bệnh, Sở Trần thật sự không làm được. Trên thực tế, Liễu Khai Hồng đối với câu trả lời của Sở Trần cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao Sở Trần là thiếu chủ Cửu Huyền, anh hẳn là có mục tiêu theo đuổi cao hơn. Ngay khi Sở Trần và Liễu Khai Hồng vừa thưởng trà vừa tán gẫu thảo luận với nhau về vấn đề trung y, một bóng người lặng yên vô tức rời khỏi trang viên Liễu gia. Thánh nữ Liễu Như Nhạn sau khi cải trang mặc quần áo mộc mạc, khuôn mặt thoạt nhìn càng bình thường không có gì lạ, ở ven đường chặn một chiếc taxi, đi tới Thiền Thành. Thừa dịp Sở Trần không về nhà, đi tìm hiểu một chút trong trang viên Tống gia đến cuối cùng cất giấu bí mật gì. Một cuộc hành trình trèo tường nói đi là đi. Liễu Như Nhạn muốn tìm được Tống gia cũng không khó. Vào buổi chiều, mặt trời gay gắt, không có nhiều người đi bộ bên đường. Liễu Như Nhạn đứng ở bên ngoài tường vây trang viên Tống gia, còn chưa đi vào đã nhận ra khí tức của trận pháp. Không làm khó được ta. Chương 971, Sư Thiếu Lâm có tăng quét rác, bây giờ có nữ bảo mẫu Tống gia. Liễu Như Nhạn cười, thân ảnh chợt lóe, cơ hồ là đột nhiên biến mất tại chỗ. Đạo tặc Hỏa Yến, chính thức online. Cơ hồ đồng thời, trên con đường đối diện tường vây bên kia trang viên Tống gia, một chiếc xe 7 chỗ đậu ở ven đường. Ngồi ở vị trí ghế lái phụ, rõ ràng chính là đại diện trưởng môn phái Thiên Cơ, Triệu Trụ. Tài xế cùng với 5 người ngồi ở hàng ghế sau, đều là cường giả phái Thiên Cơ, hơn nữa, đều là võ đạo tông sư. Lần này, Triệu Trụ cơ hồ đều chuyển nội tình của toàn bộ Thiên Cơ phái ra ngoài. Lực lượng mạnh nhất của phái Thiên Cơ, thất đại tông sư, phong tỏa vào Sở Trần. Sở Trần ở ngay chỗ này, phụ trách bắt đầu tông sư họ Lâu, tên một chữ Ngụy, hắn đối với Thiền Thành tương đối quen thuộc,
cũng đối với tình huống của Sở Trần quen thuộc, Sở Trần chính là con rể ở rể của nhà này. Hừ, đường đường là thiếu chủ Cửu Huyền, lại làm con rể ở rể của một thương gia thế tục, quả thực buồn cười. Triệu Trụ nhìn chằm chằm tường vây một bên, trầm giọng nói, căn cứ theo tuyến báo của chúng ta, Sở Trần hiện tại cũng không ở trong nhà, Lâu Ngụy, ngươi đi vào điều tra một phen, nhìn xem bên trong có tình huống gì, nếu như tình huống cho phép, chúng ta thậm chí không cần đợi đến tin tức bên trưởng lão Huyền Minh, đêm nay liền trực tiếp động thủ, bắt Sở Trần. Không vấn đề gì, Lâu Ngụy đẩy cửa xuống xe, chú ý một chút, Triệu Trụ mục lộ ra tinh quang, ta hoài nghi thiên cơ huyền đồ thật sự, còn ở trong tay Sở Trần. Thiên cơ huyền đồ chân quý như vậy, Triệu Trụ không tin Sở Trần sẽ cam nguyện thật sự cho bảo tàng kinh thành. Hắn nhất định cất giấu trong nhà của mình. Liễu Như Nhạn cười, thân ảnh chợt lóe, cơ hồ là đột nhiên biến mất tại chỗ. Đạo tặc Hỏa Yến, chính thức online. Cơ hồ đồng thời, trên con đường đối diện tường vây bên kia trang viên Tống gia, một chiếc xe 7 chỗ đậu ở ven đường. Ngồi ở vị trí ghế lái phụ, rõ ràng chính là đại diện trưởng môn phái Thiên Cơ, Triệu Trụ. Tài xế cùng với 5 người ngồi ở hàng ghế sau, đều là cường giả phái Thiên Cơ, hơn nữa, đều là võ đạo tông sư. Lần này, Triệu Trụ cơ hồ đều chuyển nội tình của toàn bộ Thiên Cơ phái ra ngoài. Lực lượng mạnh nhất của phái Thiên Cơ, thất đại tông sư, phong tỏa vào Sở Trần. Sở Trần ở ngay chỗ này, phụ trách bắt đầu tông sư họ Lâu, tên một chữ Ngụy, hắn đối với Thiền Thành tương đối quen thuộc, cũng đối với tình huống của Sở Trần quen thuộc, Sở Trần chính là con rể ở rể của nhà này. Hừ, đường đường là thiếu chủ Cửu Huyền, lại làm con rể ở rể của một thương gia thế tục, quả thực buồn cười. Triệu Trụ nhìn chằm chằm tường vây một bên, trầm giọng nói, căn cứ theo tuyến báo của chúng ta, Sở Trần hiện tại cũng không ở trong nhà, Lâu Ngụy, ngươi đi vào điều tra một phen, nhìn xem bên trong có tình huống gì, nếu như tình huống cho phép, chúng ta thậm chí không cần đợi đến tin tức bên trưởng lão Huyền Minh, đêm nay liền trực tiếp động thủ, bắt Sở Trần. Không vấn đề gì. Lâu Ngụy đẩy cửa xuống xe, chú ý một chút, Triệu Trụ mục lộ ra tinh quang, ta hoài nghi thiên cơ huyền đồ thật sự, còn ở trong tay Sở Trần. Thiên cơ huyền đồ chân quý như vậy, Triệu Trụ không tin Sở Trần sẽ cam nguyện thật sự cho bảo tàng kinh thành. Hắn nhất định cất giấu trong nhà của mình, giao cho ta, Lâu Ngụy tràn đầy tự tin, ta sẽ trước khi Sở Trần trở về, lật tống ra lên trời, hơn nữa thêm cảm giác đặc biệt của phái thiên cơ chúng ta về thiên cơ huyền đồ. Chỉ cần thiên cơ đồ ở trong vòng 5 mét của ta, mặc kệ nó bị giấu dưới gầm giường hay là trên mái hiên, đều không thoát khỏi ánh mắt của ta. Chỗ dựa lớn nhất của Lâu Ngụy là trình độ trận pháp của hắn. Trong phái thiên cơ, ngoại trừ trưởng môn Triệu Huyền Phong đã chết, trình độ cao nhất trận pháp thuộc về Lâu Ngụy. Đây cũng là nguyên nhân biết rõ Tống gia có trận pháp hắn cũng dám xông vào. Chỉ là mê tung ảo trận, không làm khó được Lâu Ngụy ta. Lâu Ngụy nhảy lên, trèo tường tiến vào trang viên Tống gia. Sở Trần ở bên ngoài Tống gia bố trí trận pháp, quy định phạm vi hoạt động, các loại mê huyễn trận là phụ, lúc trước một đội ngũ lính đánh thuê ở trong trận pháp bị Sở Trần đùa bỡn xoay quanh, nhưng, Lâu Ngụy quả thật không phải đèn cạn dầu, hắn rất nhanh đã phá vỡ quy định phạm vi hoạt động, đi ra ngoài. Người Tống gia không nhiều lắm, phòng ốc ngược lại rất nhiều. Lâu Ngụy ngẩng đầu nhìn thoáng qua biệt thự vòng hồ, toàn bộ trang viên Tống gia. Từng căn biệt thự đứng lặng sừng sững, biểu hiện ra nội tình Tống gia, dù sao cũng từng là một trong 5 đại gia tộc Thiền Thành, mặc dù một lần nghèo túng, nhưng căn cơ vẫn luôn ở đó, hiện giờ càng thêm vượt trội, một bước lên trời, muốn hỏi hiện giờ hào môn đệ nhất trong giới thương nhân Thiền Thành, không thể nghi ngờ, đều chọn Tống gia. Có lẽ Tống gia hiện tại còn chưa phát triển đến trình độ này, nhưng Tống gia có phần thực lực này. Một nguyên nhân, con rể Tống gia, Sở Trần. Anh cơ hồ là dùng sức một mình đưa Tống gia lên đỉnh phong. Đáng tiếc a, tất cả đều là bọt biển, Lâu Ngụy mỉm cười, hắn đối với tình huống đại khái của Tống gia có chút hiểu biết, chỉ cần Sở Trần vừa chết, Tống gia sẽ lập tức khuynh đảo, sau đó bị bầy sói cắn nuốt. Lâu Ngụy rất nhanh lục soát một trong những biệt thự, ngược lại dọc theo bờ hồ đi về phía biệt thự bên kia. Vừa mới tiến vào đại sảnh biệt thự, liền phát hiện một người phụ nữ khuôn mặt bình thường không có gì lạ ngồi trên sofa, vỉnh chân lên. Ánh mắt Lâu Ngụy hiện lên một tia tinh quang, một bước tiến xông lên, muốn đánh ngất người phụ nữ. Ban ngày ban mặt, tự tiện xông vào nhà dân, còn muốn ra tay đả thương người, anh là ai? Người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâu Ngụy. Đồng tử Lâu Ngụy co rụt lại, nhất thời cảnh giác.
hắn từ trên người người phụ nữ trước mắt này không phát hiện ra một chút khí tức võ giả, hơn nữa người phụ nữ này từ bên cạnh nhìn qua tướng mạo cũng bình thường, phán đoán của hắn hẳn là một bảo mẫu bình thường không có gì lạ của Tống gia. Nhưng bảo mẫu này lại trong nháy mắt mở miệng trước khi hắn ra tay. Cô là ai? Lâu Ngụy không trả lời, ngược lại ánh mắt như mũi tên nhìn chằm chằm người phụ nữ. Trong tay người phụ nữ đang cầm một quả nho, một bên lột vỏ, một bên mở miệng, tôi là bảo mẫu Tống gia, tôi họ Liễu, anh có thể trả lời vấn đề của tôi. Bình thường không có gì lạ Liễu bảo mẫu. Liễu Như Nhạn vốn tìm kiếm vài biệt thự, lại không nghĩ tới, lại gặp phải, người trong đồng đạo. Chẳng lẽ cũng là tò mò bí mật trong nhà Sở Trần cất giấu. Nhưng Liễu Như Nhạn cũng không phát hiện ra gì. Ánh mắt Lâu Ngụy híp lại, ngón tay hắn đột nhiên khẽ động. Một con dao gọt hoa quả sắc bén đặt trên bàn trà trước sofa không hề báo trước bay về phía Liễu Như Nhạn. Một chiêu này trực tiếp bại lộ thân phận của hắn. Liễu Như Nhạn lập tức biết thân phận cùng với ý đồ của đối phương. Phái Thiên Cơ, Liễu Như Nhạn giơ tay lên, kẹp lấy con dao gọt hoa quả bay tới với tốc độ cao. Thì ra là người của Phái Thiên Cơ, Liễu Như Nhạn ghé mắt, như thế nào, còn không phục đúng không? Vừa dứt lời, cổ tay Liễu Như Nhạn vung lên, dao gọt hoa quả xẹt qua một đường cong nhanh như điện, bay về phía Lâu Ngụy. Lâu Ngụy kinh hãi thất sắc, lúc Liễu Như Nhạn hai ngón tay kẹp lấy con dao gọt hoa quả, hơn nữa còn nói ra thân phận của hắn, Lâu Ngụy cũng đã kinh hãi ngây dại, còn chưa kịp phản ứng lại, Liễu Như Nhạn liền phát động tiến công, Lâu Ngụy ở thời điểm mấu chốt lảo đảo tránh né, nhưng con dao gọt hoa quả vẫn xẹt qua tay hắn, xuất hiện một vết máu. Lâu Ngụy không chút do dự chạy ra ngoài cửa, hắn cũng không phải tiểu mao tặc bình thường, đường đường võ đạo tông sư, một đời tông sư thực sự, cư nhiên bị một nữ bảo mẫu bình thường không có gì đặc biệt của Tống gia một chiêu bị thương. Lâu Ngụy không thể tin được thực lực của nữ bảo mẫu này khủng bố cỡ nào, tóm lại chạy là đúng rồi. May mắn thay, nữ bảo mẫu đã không đuổi theo. Lâu Ngụy dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua trận pháp, giống như bay xuyên qua tường vây, chạy đến trước xe. Còn không đợi mấy người còn lại phản ứng lại, Lâu Ngụy đã khởi động xe, đạp mạnh chân ga, xe vù vù chạy ra ngoài. Mấy người trong xe thần sắc đều ngạc nhiên, mơ mơ màng màng nhìn Lâu Ngụy. Lâu Ngụy một hơi chạy ra ngoài 10 cây số, chạy xe vào bãi đỗ xe ngầm của một tòa nhà cao tầng. Kinh hồn chưa định, Lâu Ngụy, ngươi làm sao vậy? Triệu Trụ rốt cục hỏi, ngươi ở Tống gia đều nhìn thấy cái gì? Lại bị dọa thành bộ dạng này. Lâu Ngụy mở nước khoáng bên cạnh ra, uống một ngụm, thoáng bình phục tâm tình, trầm giọng nói, sau khi ta thuận lợi tiến vào Tống gia, nhìn thấy một nữ bảo mẫu bình thường không có gì kỳ lạ, ta vốn định đi qua đánh cô ta ngất xỉu, ai biết. Cô ta một chiêu liền khiến ta bị thương. Cái gì? Đám người Triệu Trụ nhao nhao kinh hãi. Một chiêu đánh thương Lâu Ngụy, cho dù là Triệu Trụ thực lực mạnh nhất nơi này, cũng rất khó làm được. Lâu Ngụy nói ra quá trình chi tiết, có một sự im lặng trong xe. Một lúc lâu sau, ngồi ở hàng ghế sau một người cảm thán, sự thiếu lâm có tăng quét đất, nay có nữ bảo mẫu Tống gia, xem ra, Tống gia, chúng ta không vào được, càng không cần phải tùy tiện xông vào. Có thể một chiêu đánh bại Lâu Ngụy, chiến lực của nữ bảo mẫu kia ít nhất cũng là cấp độ tông sư đỉnh phong, ta hoài nghi là cường giả trong cửu huyền môn, tọa trấn Tống gia, bảo vệ người nhà Sở Trần. Để cho tông sư đỉnh phong làm bảo mẫu, cũng chỉ có cửu huyền môn có sức mạnh này. Mấy người trong xe đều thở dài, thấy thế, Triệu Trụ trầm giọng mở miệng, đều nhắc tới tinh thần, Sở Trần là thiếu chủ cửu huyền môn, bên cạnh hắn sẽ xuất hiện cường giả, cái này vốn nên nằm trong dự liệu của chúng ta. Cho nên hôm nay nghiên cứu địa hình rất chính xác, ít nhất chúng ta đã thăm dò được át chủ bài của Sở Trần. Đối phương nếu tự xưng là bảo mẫu Tống gia, nói vậy rất ít khi rời khỏi Tống gia, mà Sở Trần, theo ta được biết, hắn mỗi ngày đều ra ngoài. Không sai, chỉ cần chúng ta vây quanh Sở Trần ở bên ngoài, hơn nữa không cho vị nữ bảo mẫu Tống gia kia thời gian tới trợ giúp, bảy đại tông sư chúng ta, muốn giết một cảnh giới tiên thiên Sở Trần, đó không phải là dễ như trở bàn tay sao? Không nóng này, chúng ta có thể từ lâu bàn bạc, bất động thì thôi, vừa ra tay, sẽ không cho Sở Trần bất kỳ một chút đường sống nào. Dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào của Tống gia, Liễu Như Nhạn cơ hồ lục soát khắp nơi của Tống gia. Không có gì để thu hoạch, hừ, Liễu Như Nhạn hừ lạnh, cô nghĩ đến một khả năng. Sở Trần tên kia dự đoán đến cô có thể sẽ đến, sớm hủy diệt bí mật mình muốn biết hoặc là giấu đi rồi. Sớm biết hẳn là không đuổi người Phái Thiên Cơ đi. Để cho hắn đến thăm dò lá bài cuối cùng của Sở Trần.
Liễu Bảo Mẫu đột nhiên có chút hối hận, lúc trèo tường đi ra ngoài, Liễu Như Nhạn còn nhìn xung quanh vài lần, hy vọng có thể nhìn thấy người của phái Thiên Cơ, Liễu gia, phòng trà. Liễu Thiên Thiên cảm giác có chút nhàm chán, cô có chút không rõ, cha cùng Sở Trần uống trà như thế nào có thể uống 1-2 tiếng đồng hồ. Trong nháy mắt, Liễu Thiên Thiên thậm chí còn muốn trở về làm đề. Thực sự quá nhàm chán, thẳng đến khi Sở Trần đứng lên, Liễu quán chủ, tôi trở về trước. Thiên Thiên, tiễn Sở Trần. Liễu Khai Hồng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, Sở Trần quả thật không có ý định ngồi khám bệnh ở y quán. Cứ như vậy, phải cân nhắc giải thích thế nào cho hợp lý với những bệnh nhân từ bên ngoài đến. Đi ra ngoài ghé mắt, Sở Trần tò mò hỏi một câu, hôm nay sao vẫn không thấy Mạn Mạn, cô ấy lại ngồi khám sao? Không phải vì anh, Liễu Thiên Thiên lườm anh một cái, ngày hôm qua làm náo động lớn, một tay châm cứu tuyệt đối xuất thần nhập hóa, không biết bao nhiêu người nghe tin mà đến, muốn tìm anh khám bệnh. Sở Trần cùng Liễu Thiên liếc nhau một cái, còn không phải là bởi vì cô. Liễu Thiên Thiên nghẹn lời, đúng là cô rượt dây Sở Trần hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới lại giúp ra động tĩnh lớn như vậy. Chị vốn một tuần nhiều nhất cũng chỉ đi khám 1-2 lần, hiện tại thể cục này, tôi phỏng chừng mấy ngày nay chị ấy đều có bận rồi. Liễu Thiên Thiên nói, dù sao, người mộ danh mà tới tìm Sở Trần lại không tìm được, bình thường cũng sẽ không trực tiếp trở về, thanh danh y quán Liễu gia cũng không kém, bọn họ sẽ lựa chọn ở Liễu gia y quán khám bệnh. Sở Trần đứng ở cửa phụ của y quán Liễu gia, nhìn về phía cửa chính, tuy rằng hiện tại đã gần hoàng hôn, nhưng cửa y quán Liễu gia còn thỉnh thoảng có xe dừng lại, trong đó có một người đẩy cửa xuống xe là một người cha trung niên, trong lòng ông ôm một đứa con trai, bộ dạng 70-80 tuổi, nhưng tình trạng thân thể không được tốt, người cha trung niên thật cẩn thận ôm con trai lên, đi lên bậc thang y quán Liễu gia. Có quá nhiều bệnh nhân tương tự, Liễu Thiên Thiên hiếm thấy cảm khái, cha luôn nói với chị, sức lực một mình nhà chúng tôi thủy chung có hạn, không có cách nào cứu được tất cả bệnh nhân, nhưng mà, chúng tôi làm tốt chuyện mình có khả năng, không hổ thẹn với tâm, vậy là đủ rồi. Sở Trần đồng ý gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn Liễu Thiên Thiên, vì sao những lời này chỉ nói với chị cô. Liễu Thiên Thiên khóe miệng co giật một chút, lại muốn độc Sở Trần, người này nói chuyện quá tức giận. Sở Trần lại liếc mắt nhìn xe ở cửa, bệnh nhân đi vào trong, một lúc lâu sau, khẽ thở dài một tiếng, xoay người trở về. Phòng trà, Liễu Khai Hồng bất ngờ nhìn Sở Trần. Đột nhiên tôi có một ý tưởng. Sở Trần mỉm cười nói, kim châm độ mệnh thuật của tôi nếu như quá lâu không dùng, sẽ dễ dàng không quen tay. Cho nên, tôi muốn mỗi tuần ở Liễu gia y quán trị liệu 30 bệnh nhân, về phần thời gian, chỉ cần mỗi buổi chiều thứ sáu. Một vài chuyện đủ khả năng. Sở Trần cảm giác cả người mình đột nhiên thoải mái không ít. Có đôi khi, vẫn phải là tùy tâm đi làm một chuyện. Liễu Thiên Thiên ở một bên theo bản năng nở nụ cười. Liễu Khai Hồng mừng rỡ quá đỗi, lập tức nói, tôi lập tức sắp xếp cho cậu một gian phòng làm việc riêng biệt, còn có, phí khám bệnh của cậu, không cần. Sở Trần xua tay, lắc đầu, tôi là khám bệnh miễn phí. Nếu đã lựa chọn, Sở Thổ Hào tự nhiên không thiếu chút tiền khám bệnh này. Liễu Khai Hồng giật mình, chợt cũng sảng khoái cười, vậy tôi cũng cả gan quyết định, về sau mỗi thứ sáu danh sách 30 bệnh nhân cậu khám, tiền thuốc men của bọn họ cũng tính là của y quán Liễu gia chúng tôi, không thu một xu. Nhìn ra, Liễu Khai Hồng cũng là một người thẳng thắn. Hai người ăn nhịp với nhau, Liễu Thiên Thiên cười cười, ánh mắt có ánh sáng, tôi không dám tưởng tượng, tin tức này truyền ra ngoài sau đó, sẽ dẫn đến bao nhiêu oanh động kế tiếp. Sở Trần cùng Liễu Khai Hồng thương lượng cụ thể 30 danh sách khám bệnh, Sở Trần đặt ra thời gian là buổi chiều thứ 6 hàng tuần. Như vậy, trong vòng một tuần y quán Liễu gia tiếp nhận bệnh nhân, chọn 30 trong đó, giao cho Sở Trần. Không thể nghi ngờ, danh sách 30 người được chọn, đều là những bệnh nhân khác của Liễu gia cảm thấy khó giải quyết, thậm chí không có cách nào đối phó. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng khảo nghiệm đối với Sở Trần. Sở Trần tỏ vẻ không có vấn đề gì lớn. Là đệ tử thân truyền của cốc chủ Dược Cốc, Sở Trần còn chưa phát huy y thuật của Dược Cốc đến cực hạn. Chữa bệnh từ thiện y quán Liễu gia, đối với Sở Trần mà nói, cũng có thể nói là một hồi tôi luyện, tu hành. Nếu như đều là những trường hợp không có khó khăn, vậy Sở Nhất Trâm phải làm gì? Sở Trần hôm nay lần nữa bước ra cửa phụ Liễu gia, cảm giác cả người thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu độc nữ, sáng mai nhớ đúng giờ đi làm, 8 giờ rưỡi đến cửa nhà tôi. Sở Trần dặn dò. Được, tâm tình Liễu Thiên Thiên cũng không tệ lắm, khoát tay áo, nhưng, tôi cũng không phải là vệ sĩ làm không, tôi muốn thủ lao. Yên tâm,
chờ nhiệm vụ vệ sĩ của cô kết thúc, tôi sẽ tặng cho cô một phần quà. Sở Trần trả lời, thật sao? Liễu Thiên Thiên kinh hỉ, cô chỉ thuận miệng nói a, quà gì? Đến lúc đó cô sẽ biết. Sở Trần mỉm cười, tuyệt đối là cô không thể tưởng tượng được. Liễu Thiên Thiên tràn đầy chờ mong nhìn bóng lưng Sở Trần rời đi. Cô chỉ thuận miệng nói, lại thật không ngờ, lại có thu hoạch bất ngờ. Cuộc sống đầy những bất ngờ. Liễu Thiên Thiên cười hì hì, xoay người đi trở về. Cô rất mong đợi ngày mai. Trở lại chòi nghỉ mát, Liễu Tiêm Tiêm đều thu toàn bộ bài tập trên bàn đá lại. Cảnh tượng này, giống như là sinh viên trong trường đột nhiên muốn đi ra ngoài thực tập, tràn ngập mong đợi và hưng phấn. Về phần cô đồng ý hay không, đó không phải là vấn đề Liễu Thiên Thiên cân nhắc, cô tin tưởng Sở Trần có thể thuyết phục cô. Điểm này, Liễu Thiên Thiên đối với Sở Trần gần như tin tưởng mù quáng. Dù sao Sở Trần cũng là người đàn ông đầu tiên tiến vào phòng cô. Sở Trần về đến nhà đã là 9 giờ tối. Em cảm thấy như thể có ai đó ở nhà. Tống Nhan thấy Sở Trần trở về, lập tức từ trên sofa ngồi dậy, lúc em trở về có loại cảm giác khác thường, nhưng cụ thể lại không nói ra, tôi đi xem giám sát, cũng không phát hiện gì. Sở Trần vừa về đến cửa cũng đã phát hiện, trận pháp có dấu vết bị phá. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên một chút, anh đương nhiên biết người tới là ai. Thử thách tìm trang gốc, ghét khô tê dùng chuyện Việt Nam, lòng hiếu kỳ của Liễu Tỷ Tỷ còn rất nặng mà. Không sao đâu, vệ sĩ của em anh đã tìm được rồi, sáng mai 8 giờ 30, cô ấy sẽ đón em ở cửa. Sở Trần mỉm cười nói, cô ấy tên là Liễu Thiên Thiên, là con gái của chủ y quán Liễu Gia Dương Thành, nguyện vọng từ nhỏ chính là làm một vệ sĩ xuất sắc, tuổi tác của cô tuy rằng không lớn, nhưng mà, thực lực rất mạnh, nhất là tinh thông độc thuật, nếu có cô ấy ở đây, anh tương đối yên tâm. Sở Trần đi ra khỏi biệt thự nhỏ, dọc theo Tống Hồ đi tới bên cạnh cọc hoa mai. Ngoại trừ Liễu Tỷ Tỷ, vậy mà còn có người thứ hai tới. Sở Trần rất nhanh tra được quỹ tích hoạt động của người thứ hai, nhưng khiến anh kỳ quái chính là, người thứ hai tựa hồ tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Không phải là đi nhầm cửa chứ, Sở Trần đã đi tới nơi bố trí động tiên địa trận. Buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, Sở Trần đều đã xóa sạch bất kỳ dấu vết của động tiên địa trận. Mặc cho Liễu Như Nhạn lật ngược Tống ra lên, cũng không có khả năng phát hiện động tiên địa trận tồn tại. Sở Trần chuẩn bị lần nữa bố trí động tiên địa trận. Trong quá trình bố trí trận pháp, Sở Trần cũng nhận được tin nhắn của Giang Khúc Phong. Hương Sơn có tin tức truyền ra, đại phái chính thống do phái Bắc Đẩu dẫn đầu liên hợp lên tiếng, ra lệnh cho ngươi trong vòng 3 ngày, vào kinh lên núi, trước mặt mọi người cùng phái Thiên Cơ đối chất, giải thích rõ 5 tông tội danh phái Thiên Cơ tố cáo ngươi, đây là đại hội võ giả Hương Sơn cho ngươi một cơ hội. Nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi không xuất hiện ở Hương Sơn, coi như ngươi thừa nhận 5 tội danh, đến lúc đó, bọn họ sẽ thay trời hành đạo. Sở Trần trong tay vừa lúc cầm một tấm bùa, nhìn tin nhắn của Giang Khúc Phong, ánh mắt lạnh lùng, trả lời hai chữ tùy họ. Sở Trần không để ý tới. Chuyện lớn, cũng không quan trọng bằng anh ở trong động tiên địa trận tu luyện. Chỉ cần có đủ thực lực, Sở Trần sẽ không sợ bất kỳ trừng trị nào. Tối nay Sở Trần cũng không có ý định tiếp tục tu bổ tranh cổ, nếu nói quá thường xuyên, anh lo lắng trái tim nhỏ bé của Liễu Tỷ Tỷ cũng chịu không nổi phần mừng rỡ này. Sau khi bố trí ra trận pháp động tiên hoàn toàn mới, Sở Trần tiến vào trong đó, khoanh chân ngồi, trong tay xuất ra một phần cổ tịch. Tuyệt học phái Thiên Cơ lấy được từ trong tay Liễu Tỷ Tỷ, thuật cách không khống chế vật. Tối nay, nghiên cứu thuật kỳ môn, thuật cách không khống chế vật. Thiên Thành, gần một nhà dân bên Hồ Thiên Đăng, phái Bắc Đẩu lại cho Sở Trần cơ hội, để hắn đi lên Hương Sơn, biện giải cho mình. Lâu Ngụy tỏ vẻ mình không có cách nào lý giải cách làm của những môn phái chính thống này. Nếu là mình, đã sớm trực tiếp xuất lĩnh các võ giả giết đến Thiền Thành. Đây mới là tác phong của đại phái chính thống. Triệu Trụ khuôn mặt mỉm cười, bọn họ cho dù muốn đối phó Sở Trần, cũng phải trước tiên đến một cái lý do ngăn chặn miệng khoa trương của thiên hạ. Để cho Sở Trần tự mình đi lên Hương Sơn, kết quả như vậy có hai cái. Thứ nhất, Sở Trần cự tuyệt, như vậy, bọn họ thì danh chính ngôn thuận đối phó Sở Trần. Thứ hai, Sở Trần leo lên Hương Sơn, vậy đơn giản hơn. Sở Trần tự chui đầu vào lưới, bọn họ có đủ loại lý do chỉnh trị Sở Trần. Nghe vậy, Lâu Ngụy sửng sốt, không nghĩ tới trong lúc này lại còn có môn đạo này. Trách hắn quá ngay thẳng, tóm lại, phái Bắc Đẩu muốn động Sở Trần. Triệu Trụ nở nụ cười, 3 ngày kế tiếp, chúng ta có thể cái gì cũng không cần làm, yên lặng theo dõi kỳ biến, ha ha,
trưởng lão Huyền Minh quả nhiên không làm cho chúng ta thất vọng a. Đáy lòng Lâu Ngụy cũng thở phào nhẹ nhõm, trong đầu xẹt qua bộ dáng nữ vệ sĩ Tống gia kia. Không có gì đáng ngạc nhiên, khá đáng sợ. Lâu Ngụy thật sự không muốn đối mặt với cường giả cấp bậc này nữa. Từ giây phút chật vật trèo tường chạy ra khỏi Tống gia, liền trở thành cấm địa trong lòng Lâu Ngụy. Một đêm trôi qua, những giọt sương buổi sáng dính vào những chiếc lá xanh biếc, trong suốt, dưới sự chiếu của mặt trời tỏa ra hào quang quyến rũ. Nhưng bông hoa lặng lẽ nở rộ, phát ra sức sống mạnh mẽ. Nhưng mà, còn chưa kịp thưởng thức thế giới này, đã bị vô tình hái xuống. Hoa bay lên, phảng phất như bị bàn tay vô hình bao bọc, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, tư thái uyển chuyển. Phái thiên cơ, thuật cách không khống chế vật, cũng không phải là khó khăn. Sở Trần nhẹ nhàng búng ngón tay, đầy trời xanh lá xoay tròn mà lên. Hái lá bay hoa, dễ như trở bàn tay. Trước cửa trang viên Tống gia, Tống Nhan một thân trang phục chuyên nghiệp đi ra ngoài. Liễu Thiên Thiên đẩy cửa xuống xe, từ trên xuống dưới đánh giá Tống Nhan, ánh mắt toát ra hâm mộ. So với lần trước gặp Tống Nhan, Liễu Thiên Thiên cảm giác, dáng người Tống Nhan càng đẹp. Cứ nhiên so với mình ăn dưa còn có hiệu quả hơn. Chị Tống, khuôn mặt Liễu Thiên Thiên mang theo ý cười, chủ động đi lên làm quen, khuôn mặt xinh đẹp nếu không dùng độc mà nói quả thật cũng rất dễ dàng thân mật với người khác. Hai cô gặp mặt liền tán gẫu rất vui vẻ. Đúng rồi, Thiên Thiên Tống Nhan tò mò hỏi, vì sao từ nhỏ em đã có nguyện vọng làm vệ sĩ? Không phải nhà em mở y quán sao? À, cái này, nhất định là Sở Trần đang nói bậy. Liễu Thiên Thiên trong lòng âm thầm nói một câu, suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, nhà em kỳ thật là truyền thừa y học và võ thuật, chị em thích y thuật, em tương đối thích võ thuật, em từ nhỏ đã rất hâm mộ nữ hiệp trong phim truyền hình vào Nam ra Bắc. Tống Nhan bừng tỉnh, thì ra mỗi thiếu nữ cũng đều từng có giấc mộng nữ hiệp. Liễu Thiên Thiên cứ như vậy bắt đầu sự nghiệp vệ sĩ vui thích của mình. Sau khi giao lưu võ giả Hương Sơn truyền ra tin tức về Sở Trần, khiến cho giới võ giả oanh động không nhỏ. Sở Trần cũng không phải người thường, sau lưng anh là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, Cửu Huyền môn. Ở một trình độ nào đó, đây sẽ là một cuộc đụng độ giữa kỳ môn và đại phái chính thống. Tất cả mọi người đều đang chờ mong Sở Trần đáp lại. Tuy nhiên, một ngày trôi qua, Sở Trần không có bất kỳ phản ứng nào. Hai ngày trôi qua, Sở Trần suốt hai ngày không có bước ra khỏi trang viên Tống gia nửa bước. Hắn muốn không chú ý đến tin tức truyền đến từ Đại hội Võ giả Hương Sơn. So với cự tuyệt càng kiêu ngạo chính là, bỏ qua. Thật không hổ là Sở Trần, vô duyên vô cớ để hắn lên núi biện giải cho mình, dựa vào cái gì? Ta thấy Sở Trần chột dạ, khẳng định làm chuyện gì đó đáng xấu hổ. Sở đại hiệp ta cả đời làm việc, cần gì phải giải thích với người khác? Trưa ngày thứ ba, lúc ánh mắt giới võ giả càng lúc càng tập trung vào trên người Sở Trần, giới y học Dương Thành, lại bởi vì một tin tức nổ tung. Cuối cùng cũng có tin tức về Sở Thần Y huyền thoại được mọi người mong đợi. Liễu Khai Hồng đứng ở chính giữa đại sảnh y quán, cao giọng nói, hôm nay, tôi tuyên bố với mọi người một chuyện, về chuyện Sở Trần đến y quán Liễu gia thăm khám, chúng tôi cùng Sở Trần thông qua, Sở Trần cũng tỏ vẻ hứng thú mãnh liệt. Không ít người ở đây đều kích động, ánh mắt mang theo chờ mong. Chẳng qua, Sở Trần cũng không phải là nhân viên y tế chuyên nghiệp, cậu ấy có chuyện riêng phải làm, cho nên, cuối cùng Sở Trần quyết định. Mỗi buổi chiều thứ sáu, cậu ấy sẽ đến y quán Liễu gia thăm khám, danh sách chẩn bệnh có 30 người. Đám đông ô lên, 30 làm sao đủ a? Danh tiếng của y quán Liễu gia vang dội, nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ thuật châm cứu của Sở Thần Y. Nghị luận sôi nổi, Liễu Khai Hồng khoát tay áo, mọi người yên tâm một chút chớ nóng nảy, nghe tôi nói. Danh sách mỗi tuần 30 người, đều là Sở Trần khám bệnh, không thu bất kỳ phí chẩn đoán nào, còn có... Y quán Liễu gia cũng tích cực phối hợp với Sở Trần, bắt đầu từ thứ 6 tuần sau, bệnh nhân Sở Trần chữa bệnh từ tâm, cậu ấy kê đơn thuốc, y quán Liễu gia miễn phí cho thuốc, không lấy một xu nào. Tiếng ào ào không ngừng vang lên, lại là chữa bệnh từ tâm. Sở Trần đại nghĩa, Sở Trần đã làm những gì mình có thể làm đến cực hạn, chúng ta cũng nên hiểu cho Sở Trần, danh sách 30 người tuy rằng nghe không nhiều lắm, nhưng mỗi tuần đều có 30 người a. Còn nữa, cô gái cô chỉ là cảm lạnh bình thường thôi, liền không cần Sở Trần ra tay. Tôi mặc kệ, tôi liền thích Sở Trần châm cứu. Tiếp theo, Liễu Khai Hồng cũng tuyên bố phương pháp lựa chọn danh sách 30 người mỗi tuần. Các bác sĩ trung y của y quán Liễu gia căn cứ vào tình huống bệnh nhân gặp phải trong vòng một tuần,
từ đó chọn ra 30 bệnh nhân, giao cho Sở Trần. Sở thần y chính là khí phách, tôi chỉ điều trị cho những người mà bọn họ không thể chữa khỏi. Trên đời này có mấy người có khí phách như vậy? Sau khi Liễu Khai Hồng tuyên bố, tất cả y quán Liễu gia lại khôi phục trật tự bình thường. Tuy nhiên, đối với các bác sĩ trung y Liễu gia, bắt đầu từ hôm nay, đó là một khảo nghiệm. Bọn họ tin tưởng, sau khi tin tức này truyền ra ngoài, người đến y quán Liễu gia khám bệnh sẽ càng ngày càng nhiều. Mọi người cô lên, Liễu Tông Hạo trấn giữ cửa sổ số 1, người đi vào là một người phụ nữ, vừa vào cửa liền không ngừng ho khan, sau khi ngồi xuống, một phen chẩn đoán. Liễu Tông Hạo còn chưa mở miệng, người phụ nữ đã tràn đầy chờ mong nhìn Liễu Tông Hạo có phải chữa không được hay không. Liễu Tông Hạo, làm bác sĩ hơn nửa đời người, lần đầu tiên nghe thấy bệnh nhân dùng giọng điệu chờ mong như vậy nói ra những lời này. Chỉ là viêm phế quản, tôi kê cho cô một phương thuốc, uống 3 ngày là khỏi rồi. Liễu Tông Hạo vừa viết phương thuốc, cô gái còn không hết hy vọng, tôi cảm thấy ho rất nghiêm trọng à, bác sĩ nói có phải là ung thư phổi hay không? Liễu Tông Hạo, cô cho rằng Sở Trần có thể chữa khỏi ung thư phổi sao? Những phen nữ cuồng nhiệt này quả thực chính là tẩu hỏa nhập ma. Liễu Tông Hạo hừ thầm một tiếng, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu. Trong danh sách 30 người, tuyệt đối không thể xuất hiện một người ở chỗ tôi. Mấy cửa sổ còn lại cũng âm thầm tranh đấu, cũng không thể khiến người ta cảm thấy y thuật của mình so với người khác kém hơn. Liễu Khai Hồng cũng thật không ngờ, hành động này lại có thể làm cho y thuật tổng thể của y quán Liễu gia lại tăng lên một cấp độ khác. Không ai muốn thừa nhận rằng mình kém hơn người khác. Phương pháp để chứng minh bản thân, chính là nỗ lực nhiều hơn những người khác. Khi bạn nỗ lực nhiều hơn những người tốt hơn bạn, bạn sẽ thấy rằng tất cả những nỗ lực của bạn, trong thực tế, thực ra là vô ích. Thời gian một ngày, danh sách 30 người, đã được 10 người. Tình hình này tiếp tục, mỗi thứ 6, còn phải từ trong danh sách sơ tuyển, chọn ra 30 người. Khoảng thời gian 3 ngày đại hội võ giả Hương Sơn đưa ra đã trôi qua. Suốt 3 ngày, Sở Trần không có bước ra cửa lớn nửa bước. Phảng phất như đang dùng thái độ của mình, nói với đại hội võ giả Hương Sơn nói, ngươi qua đây à. Bên hồ Tống, bên cạnh cọc hoa mai, gió mạnh thổi qua. Trận pháp phá vỡ, Sở Trần từ bên trong đi ra. Khổ cực 3 ngày rốt cục luyện thuật cách không khống vật đến trình độ dày công tôi luyện, thật sự quá khó khăn. Sở Trần cảm thán, 3 ngày này Sở Trần trên cơ bản không chú ý tin tức bên ngoài. Người trong nhà không gặp phải chuyện gì đặc biệt, Tống lão gia tử di dưỡng thiên nhiên, thản nhiên tự đắc, vợ chồng Tống Tà Dương vẫn như trước mỗi ngày đi sớm về khuya, quan hệ giữa Tống Nhan và Liễu Thiên Thiên càng ngày càng tốt, thím tưởng nấu bữa sáng hương vị như cũ. Ăn ngon không ngấy. Sở Trần một lòng đắm chìm trong quá trình nghiên cứu thuật cách không khống chế vật. Lúc này lấy điện thoại ra, không ít tin nhắn chưa đọc. Giang Khúc Phong, đã một ngày trôi qua, người nghĩ sao về chuyện này? Giang Khúc Phong, 2 ngày trôi qua, sao ngươi lại bốc hơi giống như nhân gian? Giang Khúc Phong, 3 ngày, Giang Khúc Phong, cảm xúc của các võ giả Hương Sơn mãnh liệt, nói ngươi không tôn trọng quyết sách của Đại hội võ giả, cố ý khinh thường bọn họ. Bọn họ tựa hồ muốn xây dựng một đội ngũ nam hạ, cho ngươi một bài học, cần giúp gì không? Sở Trần suy nghĩ một chút, trả lời tin nhắn của Giang Khúc Phong, giúp tôi, ngăn cản bọn họ ở Kinh Thành. Giang Khúc Phong giây lát trả lời, người sợ là đang nằm mơ. Sở Trần còn thấy được tin nhắn của Sở Tiểu Ngư, Trần Ca, nghe nói anh gây ra chuyện. Sau khi đọc được tin nhắn của Sở Tiểu Ngư, Sở Trần mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tống Nhan bảo anh quyết định vấn đề chọn địa điểm công ty Bắc Trần vào Kinh Thành. Sở Trần gọi điện thoại cho Sở Tiểu Ngư. Trần ca, thanh âm Sở Tiểu Ngư có chút bất ngờ, dù sao tối hôm qua hắn gửi tin nhắn cho Sở Trần, vẫn không thấy hồi âm. Tôi có chuyện muốn nói chuyện với cậu. Sở Trần vừa mới mở miệng, Sở Tiểu Ngư, liền lập tức cướp lời, Trần ca là muốn lựa chọn cùng đám người Hương Sơn kia cứng rắn sao. Không thành vấn đề, Trần ca, Thiên Võng Điện Sở Môn Tam Kiệt. Đều là thúc bá nhà chúng ta, mỗi người đều là võ đạo tông sư đỉnh phong, chỉ cần Trần ca mở miệng, cường giả Sở gia chúng ta, sẽ không sợ bọn họ. Sở Môn Tam Kiệt, Sở Trần ngược lại từng nghe Giang Ánh Đào nói qua, không nghĩ tới cư nhiên còn là thúc bá Sở gia mình. Sở Trần cảm giác mình đối với tình huống nhà mình vẫn có chút biết nhiều. Tôi không có nói điều đó. Sở Trần nói, cậu nghe nói qua Tống Nhan Cao chưa? Này, công ty của Trần ca. Làm sao em không biết? Sở Tiểu Ngư có chút không rõ vì sao Sở Trần lại nhắc tới Tống Nhan Cao vào lúc này.
Vậy thì được, nhờ cậu một việc. Sở Trần nói, dược phẩm Bắc Trần gần đây có thể sẽ mở một chi nhánh ở Kinh Thành, cậu hỏi thăm, xem vị trí nào thích hợp. Sở Tiểu Ngư rất vui đáp ứng, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Công ty Bắc Trần muốn đến Kinh Thành, điều này có nghĩa là Trần ca cũng sắp về nhà. Đây là một niềm vui lớn. Sở Trần trở lại biệt thự, vui vẻ tắm rửa, sau đó cầm lấy bức tranh đặt trên mặt bàn. Sở Trần lợi dụng thời gian nghỉ ngơi nghiên cứu thuật cách không khống chế vật, lao giật kết hợp, cũng tu bổ xong hơn 10 bức tranh cổ không trọn vẹn này. Gọi Tống Thu lên, cùng nhau đến Liễu gia. Trên đường đi, Sở Trần lại nhận được tin nhắn của Giang Khúc Phong, Đại hội võ giả Hương Sơn chính thức thông qua đề nghị Nam Hạ bắt ngươi. Hiện tại, do hai võ đạo tông sư phái bắt đầu dẫn đầu, cộng thêm ba võ đạo tông sư đại phái chính thống khác, còn có trưởng lão Huyền Minh phái Thiên Cơ. Tổng cộng 6 vị võ đạo tông sư dẫn đầu đội ngũ đi về Nam Hạ, đòi một lời giải thích từ ngươi. Liễu tỷ tỷ cứu mạng. Trong lòng Sở Trần có một ý nghĩ không chính chắn. Thời đại tin tức võ giả giới cũng sẽ truyền rất nhanh. Tin tức 6 đại tông sư phía Nam thảo phạt Sở Trần nhanh chóng truyền ra, dẫn đến chấn động. Theo tôi được biết, Sở Trần chỉ là tiên thiên võ giả, lại dẫn tới lục đại tông sư Nam Hạ thảo phạt. Suy cho cùng. Các cường giả chính thống đại phái vẫn kiêng kỵ cửu huyền môn sau lưng Sở Trần. Giới võ giả lần này có kịch hay xem rồi. Lĩnh Nam Dược Cốc, một đạo thanh âm phát ra. Phàm là môn phái tham dự Nam Hạ thảo phạt Sở Trần, nếu không chấm dứt hành vi của mình, môn phái này sẽ bị Dược Cốc có được đưa vào danh sách đen. Lại là một tin tức nóng bỏng. Đang lúc tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm động tác của cửu huyền môn, ngược lại Dược Cốc dẫn đầu lên tiếng. Gian phát mảng lớn náo động. Dược Cốc. Ở giới võ giả từ trước đến nay địa vị đặc biệt, lấy cứu sống làm nhiệm vụ của mình. Giới võ giả, bất kể là đại phái chính thống hay là môn phái kỳ môn, đều không muốn đắc tội với thế lực như Dược Cốc. Nhiều năm như vậy, Dược Cốc cũng chưa bao giờ tham dự các loại tranh chấp giữa võ giả giới. Không nghĩ tới, Dược Cốc lại ở trên điểm mấu chốt này lên tiếng. Điều này quả thật khiến đội ngũ xuống Nam Hạ thảo phạt Sở Trần trở tay không kịp. Phái Bắc Đầu Cỏ lẽ không quan tâm đến tiếng lên của Dược Cốc. Nhưng trong đội ngũ này chỉ có hai tông sư phái bắt đầu, còn lại, lực lượng trung kiên đến từ các môn phái, bọn họ vốn định hùa theo phái bắt đầu, kéo gần quan hệ với phái bắt đầu, không biết, lại bị Dược Cốc đưa vào danh sách đen. Nhưng chuyện đã đến nước này, bọn họ không có khả năng rút lui. Đương nhiên, Dược Cốc lên tiếng, cũng chưa từng nghĩ tới có thể làm cho đội ngũ này quay trở lại. Họ chỉ nêu do lập trường, thái độ của mình. Sau đó... Một đội ngũ võ giả Dược Cốc nhanh chóng rời đi, chạy tới Thiền Thành. Sở Trần đã đi tới cửa phụ của y quán Liễu gia. Trong tay cầm bức tranh cổ đã được tu bổ xong vượt qua vòng đá. Anh ta lại đến, Phạm Đông Lâm đau lòng sờ xương sườn của mình. Còn chưa tới gần chòi nghỉ mát, đã nghe thấy một trận tiếng đàn du dương. Liễu Mạn Mạn mặc hán phục lụa mỏng, tư thái uyển chuyển. Từ cầm kỳ thư họa đến y thuật võ thuật, Liễu Mạn Mạn hầu như đều biết. Không phải là bồi dưỡng Liễu Mạn Mạn trở thành thánh nữ đời sau của Bách Hoa Cung chứ, trong lòng Sở Trần đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Phỏng chừng cũng 8-9 phần. Về phần em gái Liễu Thiên Thiên, dựa theo tình hình này phát triển, phỏng chừng sẽ trở thành nữ nhi tiếp theo của Bách Hoa Cung. Không ai dám chọc tiểu độc nữ. Sở Trần không quấy rầy Liễu Mạn Mạn, trực tiếp đi về phía phòng Liễu Như Nhạn. Khi mười mấy bức tranh cổ được tu bổ này đặt ở trước mặt Liễu Như Nhạn, ánh mắt Liễu Như Nhạn nghiêm nhiên như nhìn chằm chằm Sở Trần như nhìn quái vật, hận không thể bắt Sở Trần nghiêm hình bức cung, hỏi trong nhà hắn đến tột cùng cất giấu bí mật gì, vậy mà có thể để cho hắn trong thời gian ngắn như vậy tu bổ xong những bức tranh cổ không trọn vẹn này. Khi Liễu Như Nhạn nhìn không được mở miệng hỏi, Sở Trần trả lời rất có lệ, bởi vì nhà ấm áp, khiến tôi linh cảm như suối trào. Sở Trần vẻn vẹn chỉ dùng vài ngày, liền tu bổ xong tranh cổ không trọn vẹn tồn kho cô chồng chất mấy năm đều. Liễu tỷ tỷ, tôi có khó khăn, thân là đệ tử cửu huyền, cần phải vượt khó tiến lên. Liễu Như Nhạn đương nhiên biết vì sao Sở Trần đột nhiên nói ra một câu như vậy. Sáu đại tông sư Nam Hạ, Sở Trần chỉ là một tiên thiên võ giả làm sao ngăn cản. Trước khi Sở Trần đến, Liễu Như Nhạn cũng đã đoán được, Sở Trần sẽ cầu cứu cô. Sở Trần thở dài một tiếng, để cho tôi chết trong tay lão tặc bắt đầu đi. Năm đại tông sư Dược Cốc đã ở trên đường đến Thiền Thành. Liễu Như Nhạn liếc anh một cái, thản nhiên nói, đây hẳn là trước khi cửu huyền môn đóng cửa, các sư phụ ngươi giữ lại hậu thủ cho ngươi, miễn cho ngươi bị người khi dễ cũng không có người giúp ngươi. Ánh mắt Sở Trần sáng lên,
Anh ngược lại không biết mình còn có viện thủ này. Có năm đại tông sư dược cốc, tình cảnh của mình cũng không đến mức bị động. Nhưng, võ giả Hương Sơn đại diện cho đội ngũ Nam Hạ có 6 tông sư, trừ chuyện đó ra, Liễu Như Nhạn thanh âm dừng lại, sau đó nói, phái Thiên Cơ một lòng muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, không có khả năng vẻn vẹn chỉ phái ra một trưởng lão huyền minh, nói không chừng cường giả còn lại của phái Thiên Cơ đã âm thầm đi tới Thiền Thành. Mấy ngày trước một người khác lẻn vào trang viên Tống gia, chính là người của phái Thiên Cơ. Trong lòng Sở Trần nhất thời có đáp án, anh nghe ra Liễu Như Nhạn nhắc nhở, hơn nữa suy đoán được, mặt khác người kia sở dĩ lẻn vào trang viên Tống gia nhanh chóng rút lui, cũng là bởi vì Liễu Như Nhạn. Đa tạ Liễu tỷ tỷ nhắc nhở, cũng đừng xem thường phái Bắt Đầu. Liễu Như Nhạn nói, chung quy vẫn là một trong 3 đại phái chính thống siêu cấp, phái Bắt Đầu sẽ không bởi vì một mặt của phái Thiên Cơ mà dẫn đội xuống phía nam đối phó ngươi, cho dù giữa ngươi và phái Bắt Đầu quả thật có chút ân oán, bọn họ chỉ là thuận thế mà làm mà thôi. Sở Trần nghi vấn, thuận thế, thuận theo thế mà công chúng nghĩ. Liễu Như Nhạn mở ra một bức tranh cổ hoàn chỉnh thoạt nhìn, khiến người ta sảng khoái, thần sắc thanh đạm, chậm rãi mở miệng, biết rõ ngươi là tiên thiên võ giả, lại phái ra đội hình 6 đại tông sư, không ngoài là muốn nhìn xem, lúc đối phó ngươi, có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn hay không. Đừng quên, mục đích ban đầu của Đại hội Võ Giả Hương Sơn là gì? Sở Trần nở nụ cười, nhìn thoáng qua Liễu Như Nhạn thật sâu. Nháo tới nháo lui, vẫn là không thể rời khỏi đạo tặc Hỏa Yến A. Anh nghe ra Liễu Như Nhạn chỉ ra, phái Bắt Đầu thế tới hung háng như vậy, phỏng chừng cũng là muốn thông qua đối phó Sở Trần, thăm dò một chút đạo tặc Hỏa Yến có thể xuất hiện hay không. Một câu nói xưa rất hay, kẻ thù của kẻ thù là bạn bè. Nếu như đạo tặc Hỏa Yến cũng ôm ý nghĩ này, ra tay trợ giúp Sở Trần, hoặc là đến Thiền Thành quan sát, như vậy liền rất dễ dàng bại lộ chân thân của mình. Phỏng chừng Dược Cốc đã trở thành đối tượng hoài nghi của phái Bắt Đầu. Sở Trần suy nghĩ một chút, quả thật không loại trừ khả năng này. Đồng thời cũng chỉ có thể nói do, đạo tặc Hỏa Yến, thật đúng là cẩn thận. Chủ yếu vẫn là thực lực của chính ngươi. Liễu Như Nhạn nhìn không được nhắc nhở Sở Trần một tiếng, tu luyện của ngươi phải nắm chặt một chút, đừng cả ngày, thanh âm Liễu Như Nhạn dừng lại, mấy ngày nay Sở Trần tựa hồ đều đang vội vàng giúp cô mơ tu bổ tranh cổ. Bắt đầu từ hôm nay, trước tiên tìm hiểu thuật cách không khống chế vật của phái Thiên Cơ đi. Liễu Như Nhạn nói, dù sao người trước mắt muốn đối phó ngươi nhất là phái Thiên Cơ, ngươi quen thuộc một chút thuật cách không khống chế vật, khi cùng bọn họ chiến đấu, có thể chiếm cứ ưu thế. Mặc dù thời gian có chút cấp bách, nhưng, mấy ngày nay tôi cũng nghiên cứu thuật cách không khống chế vật. Sở Trần vội vàng nói, Liễu Như Nhạn liếc A Nầm một cái, mỉm cười, luyện đến trình độ nào, ngươi thi triển cho ta xem một chút. Đến trình độ nào, Sở Trần trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên giơ tay lên. Thắt lưng của thánh nữ bị mất, đai lưng mềm mại mang theo hương hoa nhàn nhạt, giống như dải duy băng bay múa trên không, lập tức nhẹ nhàng rơi vào trong tay Sở Trần. Căn phòng im lặng, thật lâu sau, thánh nữ tức giận, trong phòng truyền ra các loại tiếng va chạm. Bên ngoài phòng, Liễu Mạn Mạn vừa định đi về phía này ngây dại. Nguyên nhân gì khiến Sở Trần cùng cô ở trong phòng đánh nhau? Liễu Mạn Mạn không dám đi vào. Vài phút sau, Sở Trần rốt cục tìm được cơ hội, mở cửa phòng, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Mạn Mạn, trùng hợp như vậy. Sở Trần đi về phía Liễu Mạn Mạn, ánh mắt đánh giá một chút, khí tức trên người Liễu Mạn Mạn dần dần có chút tương tự với thánh nữ. Khác biệt lớn nhất đại khái chính là, Liễu Mạn Mạn tương đối ngây ngô, mà Liễu Như Nhạn đã là thánh nữ thành thục. Cha tôi đang chờ anh trong phòng trà. Liễu Mạn Mạn phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác mở miệng, nhìn tay Sở Trần. Trong tay Sở Trần, rõ ràng còn cầm thắt lưng của cô. Sở Trần cũng mới phản ứng lại, đặt đai lưng ở trong tay Liễu Mạn Mạn, kỳ quái, đai lưng Liễu tỷ tỷ sao lại ở trong tay tôi. Đi thẳng đến phòng trà. Trong phòng, thánh nữ bình tĩnh lại. Trong đầu xẹt qua một màn vừa mới xảy ra, không nghi ngờ gì nữa, cách không cởi thắt lưng của cô, là thao tác khó khăn nhất lúc đó. Điều này có nghĩa, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Sở Trần không chỉ tu bổ hơn 10 bức tranh cổ không trọn vẹn, mà còn đồng thời tu luyện thuật cách không khống chế vật của phái Thiên Cơ đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Hắn có còn là người sao? Bất kỳ từ vựng thiên tài nào được sử dụng trên người hắn, cũng không đủ để hình dung đi. Liễu Như Nhạn nhíu mày, không đúng, khẳng định có vấn đề, Liễu Như Nhạn trầm tư. Một lát sau, Liễu Như Nhạn bỗng nhiên ngước mắt lên. Ánh mắt lướt qua một đạo thần thái, chẳng lẽ Liễu Như Nhạn đi ra khỏi phòng.
Liễu Mạn Mạn còn đứng ở cửa, ngây người một chút, duỗi thắt lưng trong tay qua, cô, thắt lưng của cô, Sở Trần đã đi tới phòng trà. Anh cũng đoán được Liễu Khai Hồng cũng là bởi vì sáu đại tông sư Nam Hạ tìm anh phiền toái chuyện. Bách Hoa Cung không có cách nào trực tiếp lên tiếng giúp cậu, nhưng mà, chỉ cần cậu gặp phải nguy hiểm, gọi điện thoại cho tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đây là thái độ Liễu Khai Hồng đưa ra. Bách Hoa Cung không giống Dược Cốc, địa vị của Dược Cốc vốn đã đặc biệt, hơn nữa còn là tiểu mã giáp của Cửu Huyền Môn, Dược Cốc có thể không kiêng nể gì mà đứng ra tấn công phái Bắc Đầu. Nhưng Bách Hoa Cung thì không được, phái Bắc Đầu khổng lồ như vậy, không phải ai cũng có thể trêu chọc được. Liễu Khai Hồng có thể chủ động nói ra lời trợ giúp, đã khiến Sở Trần có chút bất ngờ. Cũng chứng minh rằng anh đã không nhìn nhầm người. Y quán Liễu gia, đáng để anh đi giúp đỡ. Trong sáng có Dược Cốc trợ giúp, trong bóng tối cỏ Liễu Khai Hồng tương trợ. Cho dù Liễu Như Nhạn không ra tay, Sở Trần cũng đột nhiên có chút chờ mong sáu đại tông sư Nam Hạ kia. Cửu Huyền Môn cho dù đã đóng cửa, thiếu chủ Cửu Huyền Anh cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Dưới bóng đêm, trang viên Tống gia, bình thường không có gì lạ Liễu Bảo Mẫu lại online lần nữa. Tuy nhiên, tối nay không có vị khách không mời thứ hai. Liễu Bảo Mẫu tử cẩn thận điều tra các nơi trong trang viên Tống gia, bao gồm cả trận pháp, thậm chí hoa cỏ cây cối xung quanh hồ Tống. Cuối cùng, Liễu Bảo Mẫu đứng bên hồ, nhìn chằm chằm và tổng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là ở dưới hồ nước, Liễu Như Nhạn có loại kích động muốn nhảy xuống hồ thăm dò đến tột cùng, nhưng cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục tối nay của mình, Liễu Như Nhạn lại nhịn xuống. Biểu hiện nghịch thiên mấy ngày nay của Sở Trần khiến Liễu Như Nhạn hoài nghi, trong Tống gia có động tiên. Điều này không phải là không có khả năng này. Đại đa số động tiên sẽ ở danh sơn cổ xuyên, nơi linh khí dồi dào, nhưng không loại trừ ở trong phồn hoa thế tục, sẽ xuất hiện hoàn cảnh đặc biệt, sinh ra động tiên. Đây cũng là lần thứ hai Liễu Như Nhạn đến thăm trang viên Tống gia. Chỉ có động tiên mới có thể khiến Sở Trần ở nhà so với thiên phú ở bên ngoài tăng lên một cấp độ. Thế nhưng, Liễu Như Nhạn tìm không thấy bất kỳ dấu vết nào. Nơi duy nhất còn lại đáng ngờ là hồ nước này. Dưới ánh trăng, hồ nước sóng gợn lăn tăn. Nếu mà thật sự có động tiên, ta liền có nắm chắc trùng kích khí tức cảnh. Liễu Như Nhạn thầm than, cuối cùng cô vẫn không nhảy xuống hồ Tống. Thứ nhất tính nước của cô không tốt, thứ hai, xác suất động tiên xuất hiện dưới đáy hồ quá thấp, cô chưa bao giờ nghe nói động tiên xuất hiện dưới đáy hồ. Xem ra, muốn tìm cơ hội cùng Sở Trần ngả bài. Liễu Như Nhạn hiểu được, muốn biết bí mật trong nhà Sở Trần cất giấu, đầu tiên cô phải chủ động thừa nhận mình là đạo tặc Hỏa Yến trước mặt Sở Trần. Sau khi thân ảnh Liễu Như Nhạn biến mất, không bao lâu, Tống Thu lái xe trở về. Sở Trần sau khi xuống xe, lập tức liền nhận ra khí tức khác thường. Lại có người thừa dịp mình không ở nhà lẻn vào trang viên Tống gia. Sở Trần đi một vòng, đại khái xác định thân phận đối phương. Liễu tỷ tỷ lại tới. Sở Trần mỉm cười, lần này, Liễu tỷ tỷ nên càng thêm tò mò về anh đi. Sở Trần đi tới trước cọc hoa mai, thi triển bộ pháp, luyện võ trên cọc hoa mai. Trong bóng tối, một ánh mắt nhìn chăm chú vào tất cả. Liễu Như Nhạn không đi xa, ngoại trừ nhảy vào hồ nước ra, còn có một cách, chính là giám sát Sở Trần. Ánh trăng lướt qua, một bộ quyền pháp, xuất thần nhập hóa. Liễu Như Nhạn không thể không thừa nhận, Sở Trần là thiên tài có tư chất yêu nghiệt nhất mà cô từng gặp qua. Những người khác cho dù có được động tiên, cũng tuyệt đối không có khả năng trong vòng vài ngày ngắn ngủi đem luyện thuật cách không khống chế vật của phái Thiên Cơ trình độ lô hỏa thuần thanh. Nhưng Sở Trần không chỉ làm được, còn thuận tay thu bổ hơn 10 bức tranh cổ không trọn vẹn. Sở Trần luyện quyền một hồi, nhảy xuống cọc hoa mai, đi về phía hoa viên bên cạnh. Anh không có trở về phòng, ánh mắt Liễu Như Nhạn sáng ngời. Một lát sau, Liễu Như Nhạn cất một tiếng, hái hoa. Sở Trần lại hái không ít hoa tươi, trực tiếp trở về biệt thự của mình dỗ dành bà xã. Sau đó xảy ra chuyện, Liễu Như Nhạn không có hứng thú đi tìm hiểu quá nhiều, rất nhanh liền rời khỏi trang viên Tống gia. Một tia nắng mặt trời vào rèm cửa, Sở Trần mở mắt ra. Giường lớn mềm mại xung quanh đều có dấu vết mây mưa, mỹ nhân đã đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Duỗi thắt lưng một cái, từ dưới gầm giường sờ được điện thoại của mình, nhìn thoáng qua. Giang Khúc Phong, bây giờ là 4 giờ sáng, chuyến bay của máy bay bị trì hoãn, đội ngũ đại diện võ giả Hương Sơn đã đến sân bay Bạch Vân Dương Thành. Sở Trần cảm thán, Tao Phong lại vì chuyện của mình 4 giờ sáng còn chưa ngủ. Nhưng tin nhắn của Giang Khúc Phong vẫn còn. Bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng,
Đội đại diện võ giả Hương Sơn lần lượt lên 5 chiếc taxi, bọn họ lại không ở lại Dương Thành, mà là đi thẳng đến Thiền Thành. 5 giờ rưỡi, trời sắp sáng, đội võ giả Hương Sơn ở lại khách sạn Hoa Đẳng ở Thiền Thành. Phong ca, tin tức rất linh thông a. Sở Trần trả lời một câu, trả lời trong vài giây là thói quen trước sau như một của Giang Khúc Phong, dù sao hắn cũng vô cùng thống hận người không trả lời tin nhắn ta cùng một chuyến bay với bọn họ. Sở Trần, còn chưa kịp trả lời Giang Khúc Phong, tiếng chuông di động của Sở Trần đã vang lên. Sở Trần vừa nhìn thấy màn hình điện, khuôn mặt hiện lên ý cười. Đội ngũ của Dược Cốc cũng đã đến. Người gọi cho anh là Kiều Thương Sinh. Sư Thúc, Kiều Thương Sinh trầm giọng mở miệng, đêm qua chúng ta đã đến Thiền Thành, vì không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, chúng ta tạm thời ở Hoa Đằng, khi nào ngươi thuận tiện, Hoa Đằng. Sở Trần sửng sốt, thật đúng là trùng hợp. Tin nhắn vừa rồi của Giang Khúc Phong. Đội ngũ võ giả Hương Sơn do phái Bắc Đầu dẫn đầu cũng đã ở lại Hoa Đằng. Thật không hổ là một khách sạn có thương hiệu nổi tiếng trong cả nước. Bất kể là phái Bắc Đầu hay là Dược Cốc, đều ưu tiên Hoa Đằng. Sở Trần ra, mọi người chờ ở Hoa Đằng, ta đi qua tìm mọi người. Sở Trần cúp điện thoại, đoàn võ giả Hương Sơn đều đã đi tới Thiền Thành, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tới tìm mình đòi giải thích. Sở dĩ hiện tại không có động tĩnh, đó là bởi vì chạy một đêm đường. Bọn họ cần nghỉ ngơi. Thay vì bị động chờ, còn không bằng chủ động xuất kích. Có 5 đại tông sư Dược Cốc tương trợ, còn có Giang Khúc Phong, Sở Trần hoài nghi hắn hiện tại cũng đang ở Hoa Đằng. Lực lượng như vậy cùng cộng lại, tuyệt đối không thua kém đoàn võ giả Hương Sơn. Phỏng chừng đoàn võ giả Hương Sơn cũng sẽ không nghĩ tới, lúc bọn họ xuất phát, mục tiêu chỉ là một tiên thiên võ giả như Sở Trần. Đi được nửa đường, lại đột nhiên xuất hiện đội ngũ Dược Cốc. Và cho đến bây giờ, lực lượng bên người Sở Trần thậm chí vượt qua đội ngũ này. Tiểu Thu, đi, tôi dẫn cậu đến Hoa Đằng uống trà sáng. Sở Trần gọi Tống Thu, phụ trách lái xe. Bên trong xe, Tống Thu do dự một chút, nói anh rể, ngày mốt em sẽ nhập ngũ báo cáo, anh có thể, đêm nay trở về bố trí cho cậu một cái trận pháp. Sở Trần không đợi Tống Thu nói xong, thường xuyên mời Tống Thu làm người công cụ, ngẫu nhiên cũng phải thỏa mãn nhu cầu của hắn một chút. Tống Thu mừng rỡ, anh rể thật tốt, không chỉ hao hết tâm tư cho hắn hoàn cảnh tu luyện tốt, còn mang theo hắn lao giật kết hợp, sáng sớm đi Hoa Đằng uống trà. Đúng rồi, chỉ có 2 người chúng ta sao? Lúc sắp tới Hoa Đằng, Tống Thu nói, mấy ngày nay ông nội cũng rất nhàn rỗi. Lão gia tử xương cốt yếu ớt, chịu không nổi dày vò. Sở Trần trả lời, uống trà sáng tính là dày vò gì? Tống Thu tỏ vẻ không hiểu. Khách sạn Hoa Đằng. Ô tô đến máy bay rồi đến xe, kinh thành đến Thiền Thành mệt nhọc, đội ngũ võ giả Hương Sơn đại đa số lúc này đều đang ngủ say. Huyền Minh trưởng lão không ngủ được, ông ta khẩn cấp muốn xông vào Tống gia, bắt Sở Trần gia, trách cứ 5 tội của anh. Huyền Minh trưởng lão đi ra cửa khách sạn, trong điện thoại nhìn thoáng qua ảnh chụp của Sở Trần, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Sở Trần. Mặc kệ ngươi đã từng nhấc lên bao nhiêu sóng gió, mặc dù nơi này là địa bàn của ngươi, Thiền Thành. Chỉ cần ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta, lão phu nhất định để cho ngươi nhận tội đền tội. Huyền Minh trưởng lão sải bước tiến lên, một chiếc xe gần như lướt qua người ông ta ở trước cửa khách sạn phanh gấp. Anh rể, em đụng phải người rồi. Trong xe, Tống Thu hô to, lão già kia thật xấu. Tống Thu rất tức giận, xe của hắn đã sắp đến cửa khách sạn Hoa Đằng, đang chậm rãi giảm tốc độ, lão nhân gia tóc bạc này đứng bất động ở cửa, Tống Thu nằm mơ không nghĩ tới. Lão gia hỏa lại đi ra ngoài khi xe của hắn sắp tới, đây là đụng quang minh chính đại. Tống Thu đẩy cửa xuống xe, lúc này trưởng lão Huyền Minh đã lui về phía sau 2 bước, nhướng mày. Ở đây có camera giám sát, Tống Thu trầm giọng mở miệng, nghe thấy không? Cũng không phải Tống Thu không kính dạ yêu trẻ, chẳng qua, Tống Thu từ trước đến nay đối với loại hành vi giả vờ đụng của lão nhân gia này cực kỳ khinh thường. Không thể tưởng được hôm nay mình lại còn tự mình gặp phải. Huyền Minh trưởng lão không muốn so đo với Tống Thu. Lần này mục tiêu đến Thiền Thành chỉ có 1, trưởng lão Huyền Minh không muốn rắc rối. Sở Trần cũng đẩy cửa xuống xe, ánh mắt nhìn thoáng qua trưởng lão Huyền Minh. Khi xe sắp đụng phải Huyền Minh trưởng lão, Huyền Minh trưởng lão phản ứng cực nhanh, ổn định thân thể, điểm này, Tống Thu nhìn không ra, Sở Trần nhìn thấy rõ ràng. Đây là một võ giả, hơn nữa, thực lực cường đại. Ánh mắt Huyền Minh trưởng lão cũng theo bản năng liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, sau khi Sở Trần cùng ông ta lướt qua, trong đầu Huyền Minh trưởng lão một đạo thân ảnh như tia chớp xẹt qua,
vội vàng lấy điện thoại ra, so sánh hình ảnh trong điện thoại, Sở Trần. Huyền Minh trưởng lão thốt ra, vừa mới nói xong nếu Sở Trần xuất hiện ở trước mặt ông ta, nhất định để cho Sở Trần nhận tội đền tội, Sở Trần liền xuất hiện. Nhanh hơn Tào Tháo, Tống Thu nhìn chằm chằm Huyền Minh trưởng lão, ông cũng từng nghe qua đại danh anh dế tôi a. Trong lòng Tống Thu nói, nghe qua còn dám giả vờ đụng. Sở Trần quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Huyền Minh trưởng lão, trùng hợp. Ánh mắt Huyền Minh trưởng lão đột nhiên sắc bén, không nói hai lời, ra tay sắc bén như gió, chim ưng sắc bén. Sở Trần nếu dám đến, liền cỏ chuẩn bị ứng đối đối phương đột nhiên làm khó công kích, nhanh chóng né tránh. Lão gia hỏa lại còn động thủ, Tống Thu không lo lắng, thi triển kỳ lân bộ pháp, không chút do dự liền xông lên. Đánh nhau, tất nhiên phải giúp đỡ. Nhưng mà, Huyền Minh trưởng lão vung tay lên, cũng không quay đầu lại, liền đánh bay Tống Thu ra ngoài. Lúc Tống Thu rơi xuống đất còn lăn hai cái, mới ngồi trên mặt đất, đồng tử mở to đến cực điểm, lão đầu giả vờ đụng, lại mạnh như vậy. Tống Thu cảm giác cả người đều đau đớn. Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói của anh rể nói, lão gia tử không chịu nổi giày vò, em vợ bị giày vò. Tống Thu nhìn Sở Trần. Chuyện xảy ra lúc này, đại khái lại nằm trong dự liệu của anh rể. Đừng nhụt chí, đây chính là võ đạo tông sư thật sự. Thanh âm sỏ, Trần vang lên bên tai Tống Thu. Hôm nay coi như là tự mình trải nghiệm thực lực võ đạo tông sư một chút, sau khi đến quân đội, liền lấy mục tiêu này phấn đấu. Tống Thu nắm chặt nắm tay, gật gật đầu. Trải nghiệm đặc biệt này hôm nay thực sự ấn tượng. Nhân viên bảo vệ của Hoa Đằng lao ra. Quay lại đi, các người không cần xen vào. Sở Trần xua tay, bảo vệ Hoa Đằng nhận ra Sở Trần, hai mặt nhìn nhau, lập tức quyết đoán lui về phía sau. Danh tiếng của Nam Quyền Chi Sư ở Thiền Thành vang dội. Nếu Sở Trần bảo bọn họ trở về, bọn họ đương nhiên phải nhanh chóng lui ra phía sau, dù sao còn có một nguyên nhân, Sở Trần vốn là thái tử gia của Hoa Đằng. Sở Trần nhìn Huyền Minh trưởng lão một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, thân ảnh đột nhiên không hề báo trước lao ra một bên. Muốn chạy, Huyền Minh trưởng lão mắt lộ hàn quang, ông ta nói qua, nếu như Sở Trần dám xuất hiện ở trước mặt ông ta nhất định phải để cho Sở Trần quỳ xuống đền tội. Không chút do dự. Huyền Minh trưởng lão đuổi theo. Mặc dù Sở Trần từng đánh bại võ đạo tông sư phái Bắc Đẩu trên Hương Sơn, nhưng Huyền Minh trưởng lão vẫn tự tin mình có thể bắt được Sở Trần. Luận tư lịch, ông ta ở phái Thiên Cơ bối phận cao nhất. Kỳ môn thuật nghiên cứu hơn phân nửa đời người, sớm đã đạt tới lô hỏa thuần thanh. Trong phái Thiên Cơ, thực lực chiến đấu của ông ta có thể xếp vào top 3, trưởng môn bất ngờ bị giết, thực lực của PPN Zita càng xếp vào top 2, gần với Triệu Trụ. Nhưng Huyền Minh trưởng lão cũng không có xem nhẹ, trong quá trình truy kích Sở Trần, cũng lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Hai võ đạo tông sư phái Bắc Đẩu dẫn đội đến, trong đó có một người họ Phạm tên Trạch Phong. Phạm Trạch Phong là người dẫn dắt đội ngũ võ giả Hương Sơn. Khi nhận được điện thoại của Huyền Minh trưởng lão, Phạm Trạch Phong nhất thời buồn ngủ hoàn toàn hết, ngươi chặn hắn lại, chúng ta lập tức đến. Phương hướng Sở Trần rút lui là một khoảng đất trống lớn phía sau khách sạn Hoa Đằng. Khu đất bất động sản này tạm thời được khách sạn Hoa Đằng sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời. Thân ảnh Sở Trần giống như nhanh như chớp, anh muốn tìm một nơi thích hợp để chiến đấu. Nếu đã tới Hoa Đằng, anh sẽ cùng đội ngũ này kết thúc. Mục đích của Sở Trần là bãi đỗ xe tạm thời xa xa trống trải, không có xe, nhưng mà, bỗng nhiên, phía sau Sở Trần truyền đến một cỗ cuồng phong cấp bách, cuồng phong gào thét, dựa theo khí thế mãnh liệt, một mảnh cảm giác đen ngòm áp chế. Sở Trần đột nhiên quay đầu lại, một chiếc xe rõ ràng là bay bổng lên, vọt tới phía hắn, một màn này bị Tống Thu từ xa cũng chạy tới nhìn thấy, trợn mắt há hốc mồm, đã sớm nghe nói chiếc xe thắng không ăn, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua nó biết bay a. Sở Trần né tránh giữa lúc tốc độ ánh sáng, xe nặng nề nện trên mặt đất. Phái Thiên Cơ, thuật cách không khống chế vật, có thể trực tiếp khống chế một chiếc xe, đủ thấy thực lực của Huyền Minh trưởng lão. Những chiếc xe xung quanh bãi đỗ xe này, tùy thời có thể trở thành binh khí của Huyền Minh trưởng lão. Huyền Minh trưởng lão đã đuổi theo, nhìn Sở Trần, khóe miệng khẽ nhếch lên, thật sự là hoảng hốt chạy bừa, loại nơi này, càng thêm thích hợp phái Thiên Cơ tác chiến. Sở Trần, ta kính nể can đảm của ngươi. Huyền Minh trưởng lão cười tủm tỉm mở miệng nói, biết rõ Nam Hạ chúng ta bắt ngươi, lại chẳng những không có chạy trốn, còn nghênh ngang tự động đưa tới cửa, thừa dịp cường giả phái Bắc Đẩu chưa tới. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi trả Thiên Cơ Huyền Đồ cho phái Thiên Cơ ta, hôm nay ta có thể cho ngươi rời đi.
nếu không, ngươi nên biết rằng bắt đầu đối với địch ý của ngươi. Tôi cũng ngưỡng mộ sự táo bạo của ông. Sở Trần híp mắt, biết rõ Thiền Thành là địa bàn của tôi, cũng dám đến Dương Oai. Địa điểm của ngươi, Huyền Minh trưởng lão nở nụ cười. Chỉ là một tiên thiên võ giả, cũng dám ở trước mặt võ đạo tông sư vẽ đất làm vua. Không biết trời cao đất dày. Huyền Minh trưởng lão đột nhiên vung tay lên, bỗng nhiên, hai chiếc xe trống rỗng bay lên, một trái một phải, nện về phái Sở Trần, những chiếc xe này hôm nay nhìn hoàng lịch ra ngoài a. Sở Trần một bên né tránh, một bên thầm than, lại gặp được quý nhân, lấy cơ hội cũ đổi mới. Đương nhiên, những chiếc xe này Sở Trần sẽ không để Huyền Minh trưởng lão đập nát chúng. Đợi đánh bại ông ta, nên bồi thường bao nhiêu, liền bồi thường gấp 10 lần. Âm thanh va chạm của xe làm rung chuyển màng nhĩ. Tống Thu không dám tới gần, nhìn từ xa, cảm nhận được sự cường đại của võ đạo tông sư. Đồng thời, Tống Thu cũng đang chờ đợi sự phản kích của anh rể. Sở Trần không để hắn chờ lâu, thân ảnh bỗng nhiên như sấm xông lên, bùa trong lòng bàn tay, lôi quang lóe ra, trong nháy mắt liền tới gần Huyền Minh trưởng lão. Nhưng Huyền Minh trưởng lão sớm đã có chuẩn bị, thân thể lui về phía sau. Không cùng Sở Trần đánh cận chiến. Phương hướng chiến lược của Huyền Minh trưởng lão rất rõ ràng. Thuật cách không khống chế vật, chính là sát khí lớn để chiến đấu đường dài. Bãi đỗ xe này, rất thích hợp để ông ta thi triển uy lực thuật cách không khống chế vật đến vô cùng nhuần nhuyễn. Huyền Minh trưởng lão lui ra phía sau, lại khống chế xe đập về phía Sở Trần. Sở Trần bị ép lui về phía sau, khóe miệng Huyền Minh trưởng lão hơi nhếch lên. Cứ tiếp tục như vậy, không cần đợi Phạm Trạch Phong chạy tới, ông ta có thể bắt được Sở Trần. Tiếng động vang vọng không ngừng, Tống Thu nhìn từ xa, ánh mắt lộ ra vẻ mờ, đồng thời nắm chặt nắm tay, ông già này thực sự quá lợi hại. Đồng tử Tống Thu bỗng nhiên nhanh chóng ngưng động lại, hắn thấy rồi, phía sau lão đầu có một chiếc xe bị hỏng phanh trong lời đồn, vào lúc này lại không hề báo trước, đột ngột động. Tốc độ cực cao, lao về phía lão đầu, bay, bay, thanh âm Tống Thu đều lắp bắp, chiếc xe này quả nhiên biết bay. Khi Huyền Minh trưởng lão ý thức được phía sau truyền đến nguy hiểm, đã không còn kịp nữa rồi. Cả người bị xe va chạm bay ra ngoài, cách đó chừng 10 mét mới ngã xuống đất. Tôi đã nói rồi, đây là địa bàn của tôi. Sở Trần đi về phía Huyền Minh trưởng lão. Sắc mặt Huyền Minh trưởng lão kinh hãi, dây dụa đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm Sở Trần. Ngươi, làm sao ngươi cũng biết thuật cách không khống chế vật? Cái gì thuật cách không khống chế vật, nói bậy. Sở Trần giơ tay lên. Ba phương hướng phía sau trái phải của trưởng lão Huyền Minh, đều có một chiếc xe từ từ trôi nổi lên, chúng tôi đều chỉ là người khuân vác của thiên nhiên. Huyền Minh trưởng lão cảm giác đầu óc đều muốn nổ tung, cả người tóc dựng thẳng lên. Trình độ nắm giữ thuật cách không khống chế vật trước mắt này, không hề dưới ông ta chút nào, thậm chí còn hơn. Nhưng thuật cách không khống chế vật vật của phái thiên cơ, cũng không truyền ra ngoài, hắn làm sao học được. Còn tu luyện đến mức này, ít nhất cần 20 năm khổ tu. Hắn là từ lúc trong bụng mẹ bắt đầu học thuật cách không khống chế vật. Cả người Huyền Minh trưởng lão đều bị vây trong trạng thái choạng vạng. Mắt thấy ba chiếc xe sắp đập ông ta thành thịt sốt, Huyền Minh trưởng lão bỗng nhiên giật mình, ánh mắt kinh hãi, thân thể đột nhiên nhảy lên cao, khó khăn lắm tránh thoát ba chiếc xe hợp đụng, bộc phát ra tiếng chấn động ầm ầm, ông lại phá hủy ba chiếc xe khác. Sở Trần nhìn Huyền Minh trưởng lão, ông nhớ rõ phải bồi thường. Thần sắc Huyền Minh trưởng lão trầm xuống. Lúc này, Tetehu ở xa xa cả người đều cao trào. Anh rể cũng sẽ có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Quá mạnh mẽ, khi nghe thấy Sở Trần muốn Huyền Minh trưởng lão bồi thường tiền, trong lòng Tống Thu sinh ra một ý nghĩ không lớn. Một lúc lâu sau, Tống Thu quyết đoán xoay người, trở lại cửa lớn Hoa Đẳng. Hắn sẽ lái xe của mình, cơ hội không thể mất, mất không còn đến. Cơ hội đổi cũ lấy mới. Không phải ngày nào cũng có thể gặp được quý nhân. Khi Tống Thu lái xe xuất hiện, Sở Trần cùng Huyền Minh trưởng lão đều theo bản năng nhìn qua, Huyền Minh trưởng lão cho rằng đám người Phạm Trạch Phong đến, nhưng không nghĩ tới, người xuống xe lại là thanh niên vừa rồi đi cùng Sở Trần, chỉ thấy thanh niên này dừng xe ở bên cạnh mình, sau đó vẻ mặt hưng phấn xuống xe bỏ chạy. Trưởng lão Huyền Minh, ông ta đột nhiên cảm thấy như mình đã bị sỉ nhục. Ông già, dùng xe của tôi đập anh ấy, xe của tôi mạnh. Tống Thu hô to, trưởng lão Huyền Minh giận tím mặt. Trực tiếp điều khiển chiếc xe Tống Thu vừa mới lái ra, nện tới phía Tống Thu, trong mắt Tống Thu ngây ngốc, trong nháy mắt cả người căng thẳng. Ăn dưa phải cẩn thận, không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng. Giữa lúc tốc độ ánh sáng, một bên khác, một chiếc xe bay đi,
hai chiếc xe va chạm giữa không trung, ầm ầm động đất vang lên, đồng thời rơi xuống đất, song song báo phế. Tống Thu cố nén vui sướng trong lòng, giận dữ mắng Huyền Minh trưởng lão, lão đầu, bồi thường tiền. Huyền Minh trưởng lão cảm giác Tống Thu đang cố ý nhục nhã ông ta, lần nữa nổi giận trùng kích. Ông ta vừa rồi phán đoán không sai, cái chỗ này, đúng là bảo địa phong thủy có thể thi triển thuật cách không khống chế vật, nhưng mà, tinh thông thuật cách không khống chế vật, cũng không chỉ có một mình ông ta. Thuật cách không khống chế vật của Sở Trần, cư nhiên so với ông ta càng mạnh hơn. Bụp, bụp, Huyền Minh trưởng lão chật vật vô cùng, sốt cục, xa xa mấy đạo cường giả khí tức gào thét mà tới. Huyền Minh trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi thất sách rồi, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào vẽ đất làm vua. Chuyện đã đến nước này, Huyền Minh trưởng lão không thể không thừa nhận, Sở Trần mặc dù còn chưa phải võ đạo tông sư, thực lực của anh không kém võ đạo tông sư tầm thường. Hắn ở Hương Sơn đánh bại võ đạo tông sư phái Bắc Đẩu, tuyệt đối không phải may mắn. Loại kỳ môn yêu nghiệt này, vì sao không phải xuất hiện ở phái Thiên Cơ? Ánh mắt Huyền Minh trưởng lão xuất hiện ghen tị, đồng thời cũng tràn qua một đạo sát khí. Lần này, phái Thiên Cơ đã dốc toàn lực mà ra, Sở Trần nhất định phải chết. Nếu không, một khi để cho Sở Trần bước vào cấp độ võ đạo tông sư, giới võ giả, người có thể đối phó anh, càng giống như đồ vật quý hiếm, ít lại càng ít. May mắn, chi viện đã đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đông đảo võ giả do Phạm Trạch Phong dẫn đầu đã chạy tới. Tổng cộng có 20-30 người, bao gồm các đại phái chính thống, phàm là tham gia giao lưu hội Hương Sơn, đều phái ra đại diện. Trong đó, ngoại trừ Huyền Minh trưởng lão ra, còn có 5 võ đạo tông sư. Đội hình khổng lồ chưa từng có. Huyền Minh trưởng lão khuôn mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Sở Trần. Ý tứ rất rõ ràng. Có bản lĩnh, ngươi lại vẽ đất làm vua. Tống Thu đứng ở xa xa, nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt mở to. Cư nhiên nhiều người khinh người ít. Tống Thu suy nghĩ một chút, đi tới bên cạnh Sở Trần, anh rể, em đến giúp anh. Lùi lại, được rồi, Tống Thu quyết đoán lui. Hắn đối với thực lực của mình vẫn có tự biết, đứng lên chỉ là tỏ rõ thái độ của mình. Nhưng tuyệt đối không thể làm gánh nặng của anh rể. Tống Thu ngẩng đầu nhìn thoáng qua địa hình xung quanh, trong lòng cân nhắc, nếu anh rể không địch lại mọi người vây đánh, mình có thể có một tia cơ hội cứu anh rể ra ngoài hay không? Người tới vây quanh Sở Trần. Phạm Trạch Phong nhìn thoáng qua Huyền Minh trưởng lão, thần sắc hơi kinh ngạc, chợt nhìn chằm chằm Sở Trần, khó trách ngay cả Bạch Khâm Trì cũng bại trong tay ngươi, quả nhiên không tầm thường. Sở Trần, người phạm phải 5 tội công nhiên phá hư quy củ võ giả, không để ý đến việc triệu tập đại hội võ giả. Hôm nay chúng ta tự mình xuống bắt ngươi, nếu ngươi thức thời mà nói, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Một người trực tiếp hét lớn, giống như không thể chờ đợi được để thể hiện bản thân trước mặt phái Bắc Đẩu. Ánh mắt Sở Trần liếc qua, ngươi là môn phái nào? Người này sửng sốt một chút, nghĩ đến thân phận của Sở Trần, vị trước mắt này cũng không phải là người bình thường, thiên hạ đệ nhất kỳ môn thiếu chủ Cửu Huyền Môn. Đổi lại là ngày thường, đại phái chính thống mặc dù xem thường môn phái kỳ môn, nhưng cũng tuyệt đối không dám đắc tội đệ tử Cửu Huyền Môn. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua một tia kiêng kỵ, lập tức nhìn về phía Phạm Trạch Phong, lại giống như rót vào một liều thuốc mạnh, thẳng lưng, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, lão phu Thiên Tàm phái trưởng lão, Ngô Tịch Quân. Sở Trần híp cười, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Khuôn mặt Ngô Tịch Quân theo bản năng biến ảo một chút. Những lời Sở Trần nói ra, làm hắn có loại cảm giác lạnh xương cốt. Phạm Trạch Phong xua tay, thản nhiên nói, Ngô trưởng lão là hưởng ứng phái Bắc Đẩu triệu tập, làm chuyện chính nghĩa, nếu ngươi cố ý ghi thù, vậy thì như thế nào? Tương lai Cửu Huyền Môn nếu muốn nhằm vào phái Thiên Tàm, phái Bắc Đẩu ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Ngô Tịch Quân mừng rỡ, ánh mắt phát sáng. Mặc dù Cửu Huyền Môn được xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, trong mắt môn phái chính thống, cũng thuộc về tà đạo. Đắc tội với một tà đạo, có thể được phái Bắc Đẩu chú ý, quả thực rất đáng giá. Không sai, bên cạnh có người càng thêm khẩn cấp, ta làm chuyện chính nghĩa, không sợ Cửu Huyền Môn ghi thù, ta là môn chủ Vân Hổ Môn, Dương Hổ Huy. Ánh mắt Sở Trần đảo qua, xem ra, các người đều giống nhau. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Sở Trần, trực tiếp một lời không hợp liền động thủ. Có phái Bắc Đẩu chống lưng, bọn họ không sợ hãi. Tiểu Thu, Sở Trần hô một tiếng, Tống Thu vội vàng phục hồi tinh thần, anh rể nói đi. Phái Thiên Tàm và Vân Hổ Môn, trước tiên giúp tôi dùng quyển sổ nhỏ ghi nhớ lại. Sở Trần híp cười nói,
Lễ nghi truyền thông Trung Quốc chú ý có qua có lại, ngày khác có cơ hội, những môn phái này, ta sẽ hỏi thăm từng người một. Đám người này không chỉ ra lệnh ở Hương Sơn, sau khi mình không để ý tới, lại còn trực tiếp xuống phía Nam, thế tới mãnh liệt, còn công khai tuyên dương, e sợ thiên hạ không biết. Bất kể là bọn họ thật sự muốn nhân cơ hội trả thù, hoặc là muốn thông qua phương pháp này thăm dò ra tung tích đạo tặc Hỏa Yến, bất luận nguyên nhân nào cũng được, Sở Trần đều nhớ kỹ bọn họ. Phật cũng tức giận, huống chi, tính cách Sở Trần chưa từng theo đạo Phật. Đối xử với kẻ thù, không có tính Phật để nói. Tống Thu đáp lại, ánh mắt đám người Ngô Tịch Quân nhìn nhau. Sở Trần thật sự quá bình tĩnh, giống như bây giờ người bị bao vây không phải là hắn. Chẳng lẽ hắn đối với tình cảnh lúc này của mình không có một chút uy hiếp sao? Trước tiên bắt được hắn, mang về Hương Sơn rồi nói sau. Dương Hổ Uy Trấn Thanh mở miệng, đồng thời một bước tiễn lao ra. Đại diện cho đội ngũ võ giả Hương Sơn, ngoại trừ hai võ đạo tông sư và trưởng lão Huyền Minh phái Bắc Đầu ra, ba tông sư võ đạo còn lại, chính là hộ pháp phái Thiên Tàm Ngô Tịch Quân và môn chủ Vân Hổ, cùng với hộ pháp Ưng Trảo Môn, Thiết Đinh Trình. Võ đạo tông sư còn lại, cũng là đại diện của các môn phái đại chính thống. Tuy rằng không có võ đạo tông sư xuất hiện ở Hương Sơn, nhưng cũng thể hiện thái độ của bọn họ. Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay chùm chuyện N. Việt Nam Dương Hổ Uy thân hình to lớn cường tráng, cơ bắp toàn thân đều có loại cảm giác tràn ngập lực bộc phát. Mỗi một quyền vung ra, đều có gió lớn gào thét, hình thành thế phục hổ. Phục hổ quyền của Vân Hổ Môn, nghi ngờ truyền thừa từ Phật giáo Hàng Long phục hổ quyền, nghe nói người sáng lập Vân Hổ Môn từng là đệ tử Phật giáo, bởi vì phạm tội Phật giáo, bị trục xuất khỏi Phật Gia Xô, về sau mới sáng lập Vân Hổ Môn, khai tông lập phái. Sở Trần vừa mở miệng. Một bên nghiêng người tránh né công kích của Dương Hổ Uy, Dương Hổ Uy kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Trần lại đối với quá khứ của Vân Hổ Môn cùng với bộ sách võ thuật thuộc như lòng bàn tay, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dương Hổ Uy làm sao có thể biết được, bên trong Cửu Huyền Môn, có một chỗ tàng thư các nơi lưu trữ tất cả những tuyệt học võ công thiên hạ. Đó là 9 đại cường giả Cửu Huyền Môn thỉnh thoảng từ bên ngoài lấy được, tích lũy lại, ít nhất toàn bộ võ công tuyệt học võ giả giới 7 thành. Chỉ cần không phải là một số bí ẩn cao nhất, trong tàng thư các Cửu Huyền Môn, tất cả đều có. Bao gồm phục hổ quyền của Vân Hổ Môn. Đối với Cửu Huyền Môn mà nói, môn phái Vân Hổ Môn không tồn tại bất kỳ bí mật nào. Từ khách quan mà nói, Vân Hổ Môn ở trong đại phái chính thống, thực lực không tính là yếu, có thể sánh vai với phái Thanh Dương, nhưng so sánh mặc dù có thừa, so với, thật sự là không lọt vào được mắt thần của Cửu Huyền Môn. Sở Trần một bên né tránh công kích của Dương Hổ Uy, một bên nói về tình huống phục hổ quyền Vân Hổ Môn, thậm chí thỉnh thoảng chính mình cũng đánh ra một chiêu phục hổ quyền. Đối với Dương Hổ Uy mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhục nhã thật lớn. Dương Hổ Uy giận tím mặt, trùng kích Sở Trần. Hắn là võ đạo tông sư sức lực mạnh mẽ, về mặt sức lực, Sở Trần không cùng hắn cứng đối cứng. Sở Trần thi triển thân pháp, linh hoạt biến động, Dương Hổ Uy đối với hắn đành bó tay. Dương môn chủ, ta đến giúp ngươi một tay. Ngô Tịch Quân hét lớn xông lên, đồng thời lên tiếng mở miệng, Sở Trần, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ có 5 tội, hiện tại phải thêm một tội danh khác, trộm cắp tuyệt học của phái Vân Hổ, tội thêm một bậc. Sở Trần thi triển nghênh phong liễu bộ, sức lực một mình, cùng hai đại tông sư Chu Toàn, đồng thời, cất cao tiếng mở miệng, phái Thiên Tàm, lại nói tiếp, so với sáng lập Vân Hổ Môn, phái Thiên Tàm có vẻ càng thêm truyền cảm hứng một chút. Người sáng lập phái Thiên Tàm vốn là con cháu nhà nông nuôi tằm, từ nhỏ đã mang theo giấc mộng võ thuật, lại nhiều lần bởi vì tư chất quá kém mà bị cự tuyệt, bất đắc dĩ, chỉ có thể một mình ở nhà hỗ trợ nuôi tằm, một bên tự mình cân nhắc võ thuật, cho đến trong lúc vô tình. Thông qua quỹ tích hoạt động của Tằm ngộ ra công pháp Thiên Tàm, cuối cùng sáng lập ra phái Thiên Tàm. Cũng được coi là một huyền thoại. Sở Trần liếc mắt nhìn Ngô Tịch Quân một cái, đáng tiếc. Đời sau của hắn tựa hồ luyện không đến 3 phần 10 uy lực của Thiên Tàm công pháp. Sắc mặt Ngô Tịch Quân không khỏi biến đổi mạnh mẽ. Lúc này, thân ảnh Thiết Đinh Trình vừa định ra tay cứng rắn dừng lại. Hắn có chút lo lắng Sở Trần nói ra chuyện xưa của Ưng Trảo Môn cùng với bí mật của Ưng Trảo Công. Ưng Trảo Môn kia, ngươi cho rằng không ra tay ta liền nhìn không ra cách của ngươi sao? Sở Trần nói, một đám thợ săn ban đầu của phái Ưng Trảo, nghề nghiệp săn bắn, cho đến một ngày. Một thợ săn trong đó, lúc đi săn đã xông vào một thôn, còn đuổi theo một con diều hâu tiến vào nhà quả phụ ở cửa thôn, sau khi thợ săn đi vào, lão hồ đi ra đã là Ưng Trảo Công lớn.
Thiết Đình Trình mặt trực tiếp đen sâu, hàm tức xông lên, người lại bôi nhọ ưng chảo môn ta. Xa xa, ánh mắt Tống Thu tràn ngập hâm mộ. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên rất muốn học tập ưng chảo công. Không vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì hắn ngưỡng mộ tinh thần săn bắn của thợ săn. Lúc này, Huyền Minh trưởng lão cười lạnh. Sở Trần không biết tốt xấu gì, lúc này còn chọc giận Tam Đại Tông Sư. Hắn có yêu nghiệt đến đâu, cũng không có khả năng dựa vào thực lực của tiên thiên võ giả, một mình lực chống lại Tam Đại Tông Sư. Thật là một đại phái chính thống. Lúc này, xa xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười to, Tam Đại Tông Sư vây công một tiên thiên thanh niên, truyền ra ngoài, nhất định cũng thành một đoạn giai thoại a. Giọng nói của Kiều Thương Sinh, Ngũ Đại Tông Sư Dược Cốc, cùng với hơn 10 đệ tử tiên thiên, chạy tới. Từng đạo thân ảnh phá không mà đến, đội ngũ Dược Cốc, lĩnh hàm chính là Ngũ Đại Tông Sư. Khuôn mặt Phạm Trạch Phong trầm xuống. Sau khi bọn họ xuất phát, quả thật nghe thấy tiếng phát ra của Dược Cốc, cũng không để ở trong lòng. Địa vị của Dược Cốc tuy rằng đặc biệt, nhưng Phạm Trạch Phong cho rằng, Dược Cốc còn chưa đến mức vì một Sở Trần mà đối nghịch với phái Bắc Đầu. Nhưng trước mắt, Tông Sư Dược Cốc, cư nhiên thật sự đến. Câu đầu tiên mang theo sự trào phúng. Tam Đại Tông Sư vây công tiên thiên, đây là giai thoại gì? Tam Đại Tông Sư cơ hồ đồng thời lui về phía sau, Sở Trần cũng nhìn về phía đội ngũ Dược Cốc. Kiều trưởng lão, Sở Trần mỉm cười, các người tới vừa lúc. Một bên, Tống Thu trong tay còn cầm quyển sổ nhỏ, phía trên đã ghi chép ba môn phái. Giờ phút này, thần sắc Tống Thu phát sáng, kích động vô cùng, khó trách anh rể bình tĩnh như vậy, thì ra, anh rể cũng có viện quân. Tống Thu đại khái so sánh một chút, tuy rằng không biết cảnh giới cụ thể của hai bên, nhưng từ biểu tình của đội ngũ chính nghĩa này có thể đoán ra đại khái, hiện tại thực lực hai bên, sẽ không chênh lệch quá lớn. Kiều Thương Sinh, ánh mắt Phạm Trạch Phong lạnh lùng, chậm rãi nói, chuyện này, Dược Cốc nhất định phải tham dự. Kiều Thương Sinh không muốn đùa giỡn với Phạm Trạch Phong, trực tiếp mỉm cười xua tay, mời. Ngũ Đại Tông Sư Dược Cốc, hơn nữa thêm Sở Trần có thực lực không thua kém cấp bậc Tông Sư. Chiến lực đỉnh phong dư hai bên cơ hồ ngang bằng, chỉ cần sơ sẩy một chút, nói không chừng còn có thể dẫn đến đại biểu võ giả Hương Sơn thất bại tan tác mà quay trở về. Họ không thể thua, phải biết rằng, cả giới võ giả đều đang nhìn bọn họ. Lấy danh nghĩa đại phái chính thống, xuống phía nam bắt được đệ tử kỳ môn Sở Trần. Đây có lẽ là lần va chạm kịch liệt nhất giữa giới võ giả chính thống và kỳ môn trong 10 năm gần đây. Phái Bắc Đầu đã bại ở Hương Sơn một lần, nếu lần này lại bại, địa vị của phái Bắc Đầu trong lòng giới võ giả chính thống sẽ tụt dốc không phanh. Ánh mắt Phạm Trạch Phong nhìn chăm chú vào Kiều Thương Sinh, nghe nói đạo tặc Hỏa Yến tinh thông tuyệt học các đại môn phái, nhưng theo ta hiểu được, tuyệt học Dược Cốc, đạo tặc Hỏa Yến tựa hồ chưa từng sử dụng qua, đây có phải là có chút bịt tai trộm chuông hay không? Khóe miệng Sở Trần khẽ giật giật, quả nhiên, Dược Cốc đã trở thành đối tượng hoài nghi. Kiều Thương Sinh ngược lại không suy nghĩ nhiều, cười ha hả, xem ra, tội danh của Dược Cốc cũng đã định ra rồi. Ta chỉ muốn lĩnh giáo một chút, năng lực của Tông Sư Dược Cốc. Ánh mắt Phạm Trạch Phong sắc bén. Ta nói rồi, Sở Trần hôm nay thất sách rồi. Huyền Minh trưởng lão đột nhiên mở miệng, khuôn mặt hiện lên ý cười, người của chúng ta đến rồi. Bảy đạo thân ảnh phá không mà tới. Bảy đạo khí tức, tất cả võ đạo tông sư. Một màn này, không chỉ làm cho đám người Kiều Thương Sinh mặt dài biến đổi, mà ngay cả đám người Phạm Trạch Phong cũng toát ra kinh ngạc. Dương Hổ Uy càng trực tiếp thán phục, truyền thừa phái Thiên Cơ có lịch sử lâu đời, mặc dù bây giờ thoạt nhìn nghèo túng, nhưng nội tình thật sự mạnh a. Hơn nữa lời của Huyền Minh trưởng lão, hiện giờ xuất hiện võ đạo tông sư phái Thiên Cơ ước chừng 8 người. Hắn không biết lúc này không phải là tất cả võ đạo tông sư của phái Thiên Cơ, nhưng Dương Hổ Uy tự hỏi, trên dưới Vân Hổ Môn cũng không có nhiều võ đạo tông sư như vậy. Sở Trần, người đoạt Thiên Cơ huyền đồ ta, hại đệ tử Thiên Cơ ta, giết trưởng môn phái Thiên Cơ ta. Triệu Trụ ánh mắt như kiếm, một khoản món nợ này, cũng đã đến lúc phải thanh toán rồi. Triệu Trụ chậm rãi đi về phía Sở Trần, không chút nào che giấu địch ý trong mắt. Cường giả phái Thiên Cơ dốc hết mà ra, chỉ vì một người trước mắt. Tầm mắt Sở Trần híp lại. Chuyện giữa anh ở thành phố Riyadh cùng trưởng môn Thiên Cơ, phái Thiên Cơ cư nhiên hiểu rõ. Chỉ có điều, trưởng môn Thiên Cơ bị Liễu Tỷ Tỷ đánh bại, cuối cùng chết thảm dưới súng lính đánh thuê mình bồi dưỡng, tên này rõ ràng chính là đang nói bậy. Sở Trần lười đi suy đoán dụng ý của đối phương, anh đã nhìn thấy xa xa có một người đi tới. Tào Phong quả nhiên không làm anh thất vọng a. Giang Khúc Phong một thân áo đen dài đen, thần sắc lãnh khốc,
từ xa mà đến, đứng ở trên nóc xe của một chiếc xe trong bãi đỗ xe, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua, bỗng nhiên đưa tay ra, ta có thể đánh hai người. Đương nhiên không phải nói ra, Giang Khúc Phong đã dùng giấy bút viết trước. Đây là phương thức trao đổi linh cơ nhất động của hắn, trước khi đánh nhau hai bên cũng không thể ép uy chát nhau. Phong ca, hai người này giao cho ngươi. Sở Trần chỉ vào Phạm Trạch Phong và một tông sư võ đạo phái Bắc Đẩu khác bên cạnh hắn. Giang Khúc Phong thu hồi tờ giấy này lại, lật tay, giống như biến tấu, một tờ giấy khác xuất hiện, chữ lớn phía trên hiện ra trước mặt mọi người, mặt trên viết, thả ngựa lại đây. Luận về thu hút thù hận, vẫn là Phong ca còn hơn một bậc, Sở Trần sùng bái. Phạm Trạch Phong và một tông sư võ đạo phái Bắc Đẩu khác đã ra tay. Bọn họ không biết thân phận của Giang Khúc Phong, nhưng nếu đối phương muốn một người đánh hai người bọn họ liền dứt khoát thành toàn. Đại chiến bùng nổ, xã hội Phong ca ta, người tàn nhẫn không nhiều lắm. Giang Khúc Phong xuất hiện chưa đầy một phút, trận chiến giữa hai bên đã nổ ra. Giang Khúc Phong dẫn hai võ đạo tông sư phái Bắc Đẩu Phạm Trạch Phong sang bên kia, một mình chống lại hai đại tông sư. Triệu Trụ trước tiên đánh về phía Sở Trần, sau khi Triệu Huyền Phong chết, hắn có thể nói là đệ nhất cao thủ phái Thiên Cơ. Nhưng mà, lúc này, một đạo thân ảnh giống như từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, cùng Triệu Trụ đối oanh một trường. Triệu Trụ lui về phía sau một đoạn, nhắm mắt nhìn lại, một đạo thân ảnh trường bào, trang phục kỳ quái, trên đầu còn mang theo khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt. Không rõ danh tính, chỉ thấy người này nhặt tờ giấy của Giang Khúc Phong trên mặt đất lên, thả ngựa đến đây. Trong mắt Triệu Trụ có lửa, tức giận không thể lay chuyển, trong lúc giơ tay lên, khống chế một chiếc xe, ném về phía người đàn ông bí ẩn thân trường bào. Người đàn ông bí ẩn áo trường bào nhân khí tức hùng hậu, thực lực khổng lồ, dĩ nhiên không có tránh né, mà là hai tay tiếp nhận xe, ném tới Triệu Trụ. Triệu Trụ kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, thần sắc âm trầm hẳn lên, Huyền Minh trưởng lão, chúng ta cùng nhau đối phó người này. Một mình hắn không phải là đối thủ. Triệu Trụ trong lòng khiếp sợ vô cùng, bên người Sở Trần, làm sao có thể có nhiều võ đạo tông sư cường đại như vậy. Người vừa rồi xuất hiện một mình chiến đấu với hai đại cao thủ phái Bắc Đẩu, mà hiện tại, người đàn ông bí ẩn mặc trường bào cũng một mình ngăn trở công kích của Triệu Trụ và Huyền Minh trưởng lão. Hai người này cơ hồ đã ngăn trở một nửa lực công kích của bọn họ. Còn lại tam đại võ đạo tông sư phái Thiên Tàm, Ưng Trảo môn cùng với Vân Hổ môn cộng thêm sáu đại tông sư phái Thiên Cơ tới gần Sở Trần. Thấy thế, năm đại tông sư Dược Cốc cũng đều xông lên. Luận về số lượng tông sư, Sở Trần bên này còn ở vào hoàn cảnh bất lợi, nhưng tông sư cấp bậc cường đại của đối phương bị Giang Khúc Phong cùng người bí ẩn mặc trường bào kiềm chế. Trong năm đại tông sư Dược Cốc, trong đó có một người tiếp cận cấp bậc tông sư đỉnh phong, một mình hắn ngăn trở bước chân của Dương Hổ Huy và Ngô Tịch Quân. Kiều Thương Sinh chống lại môn chủ Ưng Trảo môn Thiết Đinh, cũng không rơi vào thế hạ phong. Ba đại tông sư còn lại của Dược Cốc đều chống lại tông sư phái Thiên Cơ. Dù là như thế, cuối cùng nhào tới trước mặt Sở Trần, vẫn còn có tam đại tông sư, trong đó có Lâu Ngụy từng lẻn vào trang viên Tống gia. Lâu Ngụy giờ phút này thần sắc ngưng trọng đến cực hạn. Bên người Sở Trần xuất hiện nhiều trợ thủ như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác không ai là vị bảo mẫu xuất hiện ở trang viên Tống gia kia. Điều này có nghĩa là, Sở Trần còn lưu lại hậu thủ. Lâu Ngụy đại khái phán đoán tình thế lúc này. Nếu bảo mẫu của Sở Trần xuất hiện, không nghi ngờ gì nữa, bọn họ sẽ sụp đổ. Tốc chiến tốc thắng, Lâu Ngụy hét lớn, Lâu Ngụy có loại cảm giác mọi người đều say độc tình. Có lẽ trong mắt đám người Phạm Trạch Phong, mặc dù Dược Cốc nhúng tay vào, lại có hai cường giả thần bí trọ, giúp, nhưng thực lực chỉnh thể của mình còn chiếm cứ phía trên, muốn đối phó Sở Trần không khó, kỳ thật. Nhưng cũng không, bọn họ cũng không biết vị Liễu bảo mẫu bộ dạng bình thường không có gì đáng sợ kia. Mình ở dưới tay cô không qua được một chiêu. Vì vậy, cần phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho Liễu bảo mẫu cơ hội lên sân. Lâu Ngụy vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, cho dù là 3-1, giờ phút này hắn đều vô cùng khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Chỉ sợ phức tạp, biến cố chợt hiện, Sở Trần thi triển nghênh phong Liễu bộ, tránh né tam đại tông sư tiến công. Thế cục trên sân anh rất hiểu rõ, cuối cùng xuất hiện người thần bí mặc trường bào nhân kia, Sở Trần cũng đoán được thân phận của đối phương, Bách Hoa Cung Chủ, Liễu Khai Hoành. Có Giang Khúc Phong cùng Liễu Khai Hoành ra tay, áp lực của Sở Trần cùng Dược Cốc Tông Sư giảm đi rất nhiều, tuy rằng chỉ là cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, nhưng Sở Trần phát huy ra sức chiến đấu không hề thua kém Tông Sư tầm thường,
bởi vậy lại xuất hiện cảnh Tam Đại Tông Sư vây công một mình anh, mà Sở Trần, dựa vào tuyệt diệu nghênh phong liễu bộ, đồng thời tránh né công kích, khống chế xe cộ, trầm trọng gào thét, nện về phía Tam Đại Tông Sư. Trong lúc nhất thời, Sở Trần lấy lực cảnh giới tiên thiên đỉnh phong địch với Tam Đại Võ Đạo Tông Sư, lại không rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến Lão Ngụy Việt Chiến càng sốt ruột, cứ tiếp tục như vậy đối với bọn họ có hại không có lợi. Không thể kéo dài thêm nữa. Lâu Ngụy Trấn Thanh mở miệng, toàn lực ứng phó. Liễu Bảo Mẫu khiến hắn vô cùng kiêng kỵ Maxi không hiện thân, điều này làm Lâu Ngụy càng thêm bất an. Tam Đại Tông Sư đồng thời bộc phát, Sở Trần lập tức giống như một chiếc thuyền nhẹ đang ở trong cuồng phong bão táp, lung lay sắp đổ. Tống Thu đứng ở xa xa, nắm chặt hai tay, khẩn trương nhìn đánh nhau. Võ Đạo Tông Sư trở xuống, đệ tử Dược Cốc cùng võ giả Hương Sơn tới cũng tranh đấu. Một cuộc hỗn chiến, cũng may quản lý khách sạn Hoa Đằng quyết định nhanh chóng, nhóm người này chiến đấu bắt đầu ra lệnh cho bảo vệ phong tỏa bãi đỗ xe ở khu vực này, xuyên qua cửa sổ tầng cao nhìn hình ảnh bãi đỗ xe, âm thầm cảm thán lực phá hoại của võ phu. Nhiều xe bị hư hỏng như vậy, cũng không biết ai đi cùng. Lại có mấy chiếc xe bị đập phá. Quản lý Hoa Đằng vừa ngạc nhiên vừa thấp thỏm, trong đó có một chiếc là của hắn. Nếu những người này đánh xong bỏ chạy thì sao? Nhưng Thái tử Gia Hoa Đằng đang ở hiện trường, hẳn là sẽ không để ý chứ, các ngươi làm sao đập lung tung. Lâu Ngụy giống to, mấy hiệp sau, bọn họ mới ý thức được, đang sử dụng thuật cách không khống chế vật để đập bọn họ, dĩ nhiên là Sở Trần. Một đệ tử cửu huyền môn, luyện tuyệt học phái thiên cơ đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Đám người Lâu Ngụy cảm thấy không thể tin được, toàn lực trùng kích, thân ảnh Sở Trần xuyên qua, đầu ngón tay bỗng nhiên ngân châm lóe ra. Kim châm độ mệnh thuật. Sở Trần vẫn dùng nó để cứu người, nhưng giờ khắc này, đây là thuật giết người. Xèo, 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 ngân châm bất thình lình bắn ra, trong đó một tông sư không kịp phản ứng, kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực mình lại, truyền đến đau nhức, chợt kêu thảm thiết ngã lăn lộn trên mặt đất. Lâu Ngụy kinh hãi, Tam Đại tông sư liên thủ, chẳng những không có bắt được Sở Trần, ngược lại để cho Sở Trần trộm dùng ngân châm tập kích một người trong đó. Bùa định thân. Lâu Ngụy bỗng nhiên ném ra một tấm bùa, ném qua Sở Trần. Linh phù quang mang đại thịnh, trình độ quen thuộc của Sở Trần đối với bùa vượt trội trên mỗi người ở đây, anh 18 tuổi đã thử nghiên cứu bùa vượt qua cấp bậc thượng phẩm, bùa trấn hồn, mặc dù cuối cùng ngược lại bị bùa trấn hồn trấn áp anh, ngây ngô trải qua 5 năm, nhưng điều này đủ để nói rõ trình độ hiểu bùa thuật của Sở Trần. Trong nháy mắt bùa định thân xuất hiện, Sở Trần cũng xuất ra một tấm bùa, hỏa quang chợt hiện. Trong nháy mắt liền cắn nuốt hết bùa định thân. Lâu Ngụy cũng không nghĩ tới bằng vào một bùa hạ phẩm có thể ảnh hưởng đến đệ tử cửu huyền, hắn chỉ là lắc lư một chiêu, cùng tên võ đạo tông sư kia liếc nhau một cái, trong tay hai người đồng thời cầm trong tay một con dao găm sắc bén, đồng loạt đâm tới Sở Trần. Phái thiên cơ dốc hết toàn lực đi ra, quyết đánh đến cùng, không lưu lại đường sau, nếu như không thể chém giết Sở Trần, nhiệm vụ của bọn họ chính là thất bại. Lâu Ngụy cũng bất chấp để lại một cái tâm nhãn đề phòng vị Liễu Bảo Mẫu chưa xuất hiện kia, liều mạng giết về phía Sở Trần. Sở Trần cảm nhận được áp lực, võ đạo tông sư bị ngân châm đâm vào ngực cũng cố nén đau nhức một lần nữa giết tới phía anh. Võ đạo tông sư, ánh mắt Sở Trần lướt qua một đạo hàn quang, thân ảnh lướt qua, kim xà triền ti, chu toàn giữa tam đại võ đạo tông sư. Sở Trần diễn giải mỗi một chiêu thức đến cực hạn, anh rất rõ, không bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Tuyệt đối không có khả năng đánh bại Tam Đại Tông Sư. Xuyên suốt chiến trường, mấy nơi chiến đấu cơ hồ đều là trạng thái chia đều sắc thu, bất kỳ một chỗ nào có đột phá, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ xu thế chiến cuộc. Hai bên đã tạo ra một bế tắc, lại thêm một chút sức lực. Lâu Ngụy một mực lưu ý tình huống của Sở Trần, trong lúc bất chợt mừng rỡ mở miệng, hắn đã đến cực hạn rồi. Hừ, suy cho cùng, cũng chỉ là tiên thiên võ giả, cùng võ đạo Tông Sư, vẫn là có bản chất khác nhau. Đúng vậy, hắn sắp kiệt sức rồi. Tam Đại Tông Sư đều nhận ra, kinh hỉ vô cùng, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tam Đại Tông Sư vây công một tiên thiên võ giả, nếu như cuối cùng còn thất bại, vậy quả thực trở thành chuyện cười. Sở Trần thi triển các loại thủ đoạn, các loại bùa phối hợp với cửu huyền bí thuật, dùng thực lực tiên thiên võ giả chống đỡ thế tấn công của Tam Đại Võ Đạo Tông Sư. Đám người Lâu Ngụy phân tích cũng không sai, Sở Trần quả thật đã đến cực hạn. Anh đang cố nén hơi thở kia, tiếp tục cùng Tam Đại Võ Đạo Tông Sư chiến đấu. Anh không thể để cho nơi này của mình trở thành đột phá. Nếu như anh nơi này thất bại,
Tam đại võ đạo tông sư đích thân ra, tùy tiện đi trợ giúp bất kỳ bên nào còn lại, đều có thể ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Kiên trì, Sở Trần thuận thế vung tay. Bắc Minh có cá, tên của nó là Côn. Tiêu giao thiên địa, tiêu giao du trưởng pháp như sấm sét đánh ra ngoài. Àm, sau một lần cứng rắn, Sở Trần lui về phía sau vài bước. Không cần phải đấu tranh nữa. Lâu Ngụy vội vàng áp đảo lên. Đồng tử Sở Trần co rụt lại. Đợt cứng rắn vừa rồi, Sở Trần có loại cảm giác khí kình trên người mơ hồ muốn phun trào, đó là bình cảnh. Tiên thiên bước vào bình cảnh của võ đạo tông sư. Sở Trần chưa bao giờ cảm thụ qua, dù sao anh mới vừa bước vào tiên thiên đỉnh phong thời gian không lâu, chuẩn xác mà nói, mới chỉ có mấy ngày mà thôi. Nhưng trong nháy mắt này, thời điểm tiếp cận cực hạn, anh lại chẳng những cảm nhận được bình cảnh tồn tại, còn mơ hồ có loại cảm giác muốn phá tan bình cảnh. Theo loại cảm giác này, có thể hay không, Sở Trần kìm lòng kích động, nhìn Lâu Ngụy. Đây là, gặp được quý nhân A. Trong mắt Lâu Ngụy, ánh mắt này của Sở Trần tràn ngập tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực, cầu xin tha thứ, bây giờ biết cầu xin sự tha thứ rồi. Nằm mơ đi, từ ngày ngươi là đệ tử cửu huyền môn, chúng ta định trước, không chết không thôi. Giờ khắc này, Lâu Ngụy hào khí muôn vàn, thân là đệ tử phái Thiên Cơ, chưa từng nổi bật như vậy. Lên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh bại Sở Trần, oanh, 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 tam đại tông sư, thay phiên nhau oanh kích Sở Trần. Tống Thu nín thở, lo lắng đề phòng, siết chặt nắm tay, nhìn Sở Trần gặp phải tam đại tông sư trùng kích liên tiếp bại lui, hận không thể mình cũng có thực lực tông sư, xông lên trợ giúp anh rể một tay. Lâu Ngụy, mau, lúc này, Triệu Trụ cũng cao giọng hô to, người thần bí mặc trường bào trước mắt này thực lực quá mạnh. Mặc dù hắn cùng Huyền Minh trưởng lão liên thủ, cũng không chiếm được thượng phong, ngược lại, theo thời gian trôi qua, càng có loại cảm giác khó có thể chống đỡ. May mắn thay, Lâu Ngụy và ba đại tông sư vây công Sở Trần, thắng cuộc đã định. Chỉ cần tam đại tông sư xuất thân, cùng nhau vây công người thần bí mặc trường bào trước mắt này, Triệu Trụ tin tưởng rất nhanh có thể đánh bại đối phương. Ẩm, Sở Trần lại một lần nữa dùng hai quyền dung chuyển ba đại tông sư, lần này, thân thể ném ra phía sau. Nặng nề rơi xuống nóc xe của một chiếc xe, một tiếng nổ lớn, nóc xe đều đã lõm xuống, Tống Thu theo bản năng thất thanh hô to, nhưng mà, một giây sau, Tống Thu sửng sốt. Dưới trùng kích lớn như vậy, Sở Trần lại đứng lại. Thân thể rơi trên nóc xe, hai chân theo nóc xe lõm xuống, Sở Trần cũng không có như Tống Thu tưởng tượng cả người đều ngã trên xe. Còn thiếu một chút, Sở Trần thầm than, càng cảm giác được bình cảnh buông lỏng. Ngẩng đầu nhìn về phía quý nhân, các người còn chưa ăn cơm sao? Ra tay mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Con quái vật này, Lâu Ngụy và tam đại tông sư trong lòng kinh hãi, phòng ngự của Sở Trần làm bọn họ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta không tin hắn là mình đồng ra sắt, theo ta được biết, cửu huyền môn cũng không có kim cương bất hoại thần công gì. Hắn là đang cố gắng chống đỡ, lại còn dám phô trương tỏ ra có tài. Cùng nhau lên! Tam đại tông sư khí thế như cầu vồng, giống như gió cuốn mây tàn, tại thời điểm thắng lợi, bọn họ dĩ nhiên đều bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Vào giờ khắc này, Lâu Ngụy có loại cảm giác mình có thể đối mặt với tông sư đỉnh phong. Sở Trần, tất phải chết không thể nghi ngờ. Bụp, 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 thân ảnh Sở Trần lại một lần nữa lui về phía sau, nhưng mà cũng trong nháy mắt này, bình cảnh trên người Sở Trần ầm ầm vỡ tan. Một cỗ lực lượng hùng hậu từ đan điền của Sở Trần bộc phát. Trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân, người ở giữa không trung, đôi mắt Sở Trần đã chậm rãi nhắm lại, trong nháy mắt này, Sở Trần cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng phong trần đã lâu đang chậm rãi chảy xuôi. Giống như đất nông nghiệp khô cạn đột nhiên phun ra suối trong vắng. Lập tức, làm Sở Trần đắm chìm trong một loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Trong lúc tốc độ ánh sáng, Sở Trần đột nhiên hiểu được những lời Nam Cung Quân từng nói với anh bị bùa trấn hồn phong ấn 5 năm, là một chuyện tốt. Anh sâu sắc cảm nhận được, trong khoảnh khắc chính thức bước vào võ đạo tông sư, Sở Trần cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể mình có biến hóa gần như thoát thai hoán cốt. Phong ân 5 năm, một khi phun trào, Tống Thu nhìn bóng dáng Sở Trần bay ra ngoài như diều đứt dây, hai mắt đều đã nhắm lại, trong lòng nhịn không được run lên, anh rể muốn chết rồi sao? Bịch, chỗ Sở Trần rơi xuống đất vẫn là nóc xe, nhưng lần này, hai chân rơi xuống, trong nháy mắt giảm bớt lực, nóc xe này tránh được vận mệnh lõm xuống. Trong mắt Tống Thu trợn tròn, anh rể càng bị đánh, tinh thần càng cao. Đây là cảm giác đầu tiên của Tống Thu, nhưng đối với những người còn lại thì khác. Võ đạo tông sư,
Kiều Thương Sinh vô cùng kinh hỉ, ánh mắt phát sáng. Lần đầu tiên hắn gặp Sở Trần, Sở Trần còn không phải tiên thiên võ giả, nhưng hôm nay, lại tận mắt chứng kiến Sở Trần gặp phải tam đại võ đạo tông sư vây công đột phá đến cấp bậc võ đạo tông sư. Lâu Ngụy cũng cảm nhận được khí tức biến hóa trên người Sở Trần, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tên hề dĩ nhiên là mình. Lâu Ngụy không cho Sở Trần cơ hội điều chỉnh, cùng hai gã võ đạo tông sư khác ánh mắt liếc nhau, nhanh chóng xông lên. Mặc dù là đột phá, hắn không tin thực lực của Sở Trần có thể trong nháy mắt có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Trần đứng trên nóc xe, chắp tay mà đứng, quỹ tích tam đại tông sư vò tới ở trong mắt anh vừa nhìn đã biết. Thân ảnh vừa động, Sở Trần chủ động xuất kích, bát cực quyền, cương mãnh, nhanh liệt, giống như lôi đình, bụp, vừa mới tiếp xúc. Một gã võ đạo tông sư từng bị kim châm độ mệnh thuật của Sở Trần đánh trúng ngực chấn động, lảo đảo lui về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Lâu Ngụy thần sắc kinh hãi, công kích của Sở Trần đã lại tới, giống như một cơn bão lớn. Lâu Ngụy thậm chí còn có loại cảm giác Sở Trần bị Liễu Bảo Mẫu chiếm hữu. Liên tiếp bại lui, oanh, oanh, hai đại tông sư đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Kiều trưởng lão, tôi đến giúp ngài. Thân ảnh Sở Trần như gió, rất nhanh liền vọt vào một chiến trường khác. Sở Trần đột phá đến võ đạo tông sư, lập tức phá vỡ toàn bộ cân bằng chiến đấu. Thần sắc Triệu Trụ toát ra kinh hãi, không thể tin. Đột phá xác thực xuất hiện trong trận chiến của tam đại tông sư vây công Sở Trần, nhưng kết quả cuối cùng là Sở Trần đánh bại tam đại tông sư. Sở Trần đi tới bên cạnh Kiều Thương Sinh, đối thủ của Kiều Thương Sinh là môn chủ Ưng Chảo môn Thiết Đinh Trình, hai người vốn là thế ngang nhau, thấy Sở Trần vọt tới. Thiết Đinh Trình theo bản năng liền hoảng hốt, bộ pháp dưới chân loạn, nhất thời bị Kiều Thương Sinh bắt được sơ hở, thuận thế xuất kích, đánh lui Thiết Đinh Trình. Sở Trần yên lặng trợ giúp, đứng tại chỗ, nhìn Kiều Thương Sinh, ngài vừa rồi là cố ý không đánh bại Thiết Đinh Trình. Kiều Thương Sinh thắng được một trận chiến, cười to ba tiếng, xông tới trợ giúp các tông sư dược cốc còn lại, mà Sở Trần thì đi tới bên người Liễu Khai Hồng. Liễu Khai Hồng một mình đối kháng Triệu Trụ cùng Huyền Minh trưởng lão, thế lực ngang nhau. Khi Sở Trần đi tới, nội tâm Triệu Trụ cùng Huyền Minh trưởng lão đã trầm thấp đến cực hạn, hai người tâm ý tương thông, đồng thời lựa chọn lui về phía sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.